Y đạo quan đồ. Chương 166: Phát hiện của Lương Tâm. Cố Duẫn Chi đạm nhiên cười nói, người biết cái gì là uốn cong thành thẳng. Thanh niên nhân phải làm việc tới nơi tới chốn, then chốt nhất chính là phải thực hiện tốt bản chức công việc của mình. Nếu có thể xuất ra chứng cứ chứng minh thì mọi chuyện sẽ rõ ràng. Đảng ta cần nhất chính là sự thật, nói xong Cố Duẫn Chi xoay người bước vào trong phòng. Trương Dương một mình đứng ngơ ngác hồi lâu ở đó, sau mới ý thức được tựa hồ cố duẫn chi có thâm ý gì đó, lão lẽ nào nhắc nhở chính mình giải quyết then chốt chính là phải khiến Phùng Ái Liên thừa nhận nói dối. Sáng sớm hôm sau, Trương Dương trở lại Giang Thành, thái độ của cố duẫn chi ít nhiều khiến cho hắn có chút thất vọng, hắn vốn muốn cố duẫn chi có thể nói một câu để khiến cho Hồng Vĩ cơ thu liếm lại, nhưng từ thái độ của cố duẫn chi hắn minh bạch cố duẫn chi sẽ không tham dự vào chuyện này. Trương Dương cũng không biết là trước khi hắn nói với cố duẫn chi, Điền Khánh Long cũng đã tìm tới cố bí thư rồi, cố dẫn chi đồng giảng cũng vẫn biểu lộ thái độ như thế. Sự việc trong hệ thống y viện Giang Thành là việc nội bộ Giang Thành, lãnh đạo Giang Thành tự có năng lực giải quyết được chuyện này, hắn không có nghĩa vụ cũng như chẳng cần thiết phải tham gia. Audio điện tử võ tấn bền Bởi vì Trương Dương Tiếng là được Cục Thương mại Giang Thành cử đi học tập, nên lúc trở về vẫn phải tới sở báo cáo. Chủ nhiệm đồng đối với hắn vẫn hòa hợp, cư nhiên bố trí một phòng làm việc riêng, gian phòng này không lớn lắm nhưng trang bị phương tiện thập phần đầy đủ. Đồng chủ nhiệm cười nói tiểu trương, người sau này đây là công tác của ngươi. Trương Dương vui vẻ gật đầu, đồng hồng ngọc đối với hắn xem ra không sai. Kế tiếp đồng hồng ngọc nói qua về công tác, năm nay tình huống kêu gọi đầu tư của cục thương mại không được lạc quan cho lắm, nửa năm trôi qua rồi mà vẫn chưa có một bản hợp đồng nào. Hội nghị vừa rồi, thị trường tả viên chiêu đã đích danh phê bình cục thương mại mà năng lực của Trương Dương là rất cao, cho nên Đồng Hồng Ngọc rất kỳ vọng hắn sẽ đem lại chiến tính cho sở. Trương Dương cũng rất thoải mái, dù sao trong tay hắn cùng vẫn còn mấy dự án đầu tư chưa lên kế hoạch rõ ràng, chuyện này chỉ cần làm trình tự rõ ràng một chút là được, cấp cho cục một ít công trạng coi như cũng là báo đáp lại lễ ngộ của người ta. Trương Dương sau đó liền đi thường vụ phó thị trưởng Lý Trường Vũ, lúc tới phòng làm việc của Lý Trường Vũ cũng là lúc hắn vừa khảo sát công trình đường vòng thành phố về đang đứng nói chuyện phân công công tác với mấy cán bộ khác. Trương Dương Kiên chỉ đứng đợi Lý Trường Vũ xong việc rồi mới tiến vào. Lý Trường Vũ lúc này mới có thời gian rảnh mà hút thuốc, theo thói quen rút ra một điếu. Trương Dương đưa cái zippo lên châm lửa cho hắn. Lý Trường Vũ hỏi: học tập ở trường đảng như thế nào? rất tốt, lão sư cũng rất khen ta. Lý Trường Vũ cười, nghỉ ngơi một tháng, cũng nên điều chỉnh lại. tháng sau bắt đầu công tác. cái này tiểu tử này cố ý làm ra bộ có điều muốn nói xong lại thôi. Có chuyện gì thì nói, đừng có ấp a à ấp úng, ta không rảnh đâu. Chuyện này trước ta cầu ngài, Trương Dương rất huyền chuyển nói. Lý Trường Vũ có chút bắt đắc dĩ lắc đầu, tiểu tử này thật đúng là kiên nhẫn, ta không phải đã nói ngươi rồi sao? Sự tình rất phức tạp, hiện tại Lê Thị Trường đã chết, Phùng Ái Liên càng thêm không còn điểm nào cố kỵ. chuyện này không phải vấn đề của một hai người, hơn nữa Hồng Bí thư lần này quyết tâm phản hủ sướng liêm rất mạnh, hắn muốn triệt để làm rõ ràng chuyện này. Trước khi về ta đã gặp cô bí thư. Lý Trường Vũ không khỏi có chút sừng sốt, im lặng hút một hơi thuốc sau đó mới nói, cô bí thư nói thế nào? Trương Dương đối với chuyện này lại tỏ ra quan tâm bất ngờ, cư nhiên lại đi cầu tới bí thư tỉnh ủy, việc này như vậy có phải là có chút huyên náo quá hay không biết nữa. Ta nói với cô bí thư hiện tại tình trạng của Phùng Ái Liên không bình thường. Trong lời nói có rất nhiều thứ khả nghi. Cô bí thư nói, cần phải xuất ra chứng cứ chứng minh được lời nàng ta nói là nói dối. Lú Trường Vũ gật đầu, từ lời Trương Dương nói hắn đã nghe ra hẳn là Cố Duẫn chi hiển nhiên không muốn đứng ra can thiệp vào chuyện này, hẳn là lão muốn sự tình của Giang Thành thì cán bộ lãnh đạo Giang Thành tự giải quyết lấy. Lý Trường Vũ suy nghĩ một chút rồi nói, Phùng Ái Liên khẳng định là sẽ không phủ nhận những điều nàng ta nói. Trương Dương a, chuyện này ta bất lực Lý Trường Vũ cũng thật không ngờ Điền Khánh Long lại tìm tới mình, hắn vốn tưởng rằng Điền Kháng Long hẳn là phải tìm tới tả viên chiêu mới phải, nhưng Điền Khánh Long hết lần này tới lần khác cứ tìm đến hắn, lần này hắn nói không khác Trương Dương là mấy Trường Vũ, ta tại Đông Giang có gặp qua cố bí thư. Lý Trường Vũ nở một nụ cười, hắn đưa cho Điền Khánh Long một điếu thuốc, Điền Khánh Long cũng không phải là kẻ nghiện thuốc lá, nhưng hai ngày nay vì sự tình của vợ chồng tả ủng quân mà hắn đã hút rất nhiều hắn châm điếu thuốc hút rồi nói đầu tiên ta tìm hứa chủ tịch nhưng hắn cho biết sẽ không hỏi đến chuyện này nên ta mới tìm cố bí thư lý trường vũ cười kết quả thế nào điền khánh long nói cố bí thư không nói gì ý tứ của lão là lãnh đạo giang thành hẳn là có năng lực giải quyết chuyện này lý trường vũ nói như vậy cũng là sẽ không quản đến rồi điền khánh long thấp giọng nói trường vũ ta và ngươi tuy rằng quen biết không lâu thế nhưng vẫn là rất hợp nhau có những chuyện ta cũng chỉ nói với ngươi. Y tứ những lời này rõ ràng là nếu giữa Lý Trường Vũ và Tả Viên Chiêu, rõ ràng là cảm thấy hắn và Lý Trường Vũ thành thật hơn. Lý Trường Vũ gật đầu. Điền Khánh Long nói, chúng ta đều là thường ủy Giang Thành, không nói tới quan hệ của ta và vợ chồng Tả ủng quản, nhưng công bình mà nhìn chuyện này, ta cho rằng chuyện này đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới sự đoàn kết của đội ngũ cán bộ, cũng ảnh hưởng lớn tới lòng tin. Ta cho rằng bất cứ chuyện gì cũng phải nắm giữ có chừng mực, hăng quá hóa dở ảnh hưởng không tốt tới sự nghiệp cải cách của chúng ta lý trường vũ nói ta và hồng bí thư cũng đã tham khảo vấn đề này bất quá quan điểm của hồng bí thư là quyết tâm làm rõ ràng chuyện này điền khánh long nói ta thừa nhận trong chuyện này ta bị yếu tố tình cảm chi phối nhiều thế nhưng con người nào có phải cây cỏ vô tình ta nghĩ một người có thể vứt bỏ cả tình thân vị tất đã là một vị quan tốt lời này cũng là biểu thị sự bất mãn đối với tả viên chiêu tả viên chiêu dưới áp lực của Hồng Vĩ Cơ, ngay cả vấn đề của anh chị cũng mặc kệ, khiến cho Điền Khánh Long đối với hắn cực kỳ phản cảm. Lý Trường Vũ nói, lão Điền, Hồng Bí Thư sở dĩ như thế là bởi vì hắn cho rằng hắn đã có đầy đủ chứng cứ, tất cả đó đều do Phùng Ái Liên cung cấp. Bây giờ muốn cải biến tất cả thì then chốt là Phùng Ái Liên. Đây là chính lời Trương Dương lúc nãy dẫn dắt, cố dẫn chi sẽ không vô duyên vô cớ mà nói với Trương Dương như thế. Bất quá rõ ràng một điểm là chỉ cần Phùng Ái Liên thừa nhận nói dối thì không cần biết sự tình trong hệ thống y viện Giang Thành là có hay không, nhưng mức ảnh hưởng của chuyện này cũng sẽ được giải quyết. Điền Khánh Long nói, Lê Quốc Chính chết đối với nàng ta thật sự là một kích thích. Lý Trường Vũ, ta sẽ nói chuyện với Hồng Bí Thư một lần nữa, quan điểm của ta vẫn là luôn muốn Giang Thành có thể phát triển thật tốt trong điều kiện thuận lợi. Điền Khánh Long nói, hay là trong cuộc họp thường ủy đề cập một chút. Lý Trường Vũ không cho rằng đề cập chuyện này tại cuộc họp thường ủy lại có tác dụng hơn, bởi Hồng Vĩ Cơ không phải là người có thể khiêm tốn tiếp thu kiến nghị của người khác. Theo yêu cầu của Tả Hiểu Tình, Điền Khánh Long an bài cho nàng gặp mặt Phùng Ái Liên. Phùng Ái Liên và Tả Hiểu Tình cũng không xa lạ gì bởi nàng ta và Tương Tâm Tuệ vốn là chỗ có quen biết, trước kia Tả Hiểu Tình đối nới nàng ta vẫn luôn tỏ ra lễ phép gọi một tiếng a di, nhưng thật không bây giờ lại thành ra cái dạng như thế này có thể nói rằng cha mẹ rơi vào hoàn cảnh này hoàn toàn là do một tay Phùng Ái Liên tạo thành. Phùng Ái Liên nhìn cô bé điềm đạm nhu mì đáng yêu trước mắt, trông thấy nàng tiểu tụy gầy guộc mà chẳng có một chút cảm thông nào. Phùng Ái Liên ngày càng ý thức được cảm thông là một sự xa xỉ, nếu nàng ta cảm thông cho người khác, vậy ai sẽ cảm thông cho nàng ta? Tả hiểu tình nhẹ giọng, Phùng A Di, cảm tạ ngươi đã gặp ta. Phùng Ái Liên nhàn nhạt cười, ta cũng không phải là muốn gặp người, chẳng qua là một kẻ ở tù cảm giác tích mịch lắm, gặp mặt người khác cho đỡ buồn thôi. Vô luận là bằng hữu hay cừu nhân, gặp nói chuyện được là tốt rồi. Thật sự là chỉ có mất đi tự do người ta mới cảm ngộ được cái đạo lý này. Tả hiểu tình nói, Phùng A Di, ta tới tìm người là vì sự tình của cha mẹ ta. Phùng Ái Liên từ lâu đã đoán được ý đồ của nàng tới, nhẹ giọng nói, mỗi người đều có trách nhiệm vì hành vi mà mình đã làm. Hãy nhớ kỹ, lão thiên gia rất công bình. Phùng A Di, ta cầu ngươi giúp. Phùng Ái Liên đạm nhiên cười nói, hiểu tình, ta chỉ là một tù nhân, có thể giúp được cái gì cơ chứ? Phùng A Di, ta muốn biết, cha mẹ ta có thật là như thế không? Vành mắt Tả Hiểu Tình đỏ lên. Phùng Ái Liên nhìn Tả Hiểu Tình, bà ta lúc này có thể hiểu được tâm lý của nàng lúc này, thật sự chẳng có người con nào lại có thể tin rằng cha mẹ mình, những người mà trước kia là hình mẫu trong mắt lại phạm tội, nếu đổi lại là bà thì cũng lẽ cũng rơi vào tâm trạng như thế. Phùng Ái Liên không trả lời vấn đề của nàng mà nói, bảo Điền Khánh Long tới gặp ta. Điền Khánh Long vốn tưởng rằng Phùng Ái Liên sẽ không nói gì tới hắn, nhưng không ngờ bà ta lại chủ động yêu cầu gặp mình, chẳng lẽ đây là dấu hiệu xuất hiện chuyển cơ sao? Phùng Ái Liên cũng không có nói gì khác, chỉ đưa ra hai yêu cầu, một là muốn tới thăm mộ nhi tử và trượng phu, hai là muốn gặp Tần Thanh. Yêu cầu của Phùng Ái Liên cũng không quá mức, thế nhưng đối với Điền Khánh Long mà nói, hiện ở cái thời điểm nhạy cảm này, nếu như đáp ứng yêu cầu của Phùng Ái Liên coi như là chấp nhận mạo hiểm, hắn lặng lẽ liên hệ với Trương Dương, hắn biết Trương Dương có chút quan hệ với Tần Thanh, thuyết phục được nàng gặp Phùng Ái Liên cũng chỉ có hắn mà thôi. Ba ngày sau, Phùng Ái Liên ngồi xe tù tới Nghĩa Trang Lương Sơn, Điền Khánh Long cũng tới đây, chuyện này tiến hành rất bí mật. Điền Khánh Long trước đó cũng chuẩn bị hai bó hoa bách hợp. Phùng Ái Liên đi tới trước mộ của Lê Quốc Chính, bà lặng lẽ đặt đó ngồi xuống cạnh mộ, ngồi nhìn tấm ảnh khắc trên bia đá. Đưa bàn tay lên lau lau bụi trên bia đá, "Lão Lê, ta tới thăm ngươi đây." Mặc dù là lúc nghe được tin Lê Quốc chính mất, bà cũng không có khóc, nhưng lúc này đây vành mắt không khỏi đỏ hoe, "Lão Lê, không phải ngươi đã nói chúng ta cùng sau này trông cậy vào hảo huy, ngươi muốn cùng ta đi hết đời này, vì sao ngươi lại không giữ lời?" Thanh âm của bà ta đau khổ và chua xót tột cùng. Điền Khánh Long nhìn Phùng Ái Liên rung rung mà trong lòng không khỏi cảm thấy khó chịu. Cái gì khiến cho bọn họ tới hoàn cảnh này? Cũng chính là do bởi bọn họ mà thôi, nếu như không lựa chọn con đường sai lầm, thì cũng đâu đến nỗi nhà tan cửa nát, âm dương cách trở như thế. Phùng Ái Liên ngồi thật lâu trước mộ Lê Quốc Chính rất lâu, đến lúc đứng lên thì trời đã âm u mưa phùn, tâm tình bà cũng trầm trọng như sắc trời vậy. Mộ của Lê Hảo Huy cách xa mộ của Lê Quốc Chính, hai mộ này thuộc về hai khu khác nhau, lúc đi tới mộ của Lê Hạo Huy, Tần Thanh và Trương Dương cũng đã đang đứng ở đó. Phùng Ái Liên trước hết đặt bó hoa bách hợp lên mộ nhi tử, lặng lặng nhìn khuôn mặt nhi tử trên bia mộ, chừng 10 phút sau mới nói có thể để chúng ta nói riêng mấy câu được không? Trương Dương nhìn sang Tần Thanh một cái, nàng gật gật đầu ý bảo hắn không cần phải lo lắng. Trương Dương lúc này mới rời đi, hắn đi đến chỗ Điền Khánh Long hỏi, bà ta muốn gặp Tần Thanh làm gì? Điền Khánh Long lắc đầu, hắn đương nhiên cũng không biết được phùng ái liên lạnh nhạt nói ta nghĩ con trai ta rất nhớ ngươi tần thanh đáp ta tới đây gặp ngươi chứ không phải tìm hắn phùng ái liên nói ngươi hại hắn là ngươi đã hại hắn tới mức như thế này chẳng lẽ trong lòng ngươi đối với nó không có một chút thương xót nào sao tần thanh thở dài nàng ta có chút cảm thông nhìn phùng ái liên lẽ nào tới giờ ngươi vẫn không ý thức được hại hắn chính là hai người cha mẹ các ngươi hắn lái xe đụng chết chấn dương mục đích chính là che giấu sự tham ô của các ngươi. Ta thừa nhận, ta hận hắn, đối với ngươi cũng vậy. Hắn làm như vậy đối với các ngươi chính là một ân huệ, giả như các ngươi sớm hồi đầu quay lại, sửa chữa sai lầm thì mọi chuyện cũng đâu đến mức ấy. Đủ rồi, Phùng Ái Liên nói, mái tóc hoa dâm của nàng tung bay trong gió, nhìn qua thật có chút kinh khủng. Tần Thanh không cố kỵ mà cứ nhìn thẳng nàng ta, hai người cứ như vậy nhìn nhau, vành mắt phùng ái liên đỏ dần lên, cuối cùng nàng ta bất lực khủy xuống ôm lấy bia mộ hảo huy khóc nức nở, thanh âm càng lúc càng lớn, càng lúc càng thương tâm. Trước tới giờ bà luôn đem việc của nhi tử mà đổ lỗi cho Tần Thanh, nhưng giờ bỗng nhiên bà minh bạch chính là như lời Tần Thanh nói, chính sai lầm của vợ chồng bà đã đẩy hắn tới mức như thế. Phùng ái liên đau xót tê tâm liệt phế, chỉ muốn chết đi cho đỡ thống khổ. Tần Thanh nhẹ giọng nói, tôn trọng sinh mệnh mình cũng chính là tôn trọng sinh mệnh người khác ta nghĩ người hẳn là minh bạch đạo lý này. Nói xong câu đó, Tần Thanh xoay người lại hướng phía Trương Dương đang đứng mà đi tới. Phùng Ái Liên vẫn ngồi đó khóc, bà ta nhìn theo bóng lưng Tần Thanh rời đi, càng nhìn càng mờ. Cuộc họp thường ủy lần này Điền Khánh Long tới muộn, sắc mặt hồng vĩ cơ vẫn tối tăm y như sắc trời giang thành hiện tại vậy. Lúc Điền Khánh Long tới, hồng vĩ cơ đang diễn thuyết một bài về tầm quan trọng của việc phản hủ sướng liêm, thị trường tả viên chiêu cáo bệnh ốm không thể tham gia cuộc họp thường ủy lần này trong thời gian gần đây hắn vẫn liên tục bị bệnh thực ra mà nói thì ai cùng biết hắn chỉ là bất mãn với hồng vĩ cơ nhưng không có đủ dũng khí giao phong chính diện nên mới làm ra như thế hồng vĩ cơ nói ta đề nghị lập tức triển khai công tác vận động khiến cho quần chúng thấy được sự quyết tâm của chúng ta để đồng hành cùng chúng ta trong sự nghiệp này đồng thời chỉnh đốn lại ý thức trách nhiệm trong mỗi cán bộ chúng ta hắn dừng lại một chút hiển nhiên là để trưng cầu ý kiến của người khác, đương nhiên cũng chỉ là cho có lệ chứ chẳng phải là thực sự để cho người khác có cơ hội nói. Phó thị trưởng Lý Trường Vũ nãy giờ vẫn ngồi hút thuốc lên tiếng, hồng bí thư. Ta cho rằng, phản hủ sướng liêm tuy rằng tốt, đáng để sướng, nhưng là chuyện này cũng nên tiến hành nội bộ. Tình huống hiện tại không thích hợp làm dùm beng, sự tình càng lớn sẽ càng làm cho dân chúng sinh ra tâm lý mất tin tưởng. Kỳ thực cũng chỉ một vài cá nhân tồn tại vấn đề, nếu làm mọi chuyện quá lớn, sẽ làm ảnh hưởng đến hình ảnh đội ngũ cán bộ giang thành chúng ta. Hồng Vĩ Cơ có chút ngạc nhiên nhìn Lý Trường Vũ, vốn chuyện này từ trước tới giờ Lý Trường Vũ vẫn luôn giữ thái độ im lặng, thế nhưng đột nhiên ở cuộc họp thường ủy bây giờ lại đưa ra ý kiến. Hồng Vĩ Cơ cảm thấy như mình bị khiêu chiến, hắn cười cười, đồng chí Trường Vũ. Đảng chúng ta thực sự cầu thị, đã có vấn đề cần cải cách thì sẽ không sợ người khác phê bình. Đại biểu nhân dân, chủ nhiệm Triệu Dương Lâm nói, phê bình cùng có nhiều kiểu, có thiện ác chi phân. Phê bình mang tính chất hòa bình là để đề thăng giác ngộ của cán bộ, để thăng tố chất cán bộ. Những người đảng viên chúng ta không hề sợ phê bình, mà là phải làm như thế nào để đạt được hiệu quả tốt nhất. Hồng Vĩ cơ nhíu mày. Phó thị trưởng viên Thành Thích cũng nói, gần đây Giang Thành xảy ra rất nhiều vấn đề, dân chúng đối với lãnh đạo chúng ta cũng sinh ra nguy cơ bất tín nhiệm. Nếu đem chuyện này làm lớn lên, có lẽ sẽ càng khiến cho dân chúng nảy sinh thêm mâu thuẫn." Triệu Dương Lâm nói, cho nên chúng ta phải suy xét kỹ vấn đề đó. Điền Khánh Long lúc này lên tiếng, "Có vấn đề ta muốn thông báo tới các vị trong thường ủy một chút." Ánh mắt mọi người đều tập trung lên Điền Khánh Long. Hắn nói, "Ta vừa nhận được tin tức, Phùng Ái Liên đã phủ định rất nhiều chứng cứ mà lúc trước bà ta cung cấp, những vấn đề của hệ thống y viện cần phải điều tra xử lý lại." Những lời này như tiếng bom nổ trong phòng họp mà người bị ảnh hưởng nhất chính là hồng vĩ cơ hắn cảm giác như hắn bị cô lập điều điền khánh long vừa nói cộng với các ý kiến của thường ủy vừa rồi rõ ràng chứng minh bọn họ đối với hắn không có một chút tán đồng nào hồng vĩ cơ nhanh chóng quyết định tan họp sau giờ họp lý trường vũ đi tới phòng làm việc của hồng vĩ cơ lúc này hắn đang đứng ở cửa sổ quan sát thành phố ở phía dưới chân mình tất cả quen thuộc đó nhưng lại có cảm giác xa xôi lý trường vũ rút bao thuốc ra mời hồng vĩ cơ hắn tiếp một điếu hắn hỏi, người cũng biết Phùng Ái Liên sẽ phủ nhận chứng cứ. Lý Trường Vũ lắc đầu, ta cũng như người thôi, vừa mới biết xong. Hồng Vĩ Cơ nói, lâu rồi không có xem kịch, tự nhiên nhớ lại hình ảnh một vị vua bị bức thoái vị. Lý Trường Vũ cười, Hồng Bí Thư, người nghĩ rằng chúng ta đang ép người sao? Hồng Vĩ Cơ không nói gì, coi như là ý tứ của hắn chính là như thế. Lý Trường Vũ thở dài nói, người khởi xướng chuyện này nói thật là đối với ta càng có lợi, ta vì sao phải phản đối chứ? Hồng Vĩ cơ nhìn Lý Trường Vũ, đúng thật là hắn cũng không giải thích được. Lý Trường Vũ nói, việc của Lê Quốc Chính đã khiến cho Giang Thành chúng ta rơi vào một nguy cơ chưa từng có, nếu như lại gióng chống khua chiêng phản hủ sướng liêm, dân chúng chưa chắc đã nhìn đó là quyết tâm thay đổi sai lầm. Mất đi dân tâm, chúng ta sau này làm sao có thể công tác? Hồng Vĩ cơ nói, chu viện trong hệ thống y viện thực sự là có. Không sai, đúng là có, nhưng cũng không tới mức nghiêm trọng, chúng ta không phủ nhận là vấn đề có tồn tại, nhưng nếu làm chuyện này lớn lên thì không có một điểm gì tốt. Hồng Vĩ Cơ nói, đến tột cùng là cái gì khiến Phùng Ái Liên đột nhiên lại cải biến thế? Lý Trường Vũ lắc đầu nói, ta cũng không biết, có thể là Lương Chi. Lương Chi, Lý Trường Vũ thấp giọng nói, chuyện này tả ủng quân thực sự là vô tội, hắn cũng không hề biết vợ hắn thu nhận lễ vật. Vậy có kiến nghị gì, Lão đồng học, đây là thời gian mà nên giữ hình tượng cho cán bộ giang thành." Tả Ủng Quân đi ra khi cửa phòng giam, con mắt hắn vẫn có phần chưa thích ứng được với ánh sáng mặt trời. Hít một hơi thật sâu rồi mở mắt ra thấy nữ nhi của hắn đang rưng rưng chạy tới. Hai mắt Tả Ủng Quân ươn ướt, hắn ôm nữ nhi vào lòng, đằng xa xa hắn đã thấy Điền Khánh Long và Tả Viên Chiêu. Mắt thấy Tả Ủng Quân được thả ra, tâm tình mỗi người đều có chút bất đồng, Biển Khánh Long thì cảm thấy vui vẻ thoải mái. Trong khoảng thời gian vừa rồi hắn đã hết sức chạy đôn chạy đáo với Tả Ủng Quân, hắn làm như vậy không chỉ bởi quan hệ thân thích mà còn bởi hẳn tin tưởng Tả Ủng Quân không phải là một người như vậy, và sự thực chứng minh cảm nhận của hắn là đúng. Tả Viên chiêu nhìn khuôn mặt tiều tụy của đại ca, nhưng trong lòng có chút xấu hổ, suốt khoảng thời gian vừa rồi, hắn luôn im lặng, thậm chí thời khắc mấu chốt trong cuộc họp thường ủy, khi người khác ra mặt hắn vẫn cào ốm trốn tránh, điều này làm cho hắn có chút hổ thẹn. Điền Khánh Long tuy không nói gì, Thế nhưng từ thái độ của Điền Khánh Long hắn cùng cảm thấy có chút bất mãn. Ngày hôm nay đi đón tả ủng quân cũng là phải suy nghĩ một hồi rồi mới quyết định tới. Tả ủng quân vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ nhắn của nữ nhi đi tới bên cạnh Điền Khánh Long hai người ôm nhau một cái, sau đó quay sang đệ đệ. Ca, tả viên triệu thấp giọng nói. Tả ủng quân gật đầu, giang hai tay ôm hắn, thấp giọng nói cảm tạ. Câu này thực sự khiến cho tả viên triệu có chút xấu hổ hắn thực sự đâu có làm gì điền khánh long cười nói được rồi hiện tại đã không có việc gì rồi tối nay ta đã an bài tiệc chúng ta mừng ủng quân tự do chúng ta không say không về tả ủng quân cũng không cao hứng cho lắm tả viên chiêu thấp giọng hỏi ca, ca có phải vẫn lo lắng về tàu tử không tả ủng quân gật đầu yên tâm sự tình của tàu tử không nghiêm trọng lắm tiền đã tra lại toàn bộ hơn nữa quá khứ tẩu tử và phùng ái liên có quan hệ bằng hữu nên chắc cũng không quá nghiêm trọng. biên khánh long nói chuyện không vui thì tạm không nhắc tới nữa mỗi người đều phải có trách nhiệm đối với hành vi của mình tâm tuệ là người trưởng thành qua chuyện này hẳn nàng tự phải rút ra được một bài học. tả ủng quân gật đầu cảm tạ cảm tạ các ngươi biên khánh long nói đừng cảm ơn bọn ta kỳ thực rất nhiều người đã giúp ngươi đó thường vụ phó thị trường lý trường vũ đã nói chuyện với hồng bí thư Trương Dương còn đi gặp cả bí thư tỉnh ủy Cố Duẫn Chi, rồi nhờ hắn mà bí thư huyện ủy Xuân Dương Tần Thanh mới chịu gặp Phùng Ái Liên. Nếu như không phải là Tần Thanh hóa giải được nút thắt trong lòng Phùng Ái Liên thì bà ta cũng sẽ không cải biến chứng cung đâu. Mỗi câu nói của Điền Khánh Long, tả hiểu tình đều nghe cả, lúc này trong lòng nàng chỉ toàn là hình bóng của Trương Dương, từ giọng nói đến bộ dáng tươi cười của hắn. Tả ủng quân nhẹ giọng, hiểu tình, người lát nữa điện cho Trương Dương, mời hắn tới ăn. Tả hiểu tình hơi ngạc nhiên, bất quá lập tức minh bạch, nàng cúi mặt cắn cắn môi dưới, trong lòng dâng lên một cảm xúc vui sướng khó tả. Điền Khánh Long nói: Không cần, tối nay ta đã mời cả Lý Phó Thị Trường, Tần Bí Thư và Trương Dương rồi. Tả Viên chiêu cùng không ngờ Điền Khánh Long lại mời cả Lý Trường Vũ, trong lòng không khỏi có chút khó xử. Hắn ý thức được rủi ro lần này của đại ca là do hắn nhiều lắm. Lý Trường Vũ tối đó dự tới dự tiệc cùng Cát Xuân Lệ hai người bọn họ là lần đầu tiên xuất hiện trước người khác như vậy. Trương Dương cùng Tần Thanh thì nhiều, mặc dù quan hệ đã tiến thêm một bước nhưng biểu hiện ra ngoài vẫn nhã nhận lịch sự, ảnh hưởng của quần chúng thực sự là đáng sợ lắm a. À. Tả viên chiêu cảm giác Điền Khánh Long biến ra Yến thành một bữa tiệc thế này hẳn là có thâm ý, hắn thậm chí cảm giác được vì sự kiện này mà Điền Khánh Long rất bất mãn với mình, tả viên chiêu ngày càng cảm giác thấy hắn đã tính toán sai lầm. Lý Trường vô tiến vào phòng, Tạ ủng quân chủ động đứng dậy bắt tay hắn biểu thị sự cảm tạ, Lý Trường Vũ nói, không có việc gì là tốt rồi, đảng chúng ta tuyệt đối không để cho một người tốt phải chịu oan mà. Cho nên lời nói mọi người phải tin tưởng vào lãnh đạo, vào tổ chức không phải là nói xuông A. À. Cả đám người song song nở nụ cười. tả viên chiêu vui vẻ tới bắt tay Lý Trường Vũ. Lý Trường Vũ nói, tả thị trường là lãnh đạo của ta, đêm nay quất giày ra yến, có gì bỏ quá cho A. À? Tả Viên chiêu cười, đều là đồng chí cả, cái gì phân biệt cao với thấp. Hắn đem thê tử Lưu Vân Tô giới thiệu, Lý Trường Vũ cũng đem Cát Xuân Lệ giới thiệu với mọi người. Chương 167, Đường cũ 1919. Khuôn mặt xinh đẹp của Tần Thanh tới đâu cũng đều thành tâm điểm của sự chú ý. Khi lãnh đạo cao tầng Hàn Huyên với nhau, Cô Ta nắm tay Tả Hiểu Tình, hai người nói chuyện rất ăn ý. Cô Ta ở Mỹ nhiều năm, Tả Hiểu Tình thì đang học ở Mỹ chủ đề chung của hai người rất nhiều. Trương đại quan nhân không tham dự được vào cuộc nói chuyện giữa các lãnh đạo cao tầng, cũng không xen vào được cuộc nói chu viện thân mật giữa hai cô gái, chỉ đành chào hỏi Điền Bân, hai người trước giờ đều không có tiếng nói chung. Điền Bân hỏi, tới rồi à? Trương đại quan nhân nói, tới rồi, sau đó thì không nói gì nữa. Tả ủng quân mời mọi người vào chỗ, nếu án chiếu theo quan chức thì nên là tả viên chiêu ngồi ở thủ vi, nhưng luận về niên kỳ thì nên là Điền Khánh Long, Trải qua một phen nhường nhịn đùn đẩy, vẫn để Tả ủng Quân ngồi ở thủ vị, những người khác thì theo thứ tự mà ngồi xuống. Trương Đại Quan Nhân và Điền Bân ngồi ở tịch khẩu, không biết có phải là trùng hợp hay không. Tả Hiểu Tình được an bài ngồi cạnh Trương Dương, ánh mặt của cô bé vừa chạm phải Trương Dương, mặt không khỏi đỏ bừng lên. Đám người này đều là nhân vật tinh anh lăn lộn trên chính đàn nhiều năm, từ trong biểu hiện vi diệu đã nắm được chỗ quan kiện của sự việc. Lý Trường Vũ đột nhiên tỉnh ngộ. Hôm nay không chỉ là một bữa tiếp cảm ơn, mà còn có ý tứ phụ huynh của hai nhà gặp nhau. Tạ ủng quân trước tiên tỏ ý cảm tạ đối với tất cả những người đã có mặt ngày hôm nay. Ông ta không giỏi nói năng, nhưng mỗi một câu nói ra đều xuất phát từ phế phủ, rất là chân thành. Lý trường vũ cười nói, mọi người có thể tụ họp với nhau thì đừng khách khí như vậy. Kỳ thực chúng tôi cũng có giúp được gì đâu, chủ yếu là bản thân ông tự không có vấn đề, sự thực đã chứng minh là ông thanh bạch rồi. Tả viên chiêu cười nói, trường vũ nói rất đúng, hôm nay là ngày đáng để ăn mừng, chúng ta uống rượu đi, đừng nhắc tới những việc không vui làm gì. Hắn chủ động tìm tới lý trường vũ, lý trường vũ và tả viên chiêu uống hai chén, bình thường uống cơ hội mà hai người bọn họ uống rượu với nhau cũng không ít, nhưng loại giao lưu thẩm kín như thế này thì không hay thấy. Trước khi lý trường vũ bị song quy, lý trường vũ là phó thị trường thường vụ, còn tả viên chiêu thì xếp sau hắn. Việc Lý Trường Vũ bị song quy đã tạo cơ hội cho tả viên chiêu, khiến tả viên chiêu nắm được thời cơ trở thành đại thị trường của Giang Thành, nhưng hiện tại hai người đều có cơ hội thành thị trường, sự cạnh tranh giữa bọn họ là không thể nào tránh được. Loại trường hợp này Trương Dương cũng không có phần để nói chuyện, hắn thật thà kính rượu một vòng, thu hoạch duy nhất chính là quen biết được mấy người thân của tả hiểu tình. Ngôn tình trọng sinh, Tần Thanh tất nhiên nhìn ra tình cảm vi diệu giữa Trương Dương và tả hiểu tình, nhớ tới lúc cô ta và trương dương mới quen nhau còn nhìn thấy cảnh trương dương ở trong mưa hôn tả hiểu tình trong lòng có chút hối hận sớm biết được tình hình tối nay mình đã không đến tiệc rượu tiến hành tới nửa chừng ông chủ phương văn nam của tập đoàn thịnh thế đặc biệt tới kính rượu hắn cũng vừa nghe nói đám quan cao của thành phố chiếu cố khách sạn của hắn hắn vốn đang ở đế hào thịnh thế bàn chuyện làm ăn nghe vậy liền vội vàng chạy tới đây bởi vì chuyện công trình đường vòng tròn ba Lý Trường Vũ và Phương Văn Nam gần đây tiếp xúc nhau rất nhiều, đối với hắn cũng rất quen thuộc, liền cười nói tin tức của ông chủ Phương Linh thông quá. Phương Văn Nam cầm chén rượu mà không khỏi toát mồ hôi, nói, mấy vị lãnh đạo đại giá quan lâm, có chỗ nào chậm trễ thì xin bỏ quá cho. Tả viên chiêu cười nói, đây là bữa tiệc gia đình bình thường của chúng tôi thôi, anh chạy tới làm như thế này, ngược lại phá hoại bầu không khí gia đình của chúng tôi đây. Y một mực có thành ý đối với Phương Văn Nam, lời nói tất nhiên cũng không nể mặt chút nào, tuy là vừa cười vừa nói ra những lời này, nhưng kỳ thực ý tứ trách cứ thì lại rất rõ ràng. Phương Văn Nam dẫu sao cũng là lão tướng chinh chiến trên thương trường nhiều năm, liền ấy náy cười nói, thị trường tả nói rất đúng, tôi không được mời mà tới, làm phiền mọi người, thế này đi, tôi tự phạt ba chén vậy. Hắn bảo nhân viên phục vụ mang tới ba chén rượu, một hơi uống cạn. Trương Dương thầm cảm thán trong lòng, bình thường bảo gã uống một chén thì giống như là uống độc dược vậy, không ngờ thấy lãnh đạo thì ngoan như cháu trai, sau này nhất định phải chế nhạo gã một phen mới được. Phương Văn Nam cũng có chỗ khó của mình, gã quả thật là không dễ dàng uống rượu, nhưng gặp phải trường hợp này thì gã cũng không thể khống chế được. Trong căn phòng nạp có ba thường ủy thị ủy của Giang Thành, bất kể là ai trong số ba người này chỉ cần dậm chân một cái thôi là khiến cả Giang Thành phải rung chuyển rồi, gã dám không nể mặt người ta ư. Lý Trường Vũ biết rõ tử lượng của Phương Văn Nam, cười nói, bỏ đi, không thể uống thì đừng miễn cưỡng, chúng tôi chủ yếu là tới đây tâm sự chứ không phải là đọ rượu, ông chủ Phương đúng là có lòng, lát nữa các anh mang mấy món ăn đặc sắc tới cho nhà chúng tôi thưởng thức nhé. Phương Văn Nam mỉm cười gật đầu, những người này gã bình thường muốn mời cũng chẳng mời được, đừng nói là thêm thức ăn, có mà cả bàn thức ăn gã cùng chẳng dám lấy tiền. Gã đi tới trước mặt Trương Dương, vỗ vỗ vai hắn, Nói tôi và Trương Dương là bản thân không có gì phải giấu nhau, mấy vị lãnh đạo có gì phân phó, chỉ cần nói với Trương Dương, chỗ nào không hài lòng tôi lập tức sẽ sửa đổi. Nói xong liền cáo từ với mọi người rồi bước ra cửa. Câu này của Phương Văn Nam là giúp đỡ Trương Dương, gã cường điệu hóa quan hệ với Trương Dương không chỉ là chứng tỏ tình bạn bè giữa hai người bọn họ, mà còn đem mình và Trương Dương đặt ở cùng một chỗ, đa số những người mà có mặt ở đây đều là trưởng bối của Trương Dương. Phương Văn Nam người ta rất thành khẩn, nguyện ý để hạng con cháu ngang hành với mình, đây chính là chỗ khôn khéo của gã. Tả hiểu tình lặng lẽ nhìn Trương Dương, khi thấy Trương Dương thành thảo điêu luyện chu toàn cho mọi người, cô ta phát hiện Trương Dương so với lúc còn ở Xuân Dương thì đã thay đổi rất nhiều, loại thay đổi này lớn lao như vậy, khiến hình bóng của hắn ở trong ký ức của cô ta bắt đầu biến thành mơ hồ, cô ta không biết vì sao lại sản sinh ra loại cảm giác này. Lúc Trương Dương kính rượu tả ủng quân, Tả Ùm Quân cũng không nói nhiều, chỉ vỗ vỗ vai hắn, sự hân thưởng và cảm kích đối với Trương Dương đã không còn phải nói ra miệng nữa rồi. Bầu không khí của bữa tiệc rất hài hòa và vui vẻ, tuy Tả Viên Chiêu và Lý Trường Vũ mỗi người đều có tâm sự của riêng mình, nhưng trong loại trường hợp này, bọn họ cũng cố gắng che đậy bản thân, đắp là một loại dối trá và cùng là một loại tố chất, ít nhất thì ngoài mặt, hai đối thủ cạnh tranh là Tả Viên Chiêu và Lý Trường Vũ vẫn biểu lộ ra vẻ hữu hảo, thân thiết giống như một đôi bạn tốt. Tả viên chiêu bởi vì sự xuất hiện của Phương Văn Nam mà nhắc tới chuyện công trình đường vòng tròn 3. Lý Trường Vũ nói tóm tắt lại tình huống chuẩn bị công trình, tất cả tiến triển cùng có thể được nói là khá thuận lợi. Tả viên chiêu nghe hắn nói vậy, trong lòng vẫn không thoải mái, nhớ tới công trình đường vòng tròn 3 lúc trước là y khởi sướng, nhưng bị Hồng Vĩ cơ an bài cho Lý Trường Vũ, lợi dụng Lý Trường Vũ để kiềm chế mình. Tả viên chiêu hiểu rõ, trước lần tuyển cử sau, mình cần phải làm ra một phen chính tích chói mắt, ngàn vạn lần không được ở dưới lý trường vũ chỉ có như vậy mình mới có thể loại bỏ được chữ đại ở trước chữ thị trường như trong ý nguyện lúc ban đầu y vốn chẳng coi lý trường vũ vào đâu nhưng theo thời gian y phát hiện lý trường vũ quả thực là một người rất có ý tưởng rất có năng lực vứt bỏ điểm bất đồng trong thiết lập cải cách không nói trong chuyện của đại ca lần này lý trường vũ bất ngờ đứng ở phía đối diện với hồng vĩ cơ điều này trong mắt tả viên chiêu là không thể tưởng tượng được nhưng trong mắt điền khánh long loại cán bộ như Lý Trường Vũ rất có chủ kiến, có bá lực, có trách nhiệm. Bữa tiệc kết thúc vào 9 giờ rưỡi, mọi người chia tay ở trước cửa khách sạn, cả buổi tối Trương Dương và Tả Hiểu Tình tuy ngồi cạnh nhau, nhưng lại không giao lưu một câu nào. Khi chia tay, Trương Dương mới tìm thấy cơ hội để nói lần này sẽ ở lại một đoạn thời gian chứ. Tả Hiểu Tình gật đầu, nói hơn một tháng, cô ta nhìn về nơi xa, sau đó thấp giọng bảo em sẽ gọi điện thoại cho anh. Nói xong liền vội vàng chạy theo cha Một lát sau thì chỉ còn lại Tần Thanh và Trương Dương Trương Dương lắc lắc chìa khóa xe trong tay Nói đi Anh chở em Tần Thanh còn chưa kịp nói gì thì nhìn thấy Phương Văn Nam đi về phía bọn họ Cô ta có chút bất lực lắc lắc đầu Cầm lấy chìa khóa của Trương Dương rồi tự mình lên xe trước Phương Văn Nam mặt mày tươi cười Trương Dương trợn mắt lườm gã khúm núm nịnh bợ A à, dô nịnh hót Phương Văn Nam cười càng vui vẻ hơn, con người ở dưới hiên nhà không thể không cúi đầu. "Đi, tôi mời cậu đi uống rượu." Trương Dương thầm nghĩ thằng cha này không có mắt, mình vốn định cùng huyện trưởng Mỹ nhân hưởng thế giới chỉ có hai người, nhưng nghĩ lại thấy Phương Văn Nam cũng không phải là loại người như vậy. "Gã tìm mình khẳng định là có chuyện." Thế là bèn gật đầu, chỉ vào chiếc xe jeep của mình, nói: "Lên xe." "Thôi tôi ngồi xe của mình, tới số 1919 đường cổ." "Hả?" trương dương hơi ngây người phương văn nam mỉm cười nói tô tiểu hồng mở một quán bar ở đó vừa sửa sang lại xong vẫn chưa mở cửa kinh doanh tới thưởng thức một chút trương dương quay về trong xe jeep tần thanh bảo hắn ngồi ở ghế phụ nghe nói vẫn muốn đi uống rượu không khỏi nhíu mày nói em không muốn đi trương dương vỗ vỗ vào mông cô ta nói ngoan tô tiểu hồng ở đường cổ vừa mở một quán bar chúng ta tới xem thử bí thư tần giúp tôi kiểm tra chính tích của tôi một chút đi. Tần Thanh nghe thấy hắn nói vậy, không khỏi bật cười, anh đó. Cả ngày chỉ biết lấy việc công làm việc tư thôi, em giám sát anh xem anh có làm loạn kỳ cương hay không mới đúng đó. Cô ta khởi động xe, chiếc ship này của Trương Dương đúng là không tồi, tính động lực và tính thoải mái đều có, tầm nhìn lại tốt, cho dù là đỗ trong một rừng xe đẹp thì vẫn bắt mắt. Tô Tiểu Hồng sỡ dĩ có thể lấy được mảnh đất này, chủ yếu là thông qua quan hệ của Trương Dương, có điều thủ tục lại không có chỗ nào là bất hợp lý. Phương Văn Nam và Tô Tiểu Hồng thông qua một đoạn thời gian quan hệ với Trương Dương, biết rằng thằng nhóc này bên ngoài tuy trông rất bớn cợt đời, nhưng trên thực tế đấu óc lại rất tỉnh táo, người ta là người muốn bỏ lên cao, lợi ích tầm thường căn bản không thể đả động hắn, hợp tác với loại người này thì phải tự ước thúc mình. Phương Văn Nam cũng là một người nhìn xa trông rộng, làm ăn làm tới cảnh giới nhất định phải phù hợp với nguyên tắc, người suốt ngày khoe khoang cái thông minh vặt làm trái với quy tắc thì chắc chắn sẽ không làm được lâu dài. Tần Thanh và Trương Dương xuống xe, phát hiện bãi đồ xe toàn là đá xanh lát thành, phong cách trang trí bên ngoài quán ba tràn đầy phong mạo của thượng hải cũ. Hai bên con đường thông tới cửa chính, đèn lồng đều thiết kế theo kiểu cổ, áp phích trước cửa là ảnh phim bến thượng hải, bảng hiệu của quán ba cũng là mô phỏng theo phong cách thiết kế của thượng hải cũ. Tần Thanh bắt đầu có chút hứng thú, khẽ giọng bảo, không ngờ tô tiểu hồng lại có phẩm vị như vậy. Trương Dương không cảm thấy có gì đặc biệt, nói chỉ là một bản nhái bến Thượng Hải thôi mà, có gì đặc biệt đâu. Xe Lincoln của Phương Vãn Nam lúc này mới lái vào bãi đỗ xe. Tô Tiểu Hồng mặc sườn xám màu hồng lúc này cũng từ trong quán ba lả lướt bước ra, cô ta hiện tại cũng ăn mặc rất đặc biệt, tóc búi cao, làm tôn lên khuôn mặt xinh đẹp của mình, đôi mắt Phượng lưu chuyển thần thái cực kỳ vũ nghị, từ xa đã nụng nịu nói trưởng phòng trương tới rồi đấy à tần thanh nhìn thấy bộ dạng phong tình của tô tiểu hồng trong lòng có chút không vui không nhịn được mà nhẹ nhàng nhéo tay trương dương một cái trương đại quan nhân nhịn đau mặt mày tươi cười nói tô tiểu thư đúng là xinh đẹp quá hôm nay ăn mặc thế này trông cực kỳ giống một người đó ai vậy phương diễm vân trong bến thượng hải tô tiểu hồng mặt phượng trợn tròn sặc trương dương cậu mắng khéo tôi là gái hồng lâu phải không hả tiếng cười của phương văn nam từ phía sau vang lên Trưởng phòng người ta là khen em đó, Phương Diễm Vân nổi danh khắp bến Thượng Hải, Giang Thành làm sao mà bằng được Thượng Hải cơ chứ. Tô Tiểu Hồng càng nghe càng không thích thú, sao hả? Anh cảm thấy em ngay cả Phương Diễm Vân cũng không bằng à? Cô ta lườm Phương Văn Nam một cái, nói, em nếu là Phương Diễm Vân thì anh chính là niếp đại đầu. Cô ta lại liếc Trương Dương, nũng nịu nói, Trương Dương là Hứa Văn Cường, bí thư Tần là Phùng Trình Trình. Cô ta nói đùa hơi quá đà rồi. Phương Văn Nam vội vàng ho khan một tiếng, mời Trương Dương và Tần Thanh vào trong. May mà Tần Thanh hôm nay tâm tình không tồi, coi như là chưa nghe thấy Tô Tiểu Hồng nói gì. Bởi vì sửa sang lại chưa được bao lâu cho nên trong nhà vẫn còn mùi sơn sửa, có điều phong cách trang trí bên trong rất tốt, bàn ghế, rượu ở quầy ba đều bố trí rất tỉ mỉ, thành công tạo ra được bầu không khí thượng hải cũ. Tô Tiểu Hồng vốn muốn mời bọn họ vào ngồi trong bao gian, nhưng Trương Dương hiểm mùi quá nặng, dẫu sao thì quán ba vẫn chưa chính thức kinh doanh, ngồi ở đại sảnh cũng vẫn thanh tịnh. Tô Tiểu Hồng bảo người cầm một bình XO tới, cô ta cũng biết Trương Dương không hứng thú lắm với rượu Tây, đặc biệt mở cho hắn một bình phi thương mao đài và một đĩa lạc. Tần Thanh đi một vòng trong quán ba rồi quay về ngồi cạnh Trương Dương, nói khẽ, nơi này trang trí đẹp lắm, em thấy cả Bình Hải cũng chẳng tìm ra được chỗ thứ hai đặc sắc như nơi này đâu. Tô Tiểu Hồng cũng có chút đắc ý, cô ta nhấp một ngụm rượu Tây, môi ở trên miệng chén pha lê lưu lại một vết son nhàn nhạt, nhạt trưởng phòng trương bảo rằng phong cách bố trí nhất định phải phù hợp với phong mạo của đường cổ mà đường cổ này lại lấy văn hóa tùy đường làm chủ do đó tôi đã đặc biệt thỉnh giáo giáo sư tần giáo sư tần ở trong miệng cô ta chính là tần truyền lương cha của tần thanh và cũng là tổng cố vấn khu tường thành cổ và đường cổ tổng cố vấn này là trương dương phong cho không hề qua phê chuẩn của quan phương tần thanh lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhạt lúc ban đầu cô ta phê bình úp mở đối với việc Trương Dương bảo cha cô ta tới đây giúp đỡ, nhưng về sau thấy cha làm không biết mệt, hơn nữa trên người vì chuyện này mà tràn đầy sức sống. Tần Thanh lúc này mới hiểu, một người chỉ có tìm thấy chu viện vui của mình thì mới có thể tỏa ra ánh sáng sinh mệnh, cho nên cô ta không còn giữ thái độ phản đối chuyện này nữa. Tô Tiểu Hồng tiếp tục nói, tôi vốn muốn làm loại đại tiểu lâu giống như ở tường thành cổ, nhưng về sau nghĩ rằng nếu làm vậy thì chỗ tôi bán rượu tây lại thành treo đầu dê bán thịt chó à, Thế thì còn ra thể thống gì nữa, về sau đi công tác tới Thượng Hải, nhìn thấy ngoài bến có một quán ba có phong cách thế này, làm thành bộ dạng của Thượng Hải cũ, rất có sắc thái hoài cổ, lại có thể dung nhập vào trong bầu không khí chỉnh thể của cả đường cổ, không đến mức quá khác lạ. Tần Thanh gật đầu nói, đúng là rất không tồi, tổ tiểu thư đối với văn hóa Thượng Hải cũ chắc là đã tiến hành một phen nghiên cứu. Phương Văn Nam cười nói, giám đốc tôi trước đây là học sinh sáng giá của khoa thiết kế nội thất học viện mỹ thuật Đông Nam, Cô ta về phương diện trang trí thì rất lợi hại, hiện tại bộ phận thiết kế của tập đoàn Thịnh Thế chúng tôi vẫn là nằm dưới sự quản lý của cô ta đó. Trương Dương cũng mới biết Tô Tiểu Hồng còn có năng lực ở phương diện này, giống như là lần đầu tiên quen nhau vậy, quay sang nhìn cô ta. Tô Tiểu Hồng cười nói, đừng có khen vòng tôi lên như vậy, con người tôi rất dễ kiêu ngạo. Đúng rồi, quán bar vừa mời được một số diễn viên, đều đang trong thời kỳ thử việc, tôi bảo họ biểu diễn cho mọi người xem nhé. Tô Tiểu Hồng vẫy vẫy tay với một cô gái mặc váy ngắn đứng ở đằng xa. Một lát sau vải ở giữa sân khấu được từ từ kéo lên, khúc nhạc du dương vang lên, sáu cô gái đầu đội mũ dạ, mặc áo bành tô, bên dưới mặc quần ngắn đi tất chân bắt đầu múa theo tiếng nhạc. Bọn họ nhảy đều là điệu múa Broadway của những năm 20, 30. Tần Thanh nhìn cuộc biểu diễn trên sân khấu, đột nhiên có một loại cảm giác như mới quen Tô Tiểu Hồng vậy, lúc ban đầu, cô ta còn cho rằng Tô Tiểu Hồng chỉ là một người thế tục nhưng không ngờ bên trong của cô ấy lại phong phú như vậy. Trương Dương và Phương Văn Nam thì trâu đầu vào nhau, bàn chuyện công trình đường vòng tròn ba. Phương Văn Nam đối với Chu Vân Phàm cũng nghe danh đã lâu, gã biết Chu Vân Phàm ở Đông Giang là một nhân vật làm ăn với cả Hắc Bạch Lưỡng Đạo, không ngờ Trương Dương cũng móc nối quan hệ với hắn. Gã nói khẽ, ngọn nguồn của Chu Vân Phàm không được sạch sẽ cho lắm. Trương Dương nói, lượng máy móc công trình này là hắn lấy ra từ nhà máy máy móc công trình đông giang ra để gán nợ thủ tục đều có đủ chắc là không có vấn đề gì đâu phương văn nam nói nếu như thủ tục hợp pháp dùng của hắn đương nhiên không có vấn đề gì dẫu sao thì chúng tôi cùng cần một lượng lớn phương diện giá tiền nhất định phải bắt hắn hạ xuống thấp nhất trương dương cười nói phương diện làm ăn tôi sẽ không hỏi qua mấy ngày nữa phía hắn chắc có người về tôi sẽ liên hệ chuyện cụ thể thì các anh bàn với nhau Phương Văn Nam gật đầu, lúc này cuộc biểu diễn trên sân khấu đã đến lúc nóng nhất, Trương Dương ngẩng đầu lên nhìn, không khỏi thốt lên, tôi nói nè, những diễn viên này của cô sao không mặc quần vậy? Có phải là hơi hở hang quá không? Tô Tiểu Hồng xì một tiếng, nói trưởng phòng Trương, tôi phát hiện anh đúng là phong kiến, hiện tại người trên đường mặc còn hở hang hơn thế này đấy, bọn họ là đang biểu diễn mà, làm gì có thành phần sắc tình nào đâu. Là anh không biết thường thức đó thôi. Tần Thanh cũng cười nói, tôi thấy không có vấn đề gì. Sau khi đám gái nhảy lui xuống, tiếng nhạc biến thành du dương, một cô gái mặt sườn xám màu lam bước lên sân khấu, quay mặt vào microphone, uyển chuyển hát. Dạ Lai Hương, em hát vì anh, dạ Lai Hương. Tần Thanh chìm đắng trong bầu không khí thoang thoảng yêu thương hoài cổ, giống như là đặt mình vào Thượng Hải của những năm 20, 30 vậy. Tô Tiểu Hồng kéo Phương Văn Nam bước tới dưới sàn nhảy, đung đưa theo tiếng nhạc. Tần Thanh nhìn Trương Dương, Trương Đại Quan Nhân cũng nhìn huyện trưởng Mỹ Nhân, nuốt nước bọt, từ vẻ dâm đáng trong mắt thằng nhãi này, hắn căn bản không có cảm giác hoài cổ gì cả. Đúng vậy, bạn bảo một người từ chiều tùy tới hoài cổ trong quán ba kiểu thượng hải cũ, đó căn bản là người si nói mơ. Tần Thanh không biết lai lịch của hắn, con gái thì đều thích lãng mạn, đặc biệt là dưới bầu không khí hoài cổ như vậy, cô ta gọi khẽ chẳng lẽ anh không muốn mời em khiêu vũ à? Trương Dương gật đầu, nói, hả? Không đâu, một câu nói rất giết phong cảnh. Tần Thanh chủ động kéo tay hắn, dẫn hắn tới sân nhảy. Trương Dương cái khác thì không biết, nhưng ôm ôm ấp ấp thì lại là chuyên gia, hai tay quảng lấy cái eo thon nhỏ Tần Thanh, Tần Thanh mặt nóng lên, Lý Nhí nói, em dạy anh. Tối đó Tần Thanh theo Trương Dương cùng tới số 27 Thúy Hồ Ngựa Cảnh ở bên Hồ Nhã Vân. Trương Dương hiện tại sống ở đây, có lẽ là bầu không khí lãng mạn của tối hôm đó đã kích thích Tần Thanh, bí thư mỹ nhân biểu hiện vô cùng điên cuồng buổi sáng, hai người trần chuồng vẫn dính vào nhau. Tần Thanh nhẹ nhàng ấn vào mũi Trương Dương, nói anh hay nhỉ, chơi em tới 11 lần. Trương Dương cười nói, sau này có thời gian thì em lại dạy anh khiêu vũ nhé, anh nhất định sẽ thành cao thủ võ lâm. Tần Thanh từ chối, em không dạy anh đâu, dạy anh rồi, anh lại có bản sự để lừa con gái nhà người ta. Trương Dương mỉm cười nói, anh rất có phẩm vị, không phải là vật gì ở trong giỏ cũng ăn đâu. Tần Thanh không nhịn được mà mỉm cười, giang hai tay ra ôm lấy hắn, ghé sát mặt vào ngực hắn, nói khẽ anh ở biệt thự, lái xe đẹp, lại còn huynh hoang khoác lác, cẩn thận không có người tố cáo anh đó. Trương Dương nói, yên tâm đi, tất cả đều không phải là đồ của anh, là anh đi mượn mà, đi mượn thì chẳng trái luật pháp, kỳ thực, anh muốn có những thứ này cũng chẳng phải khó, chỉ cần tùy tiện khám bệnh cho người ta, kiếm ít tiền khám là có thôi. Tần Thanh đương nhiên biết y thuật thần kỳ của Trương Dương nếu hắn muốn dựa vào y thuật để kiếm tiền, đừng nói là trăm vạn, cho dù là trăm triệu cũng có thể. Cô ta nói khẽ Tô Tiểu Hồng rất không đơn giản, Phương Văn Nam cũng là một nhân vật cực kỳ tinh minh, ở cùng một chỗ với bọn họ, anh phải lưu lại tâm nhãn một chút. Trương Dương gật đầu, nói Phương Văn Nam rất tinh minh, gã đối với anh tuy rất tốt, nhưng nhất định còn có chuyện giấu anh, ví dụ như quan hệ giữa gã và Hồng Vĩ Cơ. Ngày trước chuyện quyền chỉ huy công trình đường vòng tròn ba rơi vào tay Lý Trường Vũ là bí mật như vậy, hắn thoáng cái đã biết rồi, nhất định là thông qua cửa hồng vĩ cơ. Năng lực nhận thức và phân tích của Tần Thanh đối với chính trị so với Trương Dương thì còn mạnh hơn nhiều. Cô ta nói, mấy ngày trước có người tố cáo bí thư hồng lên ủy ban kỷ luật tỉnh, tuy sau cùng không giải quyết được gì, nhưng có câu không có lửa thì sao có khói, quan hệ giữa bí thư hồng và phương văn nam chắc là không tầm thường đâu. Trương Dương nói, Hồng Vĩ Cơ trước giờ đều là hãng nhân vật né việc, chuyện gì cũng đều muốn đặt mình ở bên ngoài. Công trình đường vòng tròn 3 y muốn để Phương Văn Nam tiếp nhận, nhưng lại không muốn ra mặt, cho nên mới giao quyền chỉ huy cho Lý Trường Vũ, sau đó để lộ tin tức cho Phương Văn Nam hay. Tần Thanh đối với loại thủ pháp trên quan trường này đã thấy quen rồi nên cũng chẳng lấy làm lạ, thở dài một hơi, nói chỉ đáng tiếc gã vẫn không để lộ ra quan hệ Trương Dương nói, có lúc anh thực sự muốn hỏi Phương Văn Nam xem gã và Hồng Vĩ Cơ rốt cuộc là có quan hệ gì. Hơn nữa, Tô Tiểu Hồng này rốt cuộc có phải là tình nhân của Hồng Vĩ Cơ không? Tần Thanh nói, loại việc này không thể hỏi được. Trương Dương gật đầu, nói anh không thích Hồng Vĩ Cơ, loại người này quá giả dối, hơn nữa lòng báo thù quá mạnh. Cho dù ở trước mặt Trương Dương thì Tần Thanh cũng không thích bình luận về lãnh đạo, cô ta nói khẽ, mỗi người đều có thủ pháp làm việc riêng của mình. Bí thư Hồng gần đây đã thay đổi nhiều rồi." Trương Dương cười khinh thường, nói, sự thay đổi của y là từ tức giận thành phẫn nộ, muốn mượn chuyện hệ thống vệ sinh để lập uy, nhưng suýt nữa trở thành mục tiêu công kích của thường ủy thị ủy. Anh thấy y chẳng qua là muốn lợi dụng chuyện này để lập uy, lợi dụng chuyện này để đả kích báo thù." Tần Thanh nói, "Dẫu sao thì anh và y cũng không có quan hệ gì, công tác của anh chỉ hạn chế trong cục du lịch thôi mà. Chủ yếu là làm tốt công tác mở rộng du lịch Giang Thành." chuyện của thượng tầng không cần quản, hơn nữa. Cô ta đột nhiên hơi dừng lại rồi nói tiếp, tạ ủng quân đã không sao, anh cũng không cần lo lắng nữa. Câu nói này ít nhiều có mùi vị chua chua. Trương Dương nhẹ nhàng vuốt tóc cô ta, nói anh giúp tả ủng quân là bởi vì tả hiểu tình. Em biết rồi. Tiểu Thanh, cô ta lần này về hình như đã xa cách anh hơn rất nhiều. Việc tiến hành công trình tu sửa tường thành cổ rất thuận lợi, động dấu binh cũng cơ bản được dọn dẹp xong. Trương Dương thị sát một vòng, sau đó tới vọng lâu của tường thành cổ, cục trưởng cục du lịch cổ kính ngôn và phó cục trưởng Tưởng Khánh Thiện đang hóng mát ở bên trong, nhìn thấy Trương Dương tới, Tưởng Khánh Thiện liền đưa cho hắn một bình nước. Trương Dương mở nắp bình uống một ngụm rồi nói, tường thành cổ tu sửa thuận lợi, phía đường cổ cùng đang trong giai đoạn tiến hành, án chiếu theo ước đoán sơ bộ, cuối năm là có thể mở cửa đón khách rồi. Tưởng Khánh Thiện nói, trưởng phòng Trương, tôi đang cần nói với cậu một chuyện chuyện mà chúng tôi đang thương lượng là việc chia cấp bậc cảnh khu. Trương Dương nói, 5A thì hơi quá, A4 chắc là không có vấn đề gì. Cổ kính ngôn nói, chùa Nam Lâm thì chắc là có thể. Trương Dương cười nói, chùa Nam Lâm giờ là bên cục di vật văn hóa lo, chúng ta không quản chuyện bên đó. Cổ kính ngôn nói, lão khư của cục di vật văn hóa hai ngạp nay thường tới oán thán, công trình bên phía bọn họ tiến hành không được thuận lợi, công nhân nhà máy dệt thỉnh thoảng lại gây chuyện, hậu viện trước đây để cho chùa Nam Lâm cũng bị bọn họ ném đầy rác, quan hệ giữa hai bên giờ rất là căng thẳng. Trương Dương không có hảo cảm gì với Khưu Thường Tại, cười lạnh nói, hắn chẳng phải là rất có năng lực ư, bảo hắn tự đi mà xử lý. Trong lúc đang nói chu viện thì một người hớt hải chạy về phía này, chính là giang nhạc của phòng mở rộng thị trường, hắn từ xa đã hét lên, cục trưởng cổ, cục trưởng tường, trưởng phòng trương, phía chùa Nam Lâm lại đánh nhau rồi. Trương Dương cười nói có liên quan gì tới cậu à? Tôi thấy cậu như có vị đạo vui mừng trước tai họa của người khác thì phải. Sang nhạc thờ hồn hền, tự lấy một bình nước để uống rồi đem nguyên do của sự tình nói cho bọn họ nghe. Thì ra công nhân của công trường chùa Nam Lâm chạy tới chỗ nhà máy dệt trộm đồ, kết quả một đám người phòng bảo vệ của nhà máy tìm tới công trường, bắt được cả người lẫn tang vật, rồi lập tức đánh người ngay tại đương trường. Cổ kính ngôn nhíu mày, nói chuyện của chùa Nam Lâm này nhiều thật đấy. Trương Dương lắc lắc đầu, đang chuẩn bị đề nghị mọi người đi ăn cơm thì điện thoại đột nhiên gieo chuông, cầm lên nhìn thì thấy là Lý Trường Vũ gọi, hắn đi sang một góc nghe điện thoại, cung kính nói, phó thị trưởng Lý, có chỉ thị gì vậy? Giọng nói của Lý Trường Vũ rất nghiêm túc, Trương Dương, cậu phải có cái nhìn toàn cục một chút, bất kể là chùa Nam Lâm hay là tường thành cổ thì cũng đều là một bộ phận không thể thiếu để phát triển du lịch của Giang Thành, thân là cán bộ của cục du lịch, cậu phải công bằng, không được thiên vị càng không được ở bên trong quấy rối. Trương Dương nghe mà đầu đầy mây mù, ta ích, ta con mẹ nó có làm gì đâu. Lý Trường Vũ nói những lời này là có ý gì, chẳng lẽ nói rằng trận phong ba ở chùa Nam Lâm có liên quan tới mình ư? Trương Dương nghĩ tới đây, liền tức giận nói tôi có làm gì đâu. Tôi hai ngày nay đều ở công trường tường thành cổ, phía chùa Nam Lâm tôi thậm chí còn không bước chân tới nữa là. Thế không phải là thiên vị à? chỉ huy công trình chùa Nam Lâm là khư thường tại, chuyện của cục di vật văn hóa người ta, đến lừa tôi nhúng tay vào ư. Tôi mặc kệ, hiện tại chùa Nam Lâm xảy ra chuyện, cục du lịch các cậu phải chịu trách nhiệm, tôi chỉ muốn nhìn thấy kết quả, cậu đi xử lý đi. Hắn dừng lại một chút rồi nói tiếp, cục trưởng khư bị người ta đánh đấy. Trương Dương gác điện thoại, trong lòng bực bội vô cùng, khư thường tại bị ăn đòn thì liên quan chó gì tới mình, Lý Trường Vũ rốt cuộc là nghe người ta nói gì vậy cũng không thể nghe gió tưởng là mưa, chu viện gì cũng đổ hết lên đầu mình được chứ. Mấy người bọn cổ kính ngôn thấy vẻ mặt của Trương Dương bất thiện, Giang Nhạc rụt rè hỏi, trưởng phòng Trương, có chỉ thị gì không? Trương Dương nói, đi, theo tôi tới chùa Nam Lâm. Cổ kính ngôn và tưởng Khánh Thiện đều là hạng người không thích dây vào những chuyện phiền phức, hai người chỉ coi như là không nghe thấy gì. Trương Dương và Giang Nhạc tới chùa Nam Lâm, chuyện được được dẹp yên, đồn công an địa phương đang điều tra, người gây chu vện là một công nhân của công trường chùa nam lâm nhân lúc trời tối tới nhà máy dệt trộm một số công cụ kết quả bị phòng bảo vệ nhà máy dệt phát hiện nhân viên của phòng bảo vệ đuổi tới nhưng bị đồng hương của người công nhân này đánh cho một trận cho nên chuyện thành to ra khưu thường tại làm tổng chỉ huy của công trình muốn dẹp yên chuyện này hắn cũng là có ý tốt vốn là tên công nhân đó cùng chẳng ăn cắp nhiều đồ hắn không muốn làm chậm chế tiến độ của công trình nhưng hắn không xuất hiện còn đỡ vừa xuất hiện phía nhà máy dệt liền chĩa đầu mâu về phía hắn, kết quả hắn bị người ta đánh cho một trận, kể ra thì khư thường tại cũng xui xẻo thật, phụ trách chỉ huy công trình chưa được bao lâu đã bị đánh hai trận rồi, lần trước bị người ta đập cho không bỏ dậy nổi. Đồn công an cũng không cho rằng là chuyện gì lớn, dẫn tên công nhân trộm đồ về đồn, nhưng công nhân của công trình lại không đồng ý, bọn họ đều tới từ một đội công trình địa phương, nhìn thấy đồng hương bị bắt, đám người của nhà máy dệt đánh người thì lại không sao, ai ai cũng lòng đầy căm tức, Đám công nhân này cũng không có biện pháp đối kháng nào khác, chỉ có thể dùng bãi công để biểu lộ sự kháng nghị của mình. Trương Dương tới khu đất giữa chùa Nam Lâm và nhà máy dệt, phía nhà máy dệt, công nhân đang tổ chức xây tường gạch, Hòa Thượng Tam Bảo thì đang thập thò ở đó, ông ta hình như rất tức giận, nhưng lại không dám đi tới ngăn cản, nhìn thấy Trương Dương thì cứ như là gặp được đại cứu tinh vậy, vội vàng chạy tới, vui vẻ vạn phần, nói: "Trưởng phòng Trương, ngài tới thì tốt quá, ngài xem xem" Thị Lý đã vạch khối đất đó cho chúng tôi rồi, bọn họ lại đi vây tường lại kia. Trương Dương nhìn vào trong đám công nhân đang xây tường, thấy có người quen, chính là ông công nhân già Từ Quang Đại, một trong những đại biểu của nhà máy dệt đi đàm phán ngày hôm đó, Trương Dương mỉm cười bước tới, đây chẳng phải là Từ sư phụ ư? Từ Quang Đại ngẩng đầu lên, ông ta nhớ rất rõ cậu cán bộ trẻ tuổi tên là Trương Dương của cục du lịch này, hôm đó ông ta đại biểu cho nhà máy tới đàm phán, Trương Dương đã để lại cho ông ta ấn tượng rất sâu nhớ rằng Trương Dương còn nói rất nhiều lời bảo vệ cho phía nhà máy, ông ta còn có chút hảo cảm đối với Trương Dương. Từ quang đại gật đầu, chào trưởng phòng Trương. Trương Dương từ trong túi móc ra một bao thuốc Trung Hoa, đưa cho mỗi người một điếu, mọi người hút một điếu đi. Đám công nhân vốn không muốn nhận, nhưng thấy là thuốc Trung Hoa, hơn nữa Mao Chủ tịch còn dạy bọn họ, không việc gì phải sợ viên đạn bọc đường, cần bóc lớp đường ra, đạn thì trả cho hắn là được. Trương Dương chủ động châm thuốc cho Từ Quang Đại, Từ Quang Đại thấy người ta tuy trẻ tuổi, nhưng dẫu sao cũng là cán bộ quốc gia, lại khách khí với mình như vậy, không khỏi có thêm mấy phần hào cảm. Trương Dương nói, từ sư phụ, tôi là đại biểu cho chính phủ thành phố tới tìm hiểu tình hình, mấy ngày trước, hai phía chúng ta chẳng phải đã bàn rõ rồi ư. Sao giờ lại xảy ra chu viện này? Từ Quang Đại nói, trưởng phòng trương, tới hiện giờ vấn đề bồi thường cho nhà máy dệt vẫn chưa được chứng thực, từ lúc bức tường này bị kéo đổ, chính phủ thành phố cắt vườn sau của chúng tôi cho chùa Nam Lâm, trong nhà máy của chúng tôi thường hay mất đồ, hôm qua bị chúng tôi bắt quả tang, đồng chí bảo vệ tới bắt trộm thì lại bị người ta đánh cho một trận, ngài nói xem, còn có thiên lý nữa không? Công trình chùa Nam Lâm của bọn họ quan trọng, còn sản xuất của nhà mắp dệt chúng tôi thì chẳng là gì chắc. Công nhân xây dựng của bọn họ là nhất, còn đám công nhân nhà máy chúng tôi thì để mặc cho người ta khi phụ à. Trương Dương cười nói, làm gì có chuyện đó, đều là cống hiến cho sự phát triển của quốc gia cả mà, việc gì phải phân rõ như vậy. Từ Quang Đại nói, đáng ghét nhất chính là tên cục trưởng khưu đó, hắn chạy tới uy hiếp chúng tôi, nói rằng chúng tôi đánh người là phạm tội, muốn công an bắt hết chúng tôi lại. Trương Dương thở dài một hơi, nói từ sư phụ, bất kể là nguyên nhân gì thì các vị cũng không nên đánh người, một khi đánh người thì tính chất của sự việc đã biến đổi rồi, thị lý đã làm ra không ít nhượng bộ, vấn đề di rời nhà máy dệt sẽ kéo dài thêm, người trong nhà máy các vị cũng nên nghĩ cho thị lý một chút chứ. Khi nói chuyện, quản động trương trung tường cùng với mấy cán bộ trung tầng đi tới, hắn phẫn nộ quát ai cho các anh xây tường hả? Làm cái gì đó, ngang nhiên đối kháng với chính phủ ư? Một công dân nói, mất bò mới lo làm chuồng. Trương Trung Tường tức giận nói, nói linh tinh, quay về hết cho tôi. Hắn vừa mới nhìn thấy Trương Dương, mặt đổi sang vẻ tươi cười bước tới nói, trưởng phòng trương, anh cũng có mặt ở đây à? Trương Dương có chút chán nản nói, anh nghĩ tôi muốn tới à? Các anh đánh cục trưởng khư của chúng tôi, thị lý bảo tôi tới thu thập cái cục diện rối rắm này đó. Trương Trung Tường nói, chuyện này cũng là không may thôi. Trương Dương không có nhiều hảo cảm đối với tên Trương Trung Tường này, thân là quản đốc của một nhà máy, đối với công nhân bên dưới lại ước thúc bất lực, chu vện không hay xảy ra liên tiếp, thật không biết thị lý vì sao vẫn tiếp tục để hắn ngồi ở vị trí này. Trương Dương nói, chuyện không may mà nhà máy dệt làm ra cùng quá nhiều rồi đó. Đúng rồi, thị lý đã quyết định phương án di rời bộ phận nhà máy dệt, các anh sao vẫn chưa bắt đầu chấp hành vậy. Sau chuyện náo loạn lần trước, thị lý và khu văn huyên cân nhắc lại tình hình thực tế của nhà máy dệt một cách hệ thống, sau cùng quyết định di rời bộ phận nhà máy dệt, để đảm bảo sản xuất bình thường, những bộ môn phụ trợ khác trước tiên dừng sản xuất và di rời, đợi tới khi nhà xưởng ở khu khai phá hoàn toàn xây xong mới di rời toàn bộ, đây cũng là phương pháp tốt nhất chiếu cố tới cả lợi ích của hai phía vào thời điểm hiện tại. Trương Trung Tường nói, đã bắt đầu di rời rồi, có điều di rời một nhà máy cũ đã có mấy chục năm tuổi đâu phải là dễ dàng như vậy. Giờ đã là trưa rồi, Trương Trung Tường mời Trương Dương tới căn tin nhà máy ăn cơm. Trương Dương không chút khách khí cự tuyệt ngay, hắn cho rằng tình trạng hiện tại của nhà máy dệt có liên quan rất lớn tới Trương Trung Tường này rời khỏi chùa Nam Lâm, Giang Nhạc rủ Trương Dương đi ăn, từ sau khi Trương Dương trở về, mấy người trẻ tuổi bọn họ lại muốn mời xếp đi ăn, nhưng Thủy Trung vẫn không có cơ hội. Trương Dương cũng không cự tuyệt, gật đầu nói, vậy tới là Trường Hồng đi. Trương Dương sở dĩ chọn tới là Trường Hồng là bởi vì ông chủ của quán ăn này vốn là Lý Tường Quân, Lý Tường Quân là con trai của Lý Trường Vũ, phó thị trưởng thường vụ. Trương Dương chọn nơi đó cùng là để chiếu cố tới sinh ý của hắn, gần đây cơm khách của phòng mở rộng thị trường cục du lịch trên cơ bản đều được chỉ định tới đây. Xe Jeep của Trương Dương xuất hiện trong bãi đỗ xe của Lạc Trường Hồng, Lý Tường Quân tươi cười bước ra đón, hắn năm nay 23 tuổi, từ nhỏ đã không có hứng thú vào việc học, dưới sự giám sát của phụ thân cùng khó khăn lắm mới học xong cao trung rồi vào học viện công nghiệp Giang Thành. Sau khi tốt nghiệp Lý Trường Vũ vốn định an bài cho hắn làm việc ở cơ quan, nhưng thằng nhóc này lại một lòng mang tâm tư kiếm tiền, không qua sự đồng ý của lý trường vũ mà đã mở quán ăn này. hắn vốn không phải là xuất thân từ ngành này, cho nên quán ăn lúc mới mở kinh doanh rất ảm đạm. lý trường vũ miệng thì nói là không nghe không hỏi, nhưng thấy cảnh này cũng ám chỉ không ít người tới ủng hộ. trương dương cũng là một trong số đó, có nhiều trợ lực như vậy, sinh ý của là trường hồng tất nhiên tốt hơn nhiều. lúc trương dương tới, ở cửa quán ăn đã đỗ hơn chục chiếc xe, trong đó còn có cả hai chiếc xe mang biển của chính phủ thành phố. Lý Tường Quân làm kinh thương tuy không lâu, nhưng hắn cũng ít nhiều ngộ ra một số môn đạo, đối với Trương Dương cũng thập phần thân thiết, từ xa đã chào a người anh em tới rồi. Bên ngoài đều nói rằng Trương Dương là con nuôi của Lý Trường Vũ, thậm chí còn có giả thuyết Trương Dương là con trai tư sinh của Lý Trường Vũ. Lý Tường Quân tuy trong lòng khinh thường Trương Dương, cho rằng hắn là dựa vào ông già của mình mới lăn lộn lên được tới cái chức ngày hôm nay, nhưng ngoài mặt thì vẫn phải biểu hiện ra sự khách khí điểm này nên nói chính là di truyền từ Lý Trường Vũ, có điều đầu óc của hắn lại không được nhanh nhẹn, vẫn là di truyền từ người mẹ Chu Hồng Mai nhiều hơn. Trương Dương nhiệt tình bắt tay hắn, nói anh Quân, cho chúng tôi một phòng nhỏ đi, thức ăn thì tùy anh. Được, 206 nhé, điều hòa tôi đã mở sẵn rồi đó. Hai người ngồi xuống chưa được bao lâu thì thôi kiệt, Trần Kiến, Hà Thụ Lôi, Chu Hiểu Viên cũng tới, khiến Trương Dương bất ngờ là lần này không ngờ còn có thêm cả Tô Cường vốn là trong khoảng thời gian hắn tới trường đảng của tỉnh học tập, Tô Cường không có chuyện gì nên năng tới cục du lịch chơi, hắn đã chấm Chu Hiểu Vân rồi, hai người thường xuyên qua lại không ngờ lại thành hợp nhau, điều này khiến đám nam sĩ trẻ tuổi của cục du lịch cảm thấy rất mất mặt. Trương Dương không khỏi cười nói, tôi bảo đám củi khô các cậu này, thịt trong nồi của mình cùng bị người ta cướp đi rồi kìa. Bọn thôi kiệt ai ai cũng chán nản nói, đành chịu thôi, ai biết được thằng ôn này lại âm hiểm như vậy, Tôi cảm thấy hắn hảo tâm mời chúng tôi đi ăn uống như vậy, thì ra là viên đạn bọc đường, lừa mắt đóa hoa của cục du lịch chúng ta rồi." Tô Cường chỉ cười. Chu Hiểu Vân xì một tiếng, nói: "Đừng có nói linh tinh, tôi cùng Tô Cường là hai bên tình nguyện, liên quan gì tới các anh chứ?" "Đúng là đáng ghét mà." Giang Nhạc phấn uất nói, "Tô Cường, xét thấy chúng tôi ai nấy đều căm phẫn như vậy, bữa ăn này cậu thấy thế nào hả?" Tô Cường cười nói: "Được, bữa này tôi mời khách." mọi người nếu cảm thấy chưa hả giận, lát nữa tới kim mãn đường làm thêm một bàn nữa, Úc Long bảo ngư mỗi người ăn một con. Cả đám người trẻ tuổi đều đồng thanh hoan hô. Trương Dương mỉm cười nhìn Tô Cường, thằng nhóc này cũng có chút mánh khóe đấy, chẳng trách có thể cưa được Chu Hiểu Vân, con gái hiện tại đều thích những người đàn ông ra tay rộng rãi, đám nhân viên công tác của cục du lịch rõ ràng là không có ưu thế gì đáng kể cả. Mấy người đều uống một chút rượu, Trương Dương vô tình nhắc tới chuyện ban sáng. Tô Cường nói, quản đốc trương trung tường của nhà máy dệt và Phương Tổng có quan hệ rất tốt, có chuyện gì không giải quyết được, có thể để Phương Tổng nói giúp. Trương Dương hơi ngây người, nhớ mang máng là ngày xưa Phương Văn Nam hình như cũng từng nhắc đến với mình, có điều mình lại không để ý, chẳng lẽ nhà máy dệt khó giải quyết như vậy là có chút quan hệ tới Phương Văn Nam ư? Lúc uống rượu được kha khá thì Giang Nhạc thừa dịp đề xuất với Trương Dương rằng muốn hắn giúp đỡ điều động công tác. Trương Dương hơi kinh ngạc, Thằng nhóc này theo mình làm việc ở cục du lịch chẳng phải tốt ư? Sao đột nhiên lại có ý định điều động công tác? Giang Nhạc thực sự cầu thị, nói tôi muốn làm ở ban chiêu thương, chuyện đã gần xong rồi, chỉ thiếu mỗi cái gật đầu của chủ nhiệm đồng của ban chiêu thương. Trương Dương hiểu rồi, mình tốt xấu gì cũng mang cái chức phó chủ nhiệm ban chiêu thương, Giang Nhạc nhất định là tính toán tới điểm này, cho nên mới tìm tới mình, hắn gật đầu, nói cậu đã quyết định rồi, vậy tốt, tôi sẽ đề xuất với chủ nhiệm đồng. Có điều tôi không dám đảm bảo là ông ấy nhất định sẽ đáp ứng đâu. Sang nhạc vội vàng kính rượu trương dương. Bầu không khí của tiệc rượu hôm đó vô cùng náo nhiệt, nhưng lúc nhận được hóa đơn thì lại có một số nhân tố không hài hòa. Tôn Cường nhận hóa đơn, vừa nhìn thấy bên trên viết là 1.208 đồng, lập tức trợn tròn mắt, bọn họ tổng cộng là ăn 6 món lạnh và 8 món nóng, cũng không phải là sơn hào hải vị gì, chỉ là thức ăn bình thường, rượu là tự mang tới nếu ở trong quán cơm đồng dạng thì tối đa cũng chỉ 800 đồng, cho dù là ở ngư mễ chi hương thì cùng không có cái giá như vây, bản thân Tô Cường cũng làm ẩm thực, vừa nhìn đã biết rằng đau này chém ghê quá. Hắn nói với phục vụ Phụ viện, cô đem hóa đơn bảo ông chủ tính lại một lần đi, mọi người đều là bạn bè, xem xem có phải là tính nhầm không. Bởi vì ở trước mặt Trương Dương và nhiều người như vậy, biểu hiện của hắn vẫn tính là khách khí. Nhân viên phục vụ Phụ quay người rời đi, một lúc sau lại đem hóa đơn đập lên bàn không sai một hai trăm linh tám đồng lần này ngay cả trương dương cũng nghe thấy hắn nhíu mày lý thường quân này con mẹ nó quá đáng quá rồi chu hiểu vân là người đầu tiên không nhịn được cô ta tức giận nói gọi ông chủ của các ngươi tới đây làm gì có chuyện chém người ta như thế trương dương cười nói bỏ đi tính vào phí chiêu đãi hắn cầm hòa đơn lên ký tên chu hiểu vân nói sếp không thể để hắn chém như vậy được. Trương Dương không nói gì, bước ra khỏi cửa trước. Giang Nhạc khẽ giọng nói thân phận của Lý Tường Quân cho bọn họ biết, mấy người nghe xong cũng hiểu ra, không nói gì nữa, bước ra khỏi phòng. Lý Tường Quân mỉm cười ra tiến Trương Dương, người anh em, đi nhé. Trương Dương cực kỳ khó chịu, thằng ôn này quá không phúc hậu rồi, sinh ý của quán ăn mới tốt được có mấy ngày đã tìm cách chém người rồi, còn có muốn làm ăn nữa hay không? Hắn trong lòng thầm ra quyết định, sau này sẽ không tới đây nữa, nể mặt Lý Trường Vũ, Trương Dương cũng không so đo với hắn làm gì, mỉm cười bắt tay với hắn, nói, "Buổi chiều còn có công tác." Lý Tường Quân không quên dặn dò, "Tháng trước cuộc du lịch của các cậu ký sổ gần 2 vạn đồng ở chỗ tôi, nên tính toán rồi." Trương Dương tức giận, "Con mẹ nó thật là nhỏ nhen quá, sao nhìn thằng nhóc này chẳng thấy giống do Lý Trường Vũ đẻ ra thế nhỉ, phó thị trưởng Lý của chúng ta sao có thể đẻ ra cái loại này?" Hắn gật đầu, nói tuần này anh có rảnh thì tới phòng tài vụ lấy tiền, tôi sẽ dặn dò trước. Cảm ơn người anh em, còn chưa dứt lời đã nghe thấy tiếng kính vỡ, hai đại hán ở trong đại sảnh lật đổ bàn. Lý Tường Quân tức giận nói, làm gì vậy? Chúng mày dám gây chu viện ở chỗ tao à? Hắn vừa đi tới thì một người trẻ tuổi ngồi ở đó đứng bật dậy, vung tay tát cho hắn một cái, đánh cho Lý Tường Quân lảo đảo suýt nữa thì ngã xuống đất. Lý Tường Quân cũng nổi giận rồi, ở khu vực này bất kể là đồn công an hay là bọn làm xã hội đều biết bối cảnh của hắn, ít nhiều gì cũng phải nể mặt hắn một chút, người dám ngang nhiên chọc tức hắn vẫn chưa có ai. Hắn cầm một cái chai lên, tức giận lao tới. Động tác của người trẻ tuổi đó cực kỳ linh hoạt, né tránh đòn công kích của Lý Tường Quân, một cước đá vào bụng hắn, khiến cho Lý Tường Quân ngã lăn ra đất. Gã chỉ vào mũi Lý Tường Quân mà mắng, tao tới rất nhiều chỗ rồi, nơi giống như là hắc điếm này là lần đầu tiên gặp đấy. 888 Mày làm thế nào mà tính cho tao hết chừng ấy hả? Mày cho tao ăn những gì? Hắn cầm hóa đơn lên vo tròn lại rồi bước về phía Lý Tường Quân. Trương Dương tuy biết là Lý Tường Quân đối lý, nhưng bản thân có mặt ở đây thì cũng không thể khoanh tay đứng nhìn được, hắn bước lên trước một bước, nói các anh này, bỏ đi mà, người ta làm ăn cũng không dễ dàng gì đâu. Người trẻ tuổi đó nhìn Trương Dương một cái, ánh mắt tràn đầy khí chất lãnh ngạo. Lý Tường Quân đã bấm điện thoại gọi cảnh sát rồi nghiến răng nghiến lợi bảo con mẹ nó mày đợi đấy trương dương bất lực lắc lắc đầu nói với người thanh niên anh bạn à tôi khuyên anh nhiều thêm một chuyện không bằng bớt đi một chuyện để lại mấy phần dư địa cũng không phải là chuyện xấu mà người trẻ tuổi đó lạnh lùng nói tôi không hiểu cái gì gọi là lưu lại dư địa từ trước tới giờ chỉ có tôi khi phụ người khác chứ chưa có ai dám khi phụ tôi cả nếu là trước kia trương dương kiểu gì cũng phải ra tay dạy dỗ thằng nhóc này nhưng hôm nay Lý Tường Quân chém đẹp người ta trước, ngay cả hắn cũng mang đầy một bụng tức, cũng lười chẳng muốn ra mặt vì gã làm gì. Một lát sau đồn công an trực thuộc phái người tới, Lý Tường Quân nhìn thấy cảnh sát tới, lập tức can đảm hơn, hắn chỉ vào người thanh niên đó, nói chính là hắn, không những phá quán mà còn đánh người nữa. Trương Dương cũng lui sang một bên, nếu đã có công an đứng ra thì chuyện này không cần hắn phải ra tay nữa. Cảnh sát dẫn đầu lớn tiếng quát, ba người các anh Đi theo chúng tôi. Vì sao? Vì chúng tôi là cảnh sát nhân dân. Chương 168, vấn đề của phiền phức mới. Cảnh sát thì hay lắm à, cảnh sát thì có thể tùy tiện bắt người à? Mấy cảnh sát đều bị thái độ khinh thường của gã chọc cho tức giận, nói, mang về sở rồi nói. Bọn họ vây lấy ba người thanh niên trẻ tuổi, một cảnh khiến người ta không ngờ tới đã phát sinh, người thanh niên ấy đột nhiên xông về phía cảnh sát, gã suốt quyền cực nhanh hai đồng bạn của gã cùng đều là cao thủ bác kích. Một lát sau, bốn cảnh sát đều bị hắn đánh ngã. Lý Tường Quân nhìn thấy tình cảnh ở trước mặt thì có chút chố mắt, lại thấy người thanh niên đó bước về phía mình, sợ đến nỗi quay người chạy vào trong quán. Người trẻ tuổi nhất chân định đuổi theo, đột nhiên cảm thấy trước mắt nhoáng lên một bóng người, Trương Dương đã cản đường hắn, cười nói, anh bạn, đủ rồi đó, tôi thấy các anh hiện tại bỏ đi vẫn còn kịp đấy. Người thanh niên hừ lạnh một tiếng, vung quyền đánh vào ngực của Trương Dương, Trương Dương sớm đã biết rằng đối phương là hạng người một lời nói không hợp là xuất thủ ngay, hắn cũng đồng dạng tung quyền ninh tiếp. Thằng nhóc mày không phải là điên rồi chứ, ta đây chính là muốn để cho mày biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Song quyền, dầm, một tiếng va vào nhau, Trương Dương không động đậy một chút nào, người thanh niên đó thì sắc mặt hơi biến đổi, sau đó liên tiếp lùi hai bước, quyền phải của hắn không khỏi có chút run dày. Uy lực của một quyền đó của Trương Dương, chỉ có tự mình thể hội thì mới biết được. Hai đồng bạn của hắn thấy tình thế không ổn, muốn đồng thời vây về phía Trương Dương, nhưng bị người thanh niên đó ngăn lại. Ngoài cửa lúc này vang lên tiếng còi cảnh sát, có thêm 6 cảnh viên tới hiện trường. Trương Dương thở dài một hơi, nói, một chuyện nhỏ mà thôi, hà tất phải làm lớn như vậy. Hắn hiện tại chỉ đứng nói chứ không động thủ, bởi vì quán ăn này là con trai của Lý Trường Vũ mở, cho nên hắn mới nhịn cục tức này nếu như là một người xa lạ không quen biết gì, thì hắn đã xông lên đánh cho một trận rồi, lửa giận của trương đại quan nhân chỉ sợ còn kịch liệt hơn người thanh niên này nhiều. Người trẻ tuổi đó sớm đã nhìn thấy đám cảnh sát, cũng rút điện thoại ra, sau khi có người nhấc liền lớn tiếng nói, bác Điền, cháu gặp chút phiền phức, cảnh sát Giang Thành đang muốn bắt cháu. Trương Dương hơi ngây người, từ trong lời nói của người trẻ tuổi này đã đoán ra bác Điền mà gã gọi có 89 phần 19 là Điền Khánh Long, cục trưởng cục công an thành phố Giang Thành. Địa phương Giang Thành này thực sự là quá nhỏ rồi, đi đâu cũng gặp người quen. Trương Dương vốn không muốn quản nhiều chuyện này làm gì, nhưng Lý Trường Vũ và Điền Khánh Long đều có quan hệ không tồi với hắn. Hắn Thủy chung không thể để hai người hồ đà hồ đồ bởi vì chuyện này mà xích mích được. Đợi khi người thanh niên đó gác điện thoại, hắn lập tức gọi điện thoại cho Điền Khánh Long. Điền Khánh Long đang chuẩn bị phát hỏa, rất lấy làm lạ không hiểu vì sao Trương Dương lại gọi điện thoại cho y. Khi y nghe thấy Trương Dương nói xong đầu đuôi chuyện này, cũng không khỏi toát mồ hôi lạnh, nếu không phải là Trương Dương kịp thời nhắc nhở, chu vệ này suýt chút nữa trở thành mâu thuẫn rồi. Y thấp giọng nói, thằng nhóc đó là con trai út quách trí cường của quách lược, là con nuôi của dì tường của cậu đó, trước giờ đều làm lính ở bên ngoài, chuyện này cậu đã cản rồi thì giúp giải quyết luôn đi, tôi sẽ bảo người của đồn công an rút hết. Trương Dương gật đầu, sau khi đập điện thoại, hắn nói với quách trí tường, quách trí cường. Quách Chí cường bởi vì một quyền giao thủ vừa rồi với Trương Dương, đã cảm thụ được thực lực của người ta, vẻ cuồng ngạo trong mắt cũng lập tức vơi đi nhiều, gã ừ một tiếng. Trương Dương nói khẽ, dẫn người đi đi, đều là người của mình cả, lát nữa cục trường điền sẽ giải thích với anh. Quách Chí cường cũng không phải là người không hiểu chuyện, người ta đã mở miệng chỉ đúng tên cục trưởng điền rồi, mình có gây chuyện nữa cũng chẳng có gì thú vị, gã đánh mắt ra hiệu cho hai đồng bạn, ra cửa lái chiếc xe giết quân dụng đỗ ở cửa nghênh ngang bỏ đi. Đồn công an đã nhận được thông chi của Điền Khánh Long, tất nhiên sẽ không nhúng tay vào tra hỏi. Lý tường quân nhìn thấy xe cảnh sát tới, lúc này mới lớn gan quay lại nhìn, phát hiện người đánh hắn đã đi rồi, không khỏi nổi cơn tam bành, hắn đang muốn lý luận với người của đồn công an thì Trương Dương bước tới vỗ vai hắn, nói bỏ đi, dẫu sao thì cũng không có tổn thất gì mà. Cái gì mà không có tổn thất, tiệm của tôi bị người ta đập, tiền cơm còn chưa trả nữa kia. Lý Tường Quân căm giận nói. Trương Dương vô cùng phản cảm với thằng ôn này, lời chẳng muốn lý luận với hắn, dẫn bọn Chu Hiểu Vân bỏ đi. Còn chưa lái xe tới công trường thì Lý Trường Vũ lại gọi điện thoại tới, y từ trong miệng của Điền Khánh Long biết được chuyện này, Điền Khánh Long vừa rồi đã suy tính một chút, chuyện này trước tiên phải câu thông với Lý Trường Vũ, để tránh bởi vì một chuyện nhỏ mà tạo thành hiểu lầm. Lý Trường Vũ nghe thấy Trương Dương có mặt ở đó, cho nên gọi điện thoại cho Trương Dương hỏi tình hình cụ thể. Trương Dương thật thà kể lại một lượt chuyện vừa phát sinh. Lý Trường Vũ tức giận nói, thằng ngu ngốc này đúng là đồ vứt đi, mở quán ăn thì mở quán ăn đi, mới được có mấy ngày đã dở trò chặt đẹp khách, phải cho nó một trận. Chuyện của cha con họ, Trương Dương tất nhiên cũng chẳng có quyền phát ngôn. Lý Trường Vũ sau khi chửi lầm bẩm hai câu liền nói, Trương Dương, nó bị thương có nặng không? Người bị đánh dẫu sao cũng là con y, cốt nhục tình thâm, Lý Trường Vũ quan tâm cũng là chuyện bình thường. Không sao cả. Lý Trường Vũ thở dài một hơi, nói, sau này cậu cũng nhắc nhở nó nhiều một chút. Trương Dương thầm thấy buồn cười, ngay cả ông làm cha còn chẳng dạy được hắn, tôi thì làm được gì. Nhưng ngoài miệng thì vẫn đáp ứng một tiếng. Trương Dương không hề để chuyện này ở trong lòng. Điền Khánh Long và Lý Trường Vũ đã biết chân tướng của sự việc, chuyện này không thể tiếp tục làm lớn nữa. Trương Dương bởi vì chuyện bồi chua mà nảy sinh phản cảm rất lớn đối với Lý Tường Quân, ánh mắt của Lý Tường Quân thực sự là quá thiền cận. Trương Dương tới công trường không lâu thì lập tức nhận được thông chi, bảo hắn tới khu văn uyên tham gia một hội nghị khẩn cấp. Lúc Trương Dương đến nơi, hội nghị vừa mới bắt đầu. Khu trưởng khu văn uyên tiền trường kiện chủ trì hội nghị, tham gia hội nghị trừ mấy vị cán bộ của khu Lý Gia, còn có thiết thành cương cục trưởng cục công an khu vực, Trương Trung Tường quản đốc nhà máy dệt. Trương Dương tới hơi muộn một chút, lúc tới nơi thì Tiết Thành Cương đã phát ngôn xong rồi, tiền trường kiện nói với Trương Dương, Trương Dương, nói cách nhìn của cậu đi. Trương Dương hơi ngây người, hắn ngay cả chủ đề của hội nghị ngày hôm nay còn chẳng biết, chẳng qua là thấy Trương Trung Trường cũng có mặt, đoán rằng hội nghị ngày hôm nay chủ yếu là để giải quyết vấn đề khúc mắc giữa chùa Nam Lâm và nhà máy dệt. Hắn rất rào hoạt lướt Trương Trung Trường một cái, nói chuyện này tôi cùng chẳng có bao nhiêu quyền mà phát ngôn, hay là quản đốc Trương nói đi, Trương Trung Tường cười khổ, nói tôi không có gì để nói cả, kế hoạch di rời lần lượt mà thị lý đề xuất, chúng tôi cũng quán triệt chấp hành rồi, nhưng tiền bồi thường mà thị lý đáp ứng tới hiện tại vẫn chưa vào tài khoản, công nhân không thấy tiền, tất nhiên là có oán khí. Người làm quản đốc như tôi nói lời cùng chẳng có tác dụng, tôi hiện tại ở trong nhà máy căn bản không có uy tín gì, nhà máy dệt chính là một cuộn len dối rắm tôi không có năng lực quản, lãnh đạo nếu thấy tôi không xứng đáng với chức vụ thì cách chức tôi đi audio điện tử võ tấn bền Tiền Trường kiện nhíu mày, chuyện giữa nhà máy dệt và chùa Nam Lâm liên tục xảy ra, khiến y cũng cảm thấy hơi đau đầu, điều khiến y không vui nhất chính là thái độ của Trương Trung Tường, thân là quản đốc, sao lại có thể nói ra những lời vô trách nhiệm như vậy. Trương Trung Tường sở dĩ nói vậy là cũng có nguyên nhân, hắn cũng biết một loạt những chuyện xảy ra gần đây có ảnh hưởng tới mình, tình trạng sản xuất kinh doanh của nhà máy dệt lại rối tinh rối mù, tiền cảnh chính trị của hắn vô cùng mờ mịt vì nản chí nên mới nói ra những lời như vậy, đối diện với lãnh đạo cùng không còn nhiều cố kỵ nữa. Cục trưởng Cục Công an Khu Văn Uyên Tiết Thành Cương nói, vô luận là như thế nào thì phía nhà máy dệt các anh cũng không nên đánh Cục trưởng Khu, chuyện này rất nghiêm trọng, đã cấu thành tội làm thương tổn người khác rồi. Gia quyến của Cục trưởng Khu kiên trì muốn các anh giao hung thủ đánh người ra. Trương Trung Tường nói, vậy ông bắt tôi đi, Cục trưởng Khu bị đánh ở nhà máy dệt, trách nhiệm chủ yếu là của tôi. Tiền trường kiện không nhịn được giận nữa, nói anh đừng vội chịu trách nhiệm, anh là đại biểu pháp nhân của nhà máy dệt, trách nhiệm mà anh phải gánh thì anh cũng chẳng thoát được đâu, còn trách nhiệm mà anh không phải gánh thì anh cũng chẳng có bản lĩnh mà gánh đâu. Ánh mặt của y chuyển sang Trương Dương, nói Trương Dương, khu lý đã trưng cầu ý kiến của các phương diện, bởi vậy trước mắt quyền chỉ huy công trình chùa Nam Lâm vẫn giao cho câu. Trương Dương cười thầm trong lòng, lúc trước mình làm đang tốt, bởi vì An Đức Hằng ở sau lưng ngáng chân, gạt bỏ mình ra khỏi công trình chùa Nam Lâm, hiện tại công trường xuất hiện phiền phức thì lại muốn đẩy lên người mình. Ta con mẹ nó dễ khi phụ vậy ư, hắn đương nhiên không đồng ý, mỉm cười nói, khu trường tiền à, tôi hiện tại thực sự là không có tinh lực để quan tâm tới cả chuyện của chùa Nam Lâm nữa, xây tường thành cổ, cải tạo đường cổ, còn phải phụ trách chiêu thương cho chính phủ thành phố, cả ngày bận đến tối mặt tối mũi, chuyện của chùa Nam Lâm tôi thực sự là hữu tâm vô lực. Tiền trường kiện nói, tôi chỉ truyền đạt quyết định của thị lý thôi. Trương Dương trong lòng uất ức vô cùng, không cần hỏi cũng biết là chủ ý của lý trường vũ rồi, kỳ quái thật, vừa rồi còn nói điện thoại với y, y ở trong điện thoại sao không nói gì nhỉ? Sao lại thông qua miệng của tiền trường kiện để nói với mình? Tiền trường kiện nói công trình tu sửa tường thành cổ khởi công khá muộn, nhưng tiến độ hiện tại đã vượt quá cảnh khu chùa Nam Lâm rồi, thị lý vô cùng bất mãn đối với tiến độ của công trình chùa Nam Lâm, Cục trưởng Khưu không may bị thương, thông qua sự hội ý của mọi người, tất cả đề cử cậu tới phụ trách công tác chỉ huy công trình chùa Nam Lâm. Trương Dương, cậu đừng có từ chối. Sau khi tan họp, tiền trường kiện đặc ý giữ Trương Dương lại, từ lần trước Trương Dương bảo vệ y trước sự vây công của công nhân nhà máy dệt, tiền trường kiện có rất nhiều hảo cảm đối với người thanh niên này. Y nói khẽ Trương Dương, tôi thấy cậu đối với chuyện chùa Nam Lâm hình như không được nhiệt tình thì phải. Trương Dương thở dài, nói khu trường tiền à, ông cũng thấy rồi đó, công tác hiện tại trên đầu tôi cũng đủ khiến tôi bận tối tăm mặt mũi rồi. Tôi còn tinh lực để lo tới cả chuyện ở phía chùa Nam Lâm nữa ư. Và lại khối đất đó quá phức tạp, không chỉ là chuyện xây dựng công trình, còn liên quan tới cả vấn đề di rời nhà máy dệt, chỉ công tác của những công nhân đó thôi cùng khiến người ta đau đầu lắm rồi. Tiền trường kiện cười nói, nhưng mọi người đều xem trọng cậu. Tôi tiết lộ cho cậu nhé, cho dù không có chuyện cục trưởng khư bị người ta đánh, Thị Lý cũng đã chuẩn bị giao cảnh khu chùa Nam Lâm cho cậu phụ trách rồi. Được người ta coi trọng luôn rất tốt, Trương Đại Quan Nhân bất giác cảm thấy có chút đắc ý, nhưng hắn lập tức cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy, phàm là chuyện gì cũng đều phải có lý do, cho dù Lý Trường Vũ úp mình, nhưng hiện tại hắn dẫu sao cũng chỉ là một cán bộ cấp khoa, quan to hơn mình ở cái giang thành này thì đi đâu cũng thấy, vì sao công tác quan trọng như vậy lại giao cho mình, phải biết rằng công trình cảnh khu chùa Nam Lâm giao cho mình chỉ huy, Vậy chẳng khác nào là giao toàn bộ những hạng mục khai phá du lịch Giang Thành cỡ lớn cho mình quản lý. Quyền lực này thực sự là không phải lớn một cách bình thường. Tiền Trường kiện từ vẻ mặt của Trương Dương đã nhìn ra sự nghi hoặc của hắn, nói khẽ, phía Hương Cảng đã biểu lộ sự không hài lòng đối với tiến độ của cảnh khu chùa Nam Lâm, đại biểu của phía Hương Cảng là An tiểu thư đã nhắc tới cậu, là cô ta tiến cử cậu tới phụ trách công trình chùa Nam Lâm với thị lý. Trương Dương lúc này mới minh bạch nguyên nhân chủ yếu vẫn là an ngữ thần, là an ngữ thần ảnh hưởng tới quyết định của thị lý. Hắn gật đầu, nói, khu trường tiền, ông biết đó, cảnh khu chùa Nam Lâm là một cục diện rối rắm tiến độ công trình sở dĩ không ngừng kéo dài, có quan hệ rất lớn tới phương diện nhà máy dệt. Tiền trường kiện nói, cho nên khu lý hy vọng cậu có thể nhanh chóng giải quyết chuyện này, lợi dụng quan hệ giữa cậu và phía hương cảng để làm tốt công tác này, xem xem phí bồi thường di rời mà bọn họ đã đáp ứng có thể chuyển vào tài khoản của nhà máy dệt sớm một chút hay không trương dương cười nói tôi tính kỹ rồi bọn họ vẫn muốn mang tôi ra để sai bảo tiền trường kiện mỉm cười nói một người có giá trị để lợi dụng chứng tỏ rằng anh ta có năng lực tiểu trương à làm cho tốt đi mọi người đều xem trọng cậu đó lúc trương dương đi tới bãi đỗ xe của chính phủ khu vực nhìn thấy trương trung tường vẫn chưa đi đang đứng ở trước xe gọi điện thoại, thế là liền bước tới. Trương Trung Tường gọi điện thoại xong liền nhìn thấy Trương Dương ở bên cạnh, cười cười nói trưởng phòng Trương có gì chỉ giáo. Trương Dương nói, quản đốc Trương, vừa rồi anh cũng nghe rồi đó, lãnh đạo bảo tôi phụ trách công trường cảnh khu chùa Nam Lâm, sau này chúng ta sẽ tiếp xúc nhiều hơn, tôi hy vọng chúng ta có thể câu thông với nhau nhiều hơn, cố gắng làm tốt nhiệm vụ mà thị lý giao phó. Những lời này của Trương Dương rất thành khẩn, trương trung tường cười cười hy vọng là vậy hắn nói xong liền đi lên xe của mình thái độ lãnh đạm khiến trương dương không khỏi có chút bực bội trương trung tường chẳng qua là một quản đốc nhà máy cùng lắm là một phó ban xí nghiệp mình trên đầu còn treo cái hàm phó chủ nhiệm ban chiêu thương con mẹ nó không ngờ lại không nể mặt mình trương dương lên xe jeep của mình thị lý giao cảnh khu chùa nam lâm cho mình chỉ huy tuy là bị ép nhưng đây cũng có thể là một cơ hội rất tốt chỉ cần mình xử lý thỏa đáng, có thể giành được chính tích. Trương đại quan nhân đang tính toán thì phía hương cảng gọi điện thoại tới, an ngữ thần rõ ràng đã biết tin tức khu lý giao công trình chùa Nam Lâm cho Trương Dương phụ trách rồi, không khỏi đắc ý, nói, lần này anh định cảm ơn tôi thế nào đây? Mắng cô mới đúng đó, tôi hiện tại đã đủ bận rồi, cô còn kéo cái đầm nước đục này tới cho tôi làm gì? Tôi nói nè, con người anh sao chẳng biết tốt xấu gì cả thế? Trương Dương nổi giận, nói cô có nhầm không đó, tôi là sư phụ của cô đấy, cô không biết thế nào là tôn sư trọng đạo à. Tôi sớm đã không nhận anh rồi, đừng có tự rát vàng lên mặt mình như vậy, hiện tại tôi là đại biểu cho phía hương cảng nói chuyện công việc với anh, bảo anh phụ trách ảnh khu chùa Nam Lâm Chính là tôi khổ cực đi xin chính phủ thành phố Giang Thành, anh đừng có cô phụ sụ kỳ vọng của tôi đó. Dẹp đi, cô thích tìm ai thì tìm, ông đây không có thời gian hầu hạ cô. Trương Dương nói xong liền đập điện thoại, khóe miệng lộ ra nụ cười đắc ý, không biết An Đức Hằng sau khi biết được tin tức này có tức đến phát điên lên không nhỉ, ông đây sớm đã nói rồi, thứ mà tao mất thì tao nhất định sẽ đòi lại. An Ngữ Thần lại gọi điện thoại tới, cô bé này rất chi là dai, hầm hầm khởi binh hỏi tội, Trương Dương, anh có thái độ gì thế hả? Cẩn thận tôi khiến lại anh lên lãnh đạo đấy. Đi đi, tôi mong còn chẳng được nữa là, như vậy tôi sẽ bớt phải lo nhiều chuyện, càng nhàn nhã, biết số điện thoại không? có cần tôi khiếu nại giúp cô luôn không đồ lưu manh an ngữ thần mắng xong không khỏi bật cười cô ta có chút bất lực với trương dương rồi nhỏ giọng nói gần đây long thịnh có hai bộ phim mới muốn tới giang thành chọn cảnh tôi tạm thời không thể tới được anh giúp tôi tiếp đãi nhé ai phương chuẩn à sau khi nhận được lời khẳng định từ phía an ngữ thần trương dương mắng tôi đang muốn tìm thằng béo đó đây con mẹ nó lần trước tôi giúp hắn nhiều như vậy thế mà trong phim ngay cả một chữ cũng không nhắc tới chúng tôi, lần này không cho tôi lên thì ông đây sẽ một cước đá hắn bay ra khỏi giang thành. Lấy cảnh ư, lấy cái mông ý. An ngữ thần lúc này mới biết chuyện giang sơn mỹ nhân, cười nói cái mà anh nhìn thấy mới chỉ là áp phích, phim còn chưa chiếu cơ mà, gấp cái gì. Phần phụ đề sau phim sẽ cho thêm, anh yên tâm đi, tôi sẽ đặc biệt dặn dò hắn, nhất định sẽ ghi rõ đơn vị hợp tác là núi Thanh Đài và Cục Du lịch Giang Thành, như vậy thì mới có tác dụng quảng cáo. Trương Dương nghe cô ta nói vậy, cũng ngồi đi không ít, đột nhiên nhớ tới một chuyện, vấn đề quan trọng gây cản trở tới công trình chùa Nam Lâm là khoản bồi thường di rời, khoản tiền này chưa tới, tình tự của công nhân rất khó trần an. An ngữ thần ở điểm này lộ ra thái độ rất kiên trì, Trương Dương, kỳ thực khối đất đó là điều kiện mà chính phủ đã hứa cho chúng tôi để chúng tôi khai phá chùa Nam Lâm. Hiện tại việc di rời nhà máy xảy ra vấn đề, nên là chính phủ thành phố ra mặt sắp xếp, đừng có đẩy lên người chúng tôi. Trương Dương cười nói, cô bé, an ra các người sao ai cũng vậy cả thế. Chẳng lẽ tiện nghi trong thiên hạ thì đều để nhà các người chiếm hết hả, à? người ta thì phải luôn chịu thiệt ư. Tình huống cụ thể, phân tích cụ thể, bỏ ra một chút tiền, chẳng qua là tăng thêm một chút chi phí đầu tư, đối với an ra các người mà nói thì chẳng qua là một sợi lông trên chín con trâu mà thôi. Anh đương nhiên là đứng trên lập trường của thành phố Giang Thành, anh bảo vệ lợi ích của các anh, anh có từng suy nghĩ cho chúng tôi không? Trương Dương nói, kỳ thực chuyện này chúng tôi không phải đã thảo luận nhiều lần rồi ư, cô lần trước chẳng phải nói là có thể thương lượng à. An ngữ thần nói khẽ, tôi chưa từng nói vậy, tôi nói là ông nội tôi nói rằng có thể thương lượng, tôi đương nhiên phải nghe lời ông ấy. Trương Dương từ câu này của an ngữ thần nghe ra ý tứ của hành động, xem ra an lão gia tử quyết định áp dụng thái độ nhún nhường trong vấn đề di rời nhà máy dệt rồi chuyện quyền chỉ huy khai phá cảnh khu Nam Lâm được giao lại cho Trương Dương đã dẫn tới chấn động rất lớn trong cục du lịch, một cán bộ cấp khoa của phòng mở rộng thị trường, hiện tại đã trở thành người số một nắm đại quyền ở cục du lịch, phòng mở rộng thị trường đã biến thành quan trọng chưa từng có. Mấy người thanh niên của cục du lịch biết tin Giang Nhạc đang xin chuyển sang phòng chiêu thương liền khuyên hắn hãy thay đổi chủ ý, bọn họ từ lúc tiến vào phòng du lịch đến nay, lần đầu tiên cảm thấy công tác của mình quan trọng như vậy, cũng là lần đầu tiên cảm thấy tiền cảnh sau này sẽ càng ngày càng tốt hơn, cho nên rất không hiểu vì sao Giang Nhạc vào lúc này lại muốn được điều sang nơi khác. Giang Nhạc có tính toán của mình, kỳ thực hắn một mực đều có hảo cảm với Chu Hiểu Vân, nguyên nhân chân chính khiến hắn rời khỏi cuộc du lịch chính là ở đây, sau khi Chu Hiểu Vân và Tô Cương đã xác định là người yêu của nhau, Giang Nhạc càng không muốn tiếp tục làm ở đây nữa, chẳng qua là hắn một mực che giấu rất tốt, cho nên không ai biết nguyên nhân chân chính khiến hắn muốn rời khỏi nơi này. Trương Dương đã đem chuyện của hắn nói với Đồng Hồng Ngọc, Đồng Hồng Ngọc đáp ứng rất sảng khoái, Giang Nhạc trước chuyện đã thông qua quan hệ làm tốt phần lớn công tác rồi, chỉ cần chủ nhiệm Đồng Hồng Ngọc của ban chiêu thương gật đầu, cô ta đồng ý, chuyện này coi như là xong. Lúc Trương Dương bước vào phòng làm việc, mấy người bọn Chu Hiểu Vân đang tâm nhìn Khuyên Bảo Giang Nhạc, thấy Trương Dương tới, Chu Hiểu Vân nói, "Sếp à, bên trong chúng ta có phản đồ, anh phải chăng là nên giúp đỡ Khuyên Bảo?" Trương Dương hiểu rõ cô ta đang muốn nói gì, liền mở miệng cười bảo, con người ai có trí nấy, các bạn đừng có cản trở tiền trình của Giang Nhạc. Nói xong liền bước vào phòng làm việc của mình, đồng cắt danh lại nghỉ dưỡng bệnh rồi, phòng làm việc chỉ có một mình Trương Dương. Giang Nhạc rất nhanh liền bước vào, hạ thấp giọng nói, sếp, chuyện điều động cảm ơn anh nhiều. Trương Dương cười nói, chút chuyện nhỏ thôi mà, có gì mà phải khách khí. Sao? Giang Nhạc nói, sếp, tôi kỳ thực cũng không muốn đi đâu. Trương Dương nói, tôi có nói gì đâu nào. Và lại, tôi chẳng phải còn kiêm cả chức phó chủ nhiệm ban chiêu thương ư. Cậu đi cũng không phải là phản đồ, tôi gọi đây là tiềm phục, đi nằm vùng cho tôi. Giang nhạc nghe hắn nói rất thụ vị, không nhịn được mà bật cười. Chu Hiểu Vân lúc này chạy vào, vẻ mặt khẩn trương, nói, sếp, có người tìm anh. Rồi hạ giọng nói, là cái tên hôm trước gây chuyện ở là Trường Hồng. Trương Dương nhíu mày, Quách Trí Cường đã bước vào rồi, hắn hôm nay mặc áo phông màu trắng, quần tây màu xám, đeo kính gọng vàng, lộ ra vẻ rất văn nhã, so với vẻ biêu hãn hôm trước thì như hai người khác nhau. Giang Nhạc và Chu Hiểu Vân thức thời liền lui ra ngoài. Trương Dương cười nói, Quách Tiên Sinh tìm tôi có chuyện gì vậy? Quách Trí Cường lộ ra nụ cười rất thân mật, chủ động đưa tay rồi nói, tôi lần này là tới để cảm ơn anh trương dương và quách trí cường tuy giao thủ một lần có điều giữa hai người lại không hề có bất kỳ mâu thuẫn gì hắn mỉm cười bắt tay với quách trí tường mời hắn ngồi xuống lại bảo chu hiểu vân đi pha trà mời khách trương dương nói quách tiên sinh trông cứ như một thư sinh vậy công phu đúng là thâm tàng bất lộ quách trí cường thẳng thắn nói tôi không bằng anh tôi đeo kính không số mà thôi cha tôi nói mắt tôi quá hung bảo tôi đeo kính để che sát khí trương dương cười ha ha nhớ tới tư lệnh quân khu quách lượng không ngờ còn có chút mê tín quách trí cường nói hôm đó tôi và hai chiến hữu đi ăn cơm vốn là chuyện rất cao hứng không ngờ lại bị hắn chém đau tính khí của tôi không tốt gặp phải chuyện thì không nhịn được cho nên đã động thủ về sau mới biết ông chủ quán ăn là con trai của phó thị trưởng hắn dừng lại một chút rồi nói tôi không phải là sợ hắn cho dù tôi có đánh hắn thì chuyện này cùng chẳng có gì nghiêm trọng nhưng bác điền và cha tôi có quan hệ không tồi ông ấy là phó thị trưởng Lý cũng có giao tình, tôi nếu làm lớn chuyện, mọi người đều khó nhìn mặt nhau, cho nên tôi cảm ơn anh đã xuất thủ ngăn tôi. Trương Dương rất có hảo cảm với sự thẳng thắn của Quách Trí Cường, hắn cười nói, Lý Tường Quân quả thực là hơi quá đáng, tôi hôm đó cũng bị hắn chém, nhưng nể mặt phó thị trường Lý, chuyện này cũng chỉ đành bỏ qua thôi, dẫu sao thì cũng chẳng có biện pháp mà. Hai người đồng thời bật cười. Quách Trí Cường nói, tôi mời anh ăn cơm, tôi rất muốn kết bạn với anh. Trương Dương lắc lắc đầu, không được. Không được ư, nụ cười trên mặt quách trí cường cứng lại. Trương Dương cười nói, anh tới chỗ tôi, tôi là chủ, làm gì có đạo lý khách lại mời chủ chứ. Buổi trưa, Trương Dương đặt chỗ ở kim mãn đường, hắn cũng không gọi người khác, cùng quách trí tường tìm một phòng rồi ngồi xuống. Hai người vừa gặp mà đã như quen từ lâu, nói chuyện khá hợp ý. Từ những đề tài nói chu vệt, Trương Dương biết rằng Quách Chí Cường hiện tại là học ở Học viện Quân sự Quốc gia, sau kỳ nghỉ hè sẽ thực tập tốt nghiệp. Trên người Quách Chí Cường không hề có vẻ kiêu ngạo của con nhà quan, gã từ sau hôm đó giao thủ với Trương Dương, đã nảy sinh cảm giác cao thủ mến tải nhau với Trương Dương, về sau nghe nói tới các loại sự tích huy phong của Trương Dương tại Giang Thành, đối với hắn càng hân thưởng hơn. Luận về tuổi tác, Trương Dương so với gã còn nhỏ hơn 2 tuổi, có điều có thể là vì duyên cố hai đời làm người. Trương Dương so với Quách Chí Cường thì trầm ổn hơn rất nhiều. Tử lượng của Quách Trí Cường cũng rất lợi hại, hai người bất chi bất giác đã uống hết hai cân rưỡi rượu. Trương Dương vốn còn nhớ rằng buổi chiều còn có việc, nhưng rất lâu rồi chưa gặp được bạn rượu hợp ý như thế này, sự hăng hái dồn lên, chuyện gì cũng ném sang một bên, bảo Tô Cường mang theo một cân rượu nữa lên. Quách Trí Cường có chút ngà ngà say, hỏi Trương Dương, tôi nghe nói trước đây anh và Lương Bách Xuyên của hình ý quyền tỷ võ, vì sao sau cùng lại không có thông tin gì, tôi thấy thực lực của anh chắc gì đã thua lão? Chuyện Trương Dương và Lương Bách Xuyên tỷ võ được tuyên truyền rất rộng rãi, kỳ thực Trương Dương và Lương Bách Xuyên đã lén lút tỉ thí, hơn nữa còn chiến thắng rất dễ dàng, có điều hắn không muốn bởi vì chuyện này mà khiến khúc mắc giữa hai người càng lúc càng khó giải, cho nên lựa chọn trầm mặc, chuyện này hắn tất nhiên sẽ không tuyên dương ra ngoài. Trương Dương cười nói, anh quách, tôi là một cán bộ quốc gia, người ta là võ lâm nhân sĩ anh nói xem tôi tự dưng đi chọc vào người ta làm gì. Đồ tử đồ tôn của Lương Bách Xuyên không tới một ngàn thì cũng tới tám trăm, tôi chọc vào lão rồi, mỗi ngày chỉ một người tới trước cửa nhà tôi thôi tôi cũng không tiếp nổi rồi. Quách Chí cường cười ha ha, lúc này điện thoại của hắn và của Trương Dương cùng đổ chuông, điện thoại của hắn là đại ca Quách Chí hàng của hắn gọi tới, từ lúc hắn về Giang Thành, lão gia tử biết thằng tính khí của thằng ôn này, cho nên đặc biệt dặn dò Quách Chí hàng canh chừng em trai của mình, mỗi ngày Quách Trí Hàng đều phải gọi mấy cú điện thoại hỏi tình hình của hắn, biết được Quách Chí Cường đang uống rượu với Trương Dương, cùng cảm thấy khá kinh ngạc. Quách Chí Cường nghe nói gã vẫn chưa ăn cơm liền nói vị trí của Kim Mãn Đường rồi bảo đại ca tới uống mấy chén. Điệu thoại của Trương Dương là có liên quan tới công tác, tên đạo diễn Lưu Manh Hương Cảng Vương chuyển lại tới, thằng ôn này tối qua đã tới Giang Thành, vào sống ở đế hào thịnh thế, lúc này đang ở cục du lịch của Giang Thành đợi Trương Dương. Trương Dương vẫn nhớ chuyện nhờ hắn giúp tuyên truyền, liền bảo hắn trực tiếp tới Kim Mãn Đường. Vương Chuẩn không phải chỉ tên có một người, còn dẫn theo hai cô gái đi cùng, một cô là nữ nhân vật chính tạ Lệ Chân trong phim mới của hắn, còn có một người là trợ lý của tạ Lệ Chân. Tạ Lệ Chân này cũng tính là một nữ diễn viên hàng đầu của Hương Cảng, có điều cô ta xuất thân từ phim cấp 3, hiện tại cũng bắt đầu chuyển sang đóng phim nghiêm túc rồi. Quách Chí Cường nhìn thấy tạ Lệ Chân thì mắt sáng rỡ lên, gã đã xem không ít phim của tạ lệ chân, trong đó có mấy bộ phim cấp 3, trong lòng không khỏi tán thưởng năng lực của Trương Dương, ngay cả đại minh tinh của Hương Cảng mà cũng quen được. Trương Dương giới thiệu Quách Trí Cường cho bọn họ một chút, lại bảo Tô Cương mang thêm mấy món ăn. Tạ lệ chân có vẻ ngượng ngùng, không hề một chút tính ngạo mạn thường thấy của một số minh tinh. Cô ta tới cũng là có mục đích, muốn thông qua quan hệ của Trương Dương để tham bái xá lợi Phật tổ một chút, cô ta vốn rất tin Phật. Trương Dương còn chưa tỏ ý gì thì Quách Chí Cường đã chủ động nói: "Tạ tiểu thư, trùng hợp quá, tôi đang chuẩn bị đi tham bái xá lợi Phật tổ đây, chúng ta ngày mai cùng đi nhé." Trương Dương trong lòng mừng thầm, Quách Chí Cường này không phải là thích Tạ Lệ Chân rồi chứ? Tạ Lệ Chân chỉ từ miệng Vương chuẩn biết được năng lực của Trương Dương rất lớn chứ chẳng biết Quách Chí Cường làm gì, cho nên ngoài mặt vẫn tỏ ra rụt rè, nói khẽ: "Ngày mai phải xem sắp xếp của đoàn phim đã." Vương Chuẩn cũng nhìn ra chút môn đạo, khi Trương Dương giới thiệu Quách Trí Cường, không hề giới thiệu xuất thân và lai lịch của gã, cho nên Vương Chuẩn còn cho rằng Quách Trí Cường là bạn bè bình thường của Trương Dương, hắn cười nói Quách Tiên Sinh đúng là nhiệt tình quá. Trương Dương nói, đạo diễn Vương, có chuyện tôi vẫn chưa tính sổ với ông đâu đấy, lần trước ông quay Giang Sơn Mỹ Nhân, Giang Thành của chúng tôi, cuộc du lịch của chúng tôi đã ủng hộ vô điều kiện, sao ông chiếu phim, bên trong không có ghi dòng chữ cảm ơn chúng tôi hả? Vương Chuẩn cười nói, "Trưởng phòng Trương, ngài đừng tức giận, An tiểu thư đã nói chuyện này với tôi rồi, chúng tôi không phải là không ghi, mà là anh mới chỉ nhìn thấy tạp chí điện ảnh thôi, tin tức phản ứng bên trên rất phiến diện. Lúc chính thức công chiếu phim, tôi sẽ đặc biệt dùng 40 giây để quảng cáo, lần này tới không phải chỉ để quay phim mà còn quay cả quảng cáo nữa, phải quay tất cả những cảnh đẹp nhất của Giang Thành và núi Thanh Đài." Trương đại quan nhân hài lòng gật đầu, nói thế mới phải đạo chứ sức chú ý của Quách Trí Cường đã hoàn toàn tập trung lên người tạ lệ chân, hắn nói khẽ tạ tiểu thư có điện thoại không? Sống ở đâu, ngày mai tôi sẽ đón cô đi tham bái xá lợi Phật tổ. Tạ lệ chân vẫn không nói gì, nữ trợ lý ở bên cạnh cô ta có chút không nhịn được, Quách tiên sinh, tạ tiểu thư là nhân vật của công chúng, xin ngài đừng hỏi những vấn đề riêng tư của cô ấy. Quách Trí Cường trợn mắt lườm nữ trợ lý đó một cái, nếu như là bình thường, gã sớm đã phát tác rồi. Tạ Lệ chân đứng dậy, nói tôi còn có chuyện, đạo diễn Vương, trưởng phòng trương, tôi đi trước. Vương chuẩn nói, tôi cũng đi đây, trưởng phòng trương, chuyện tới quay phim lần này còn cần các anh phối hợp, vừa rồi tốt tới đường cổ tham quan rồi, không tồi, thật sự là không tồi. Quách trí cường vẫn lưu luyến không rời tiến ra ngoài, nói, tạ tiểu thư, có cần tôi lái xe đưa cô đi không? Trường 169, trò chơi ái tình. Trương Dương rất phục thằng ôn này, không ngờ gã ngoại trừ tính tình dễ xung động ra còn là một kẻ mê gái, vỗ vỗ vai gã, kéo gã trở lại, nói tôi nói nè anh bạn, theo đuổi con gái nhà người ta theo kiểu anh, nói chưa được hai câu đã để lộ ra bộ mặt sắc lang của mình rồi. Quách trí cường khiêm tốn thụ giáo, rất thành khẩn nói, tạ lệ trần này là người trong mộng của tôi, tôi nhìn thấy cô ta là không khống chế nổi. Trương Dương, anh nói gì đó tác hợp cho tôi đi. Khi hai người nói chuyện thì quách trí hàng tới, cười ha ha nhìn bọn họ, nói hai đứa uống cũng máu nhỉ hơn hai giờ rồi mà vẫn uống à trương dương và quách trí hàng tuy không quen nhau nhưng lần trước khi hắn và viên lập ba phát sinh xung đột quách trí hàng từng giúp hắn quách trí hàng gọi một chai bia nhìn em trai nói lão gia tử không yên tâm về em em trong thời gian ở giang thành tốt nhất là nên thu liếm tính khí một chút nếu thực sự gây ra chuyện gì cẩn thận không ông ấy chặt gãy chân em đó quách Chí cường trong đầu vẫn chỉ toàn là hình bóng của tạ lệ chân hắn làm chuyện gì cũng rất nóng vội cầm chén lên nói với trương dương trương dương hay là cậu nói với tên đạo diễn đó giúp tôi làm diễn viên đóng thế cũng được quách trí Hàng nghe thấy mà ngớ cả người nói lại đi rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy quách trí cường thở dài nói em nghĩ em đã yêu mất rồi tình yêu của quách trí cường bắt đầu từ một bên yêu đơn phương còn tình cảm của trương dương và tả hiểu tình thì lại biến thành khó bể phân biệt tả hiểu tình lần này về nước cảm thấy Trương Dương đã thay đổi rất nhiều, mẹ của cô ta thì vẫn ở trong trại tạm giam đợi tuyên án, cha của cô ta tuy dùng phương thức huyền truyền để tỏ ý rằng không phản đối cô ta và Trương Dương đi lại với nhau, nhưng cô ta cảm thấy rằng giữa mình và Trương Dương đã biến thành có chút xa lạ. Cô ta ý thức được mình trước giờ đều là đóa hoa trong phòng ấm, mà Trương Dương thì là một cây đại thụ cao chọc trời không ngừng trưởng thành trong ma luyện, khi cô ta cần sự giúp đỡ. Trương Dương sẽ không chút do so dự mà xuất hiện ở bên cạnh cô ta, còn khi Trương Dương cần sự an ủi thì cô ta lại không có ở bên cạnh hắn. Khi cô ta muốn dũng cảm tới yêu Trương Dương thì lại đột nhiên phát hiện mình không hề hiểu gì về thế giới của Trương Dương cả. Bạn học của Tả Hiểu Tình để chào đón cô ta về nước, đặc biệt mở tiệc tẩy trần cho cô ta ở Ngư Mễ Chi Hương, bữa tiệc tẩy trần này ít nhiều tới hơi muộn, bạn học của Tả Hiểu Tình có không ít người làm việc ở bệnh viện nhân dân thành phố Giang Thành, sau khi cha cô ta xảy ra chuyện, cũng chẳng còn ai muốn quan hệ nữa hiện tại Tả ủng quân được chứng minh là thanh bạch, được khôi phục lại trước cũ, đám bạn học này tất nhiên muốn liên lạc lại. Tả hiểu tình vốn không muốn đi, nhưng cái nhìn của Tả ủng quân đối với chuyện này rất thản nhiên, y nói với con gái rằng, bạn học làm vậy cũng là chuyện thường tình, dẫu sao thì trên thế giới người có thể cùng chung hoạn nạn là rất ít. Hồng Linh và Trần Quốc Vĩ cũng thông chi cho Trương Dương, Trương Dương tuy không phải là bạn học của bọn họ, nhưng dẫu sao thì lúc trước cũng từng thực tập ở Bệnh viện Nhân dân huyện Xuân Dương. Hiện tại danh khí của Trương Dương ở Giang Thành rất lớn, không những là trưởng phòng phòng mở rộng thị trường, còn đảm nhiệm chức phó chủ nhiệm ban chiêu thương của Giang Thành. Hiện tại những sinh viên chưa tốt nghiệp từng thực tập cùng thời kỳ này bắt đầu ngưỡng mộ tên vệ giáo sinh này, trong khoảng thời gian hơn một năm ngắn ngủi đã lăn lộn tới mức này. Tuyệt không phải chỉ dùng hai từ vận khí để giải thích rõ ràng. Đám thanh niên sau khi lăn lộn một đoạn thời gian ở trong xã hội, cũng ý thức được tính quan trọng của mạng lưới quan hệ xã hội, có mối quan hệ như thế này đương nhiên sẽ không bỏ qua, cho nên tên vệ giáo sinh Trương Dương đã nhận được lời mời của đám sinh viên chưa tốt nghiệp này. Trương Dương quyết định tham gia của gặp mặt của bọn họ đều là vì nể mặt tả hiểu tình, trước chuyện hắn cũng không trao đổi trước với tả hiểu tình, khi hắn lái chiếc zip xuất hiện ở trong bãi đỗ xe của Ngưu Mễ Chi Hương, nhìn thấy Hồng Linh và đám bạn học đang đứng trò chuyện ở cửa. Trương Dương thoáng chốc đã hấp dẫn sức chú ý của tất cả mọi người, dẫu sao thì người lái xe tới cũng chỉ có một mình hắn. Trần Quốc Vĩ mỉm cười ra đón, a, à, Trương Dương tới rồi. Hồng Linh cũng bước tới, không khỏi nhìn chiếc xe jeep của Trương Dương với ánh mắt đầy ao ước, hiện tại nên gọi là trưởng phòng Trương rồi, tốc độ thăng quan của cậu còn nhau hơn cả hỏa tiễn đấy. Trương Dương mỉm cười từ trong xe cầm một hộp phi thiên mao đài ra, một cán bộ cấp khoa mà thôi, tôi nói nè Hồng Linh, cậu không giễu tôi thì chết à. Một câu nói này của Trương Dương khiến sự kiêng kỵ của mấy người đối với quan chức của hắn lập tức biến mất. Hồng Linh cười nói, ai mà không biết cậu là cán bộ trẻ tuổi có tiền đồ nhất ở Giang Thành này, hiện tại cậu sắp trở thành một nhân vật truyền kỳ rồi đó. Trương Dương đưa thùng phi thiên mao đài cho Trần Quốc Vĩ, lại từ trong xe cầm ra hai hộp chi hoa sĩ, bằng hữu hương cảm tặng, tối nay nước và rượu đều để tôi lo. Trần Quốc Vĩ âm thầm cảm thán, xem ra năng lực lăn lộn trong cái xã hội này chẳng có liên quan gì tới bằng cấp cả, mình tuy rằng tốt nghiệp 5 năm đại học y khoa, nhưng so với một vệ giáo sinh như người ta không biết còn kém bao nhiêu lần, người ta tùy tiện mang tới một bình rượu thôi cũng bằng một tháng tiền lương của mình rồi. Tả hiểu tình lúc này cũng đi xe tới, Hồng Linh thấp giọng nói với Trương Dương, sao cậu không đón bạn ấy? Trương Dương cười nói, bận, trên thực tế từ tối hôm đó sau khi ăn cơm ở Ngư Mễ Chi Hương, hắn chưa từng chủ động liên hệ với tả hiểu tình. Hơn 10 bạn học bước vào trong Ngư Mễ Chi Hương, quản lý đại sảnh nhìn thấy Trương Dương vào, vội vàng chạy tới nghênh đón, trưởng phòng trương, ngài tới sao không thông báo trước một tiếng. Trương Dương cười nói, tôi họp mặt với bạn học, phòng đã đặt trước rồi. Hồng Linh nói, phòng 316. Quản lý đại sảnh nhìn thấy bọn họ có khoảng 20 người, rất ân cần nói với Trương Dương, phòng 316 hơi nhỏ một chút, hay là tới phòng 318 đi, vừa hay tối nay không có ai đặt phòng đó, bên trong còn có karaoke, bạn học các anh tụ họp cũng có thể vui chơi tận hứng. Trương Dương gật đầu, không nói nhiều mà tiếp tục tiến về phía trước. Trương Dương không cảm thấy gì, nhưng đối với đám bạn học của hắn mà nói, đây không phải là lợi hại bình thường, giá cả ở Ngưu Mễ Chi Hương rất cao. Hồng Linh tới đặt chỗ nên biết rõ nhất, tiêu chuẩn của phòng 318 là 888, thấp hơn giá này thì không thể tiến vào, cô ta là đặt một bàn tiêu chuẩn 500. Trương Dương tới đây, chưa thèm nói tiếng nào người ta đã tỏ vẻ bợ đỡ săn đón. Xem ra bản lĩnh của vị tiểu học đệ này hiện giờ không phải là lớn bình thường đâu. Một đám người tiến vào phòng, ngược lại lộ ra có chút câu thúc, sau khi rời khỏi công trường, địa vị xã hội của bọn họ đã bất giác phát sinh biến hóa, đa số người đều phân tới bệnh viện, hiện tại vẫn là một bác sĩ nhỏ. Tả Hiểu Tình đương nhiên là nhân vật chính ngày hôm nay, cô ta tới Mỹ du học, chắc là một người có tiền cảnh sáng nhất trong các bạn học. Trương Dương thì vốn là một nhân vật kém cỏi nhất trong đám bản khoa sinh của viện y học nhưng hiện tại thằng ôn này lại lắc mình biến thành cán bộ quốc gia, hơn nữa còn thành công bước vào cấp khoa, thông qua chuyện vừa rồi, ánh mắt của cả đám người nhìn hắn lại có chút thay đổi, thủ vị nhường cho tả hiểu tình ngồi, sau đó thì lại bắt đầu nhường nhau. Trần Quốc Vĩ khách khí nói, trưởng phòng trương ngồi đi. Bình thường nếu người ta không gọi hắn là trưởng phòng thì Trương Dương sẽ có chút không vui, nhưng đám bạn học thực tập này gọi hắn như vậy lại khiến hắn cảm thấy không vui, hắn hiểu rõ, người ta chưa chắc đã thực sự tôn kính hắn, người ta là nể quan vị của hắn mà thôi. Hắn cười nói, để các bạn nữ ngồi vào trong, đám con trai chúng ta ngồi ở bên ngoài uống rượu. Hắn xử lý chuyện so với đám bạn học này thì khéo léo hơn nhiều. Câu nệ chỉ là tạm thời, giữa bạn học sau mấy chén rượu, bầu không khí lập tức khôi phục lại vẻ thoải mái tự nhiên, không biết vì sao, Hồng Linh đột nhiên nhắc tới chuyện xấu hổ của Trương Dương ở Phụ Khoa, cả đám bạn học liền bật cười rầm rầm. Trương Dương nhớ tới tình cảnh lần đầu sống lại, không khỏi lộ ra nụ cười thấu hiểu. Tả hiểu tình cũng đang chìm trong hồi ức, nhớ lại những kỷ niệm mình và Trương Dương gặp nhau rồi ở cùng nhau tại Xuân Dương, tất cả dường như chưa từng thay đổi, nhưng lại tựa hồ như đã thay đổi rồi, Trương Dương hiện tại đã có thêm mấy lần khôn khéo và lão luyện, bớt đi mấy phần nhiệt huyết, xung động. Trần Quốc Vĩ uống hơi nhiều, hắn cảm thán, nói, lúc trước khi chúng ta bước ra khỏi cổng trường, tưởng rằng tất cả đều rất tươi đẹp, cho rằng chỉ cần mình nỗ lực, trên thế giới này không có chuyện gì là không làm được, nhưng sau khi đi làm mới phát hiện rằng hiện thực phức tạp hơn nhiều so với những gì mà chúng ta nghĩ, trong xã hội này, muốn bước lên một bước đều vô cùng gian nan. Tả Hiểu tình hờ hững nói, bởi vì trong chúng ta đa số đều là người bình thường, cuộc sống của chúng ta vốn nên bình đạm thôi. Hồng Linh nói, vậy tôi thấy lý tưởng làm viện trưởng của mình chắc là phải tan vỡ rồi. Cả đám bạn học đều bật cười. Một người trong đó nói, Trương Dương cậu không phải từng làm bí thư của bệnh viện bảo vệ sức khỏe bà mẹ và trẻ em ở Xuân Dương ư. Trương Dương cười nói, miễn cưỡng làm thôi ý mà, lúc đó thực sự là không tìm được ai, không trâu bắt chó đi cầy thôi, tôi đành dơ đầu ra mà làm mấy ngày, mông còn chưa thấy nóng đã bị người ta đá ra rồi. Hồng Linh cười khúc khích, nói cậu đừng khiêm tốn, tôi đã đặc biệt tiên hành một phen điều tra nhắm vào cậu rồi, Trương Dương à Trương Dương. Lúc trước khi ở bệnh viện nhân dân huyện Xuân Dương còn chưa nhìn ra, không ngờ cậu lại lợi hại như vậy, không những bước vào sĩ đồ, hơn nữa còn lăn lộn rất phong sinh thủy khởi, sau này phát đạt rồi, đừng quên đám bạn học của chúng tôi đấy nhé. Nếu như là trước đây, Hồng Linh nhất định sẽ không thừa nhận một vệ giáo sinh như Trương Dương là bạn học của mình, hiện tại lại chủ động níu kéo quan hệ. Trương Dương cười nói, Hồng Linh, cậu đúng là biết nói chuyện đấy, làm bác sĩ thì khuất tài quá, nên đi làm marketing mới đúng. Tả Hiểu Tình gật đầu với vẻ đồng cảm, tớ cũng cảm thấy vậy. Hồng Linh cười đùa, hai người các cậu một sướng một hòa, cứ như sợ người khác không nhìn ra quan hệ của các cậu vậy. Một câu này khiến cho Tả Hiểu Tình mặt đỏ bừng lên. Trương Dương vẻ mặt vẫn rất tự nhiên, nói, đây gọi là ăn ý đấy, đương nhiên không thể bằng cậu và Trần Quốc Vĩ được, hai người lúc nào thì định kết hôn, đừng trách chúng tôi không nhắc nhở các cậu, lái xe không có giấy phép là phạm pháp đấy, còn nữa, cũng đừng có quên kế hoạch hóa gia đình sự phản kích của hắn hơi thâm độc một chút. Hồng Linh cho dù là cũng tính là dạng táo bạo, nhưng dẫu sao vẫn chưa kết hôn, mặt đỏ lên gắt, cậu mà là cán bộ quốc gia à, lòng báo thù quá nặng. Nhìn thấy Trương Quốc Vĩ ở bên cạnh không nói câu nào, chỉ biết cười trừ, không khỏi đẩy hắn một cái, nói, người ta đều khí phụ em kia, anh không quan tâm à. Trần Quốc Vĩ cười nói, Trương Dương, cậu đừng khí phụ cô ấy, cậu mà khí phụ cô ấy, cô ta sau khi về sẽ lấy tôi ra để chút giận đấy tất cả mọi người lại bật cười. Ánh mắt của Trương Dương chạm nhau với tả hiểu tình, lập tức quấn vào nhau, bọn họ lúc này đột nhiên cảm giác như quay về quá khứ, quay về lúc còn ở Xuân Dương. Sau bữa tiệc, đám bạn học tạm biệt nhau ở cửa lớn, Hồng Linh kéo tay Trần Quốc Vĩ, nói với Trương Dương, Trương Dương, hiểu tình giao cho cậu đưa về nhé. Cô ta lén lút nháy nháy mắt với tả hiểu tình, tả hiểu tình cúi đầu xuống, cô ta biết Hồng Linh là có ý tốt, nhưng vẫn có chút không quen với bầu không khí lúc này. Trương Dương nói, đi, lên xe, anh đưa em về. Tả Hiểu Tình ngẩng đầu lên, đám bạn học đã đi xa rồi, cô ta cắn cắn môi, Lý Nhí nói, không cần đâu, em lái xe tới mà. Trương Dương cười nói, giữa chúng ta từ lúc nào lại biến thành xa lạ như vậy. Tả Hiểu Tình lúc này mới theo hắn lên xe Jeep, Trương Dương lái xe chậm chậm đi trên con đường ven hồ, đi tới vị trí giữa hồ thì từ từ đỗ xe vào ven đường. Tả Hiểu Tình nhìn hắn, nói, vì sao không đi nữa, trương dương không nói gì hai mắt nhìn khuôn mặt xinh đẹp của tả hiểu tình đến xuất thần trong bóng tối đường nét ôn nhu của tả hiểu tình biến thành có chút mơ hồ nhưng lại tăng thêm một loại sức hấp dẫn không nói thành lời cho cô ta trương dương nhìn khuôn mặt như quen thuộc mà lại tựa lạ lẫm này đột nhiên dũng cảm giang tay ra ôm tả hiểu tình vào trong lòng tả hiểu tình không cự tuyệt thân thể mềm mại khẽ run rẩy như một con chim nhỏ đang sợ hãi trương dương hôn nhẹ lên môi cô ta tả hiểu tình rõ ràng là vẫn rất run Cô ta muốn đáp lại Trương Dương, nhưng trong lòng lại luôn có một loại cảm giác khó nói thành lời, cảm giác này khiến cô ta không thể thực sự đắm chìm trong vòng tay của Trương Dương. Đàn ông có những lúc cũng rất mẫn cảm, Trương Dương không tiếp tục hôn nữa, hắn lặng lẽ buông Tả Hiểu Tình ra, rời khỏi môi cô ta, hít sâu một hơi, nói: "Xin lỗi." Tả Hiểu Tình lắc lắc đầu, mặt nhìn ra ngoài chán ghé sát vào cửa sổ, nói: người nên nói xin lỗi là em." Trầm mặc một lúc, cô ta mới quay mặt lại, Chủ động nắm lấy tay Trương Dương, nói: "Trương Dương, em trong quá khứ đều một mực sống dưới sự che chở của cha mẹ, mỗi một chuyện mà em làm, mỗi một lần lựa chọn của em đều chưa hề trải qua quá trình suy nghĩ nghiêm túc của bản thân. Lần này cha mẹ em xảy ra chuyện, tạo thành ảnh hưởng rất lớn đối với em, em lần đầu tiên ý thức được rằng mình trước giờ vẫn chưa thẳng thắn đối mặt với cái thế giới này." Trương Dương chậm rãi gật đầu. Trong mắt tả hiểu tình lóe lên vẻ kiên định trước giờ chưa từng có, "Trương Dương, em thích anh." cho nên em trước khi đi Mỹ đã rất do dự, em là một cô bé không có chủ kiến, thậm chí ngay cả dũng khí theo đuổi tình cảm của mình cũng không có, lần này nếu như không có anh ủng hộ em, em thực sự không biết phải làm gì. Trương Dương, cảm ơn anh. Trương Dương nói khẽ, anh không muốn nghe em nói những lời này. Tả hiểu tình nuốt lệ nói, em biết, nhưng em thật sự không biết nên đối điện với anh như thế nào, anh hiện tại và Trương Dương ở trong ký ức của em đã hoàn toàn khác rồi, và anh lúc còn ở xuân dương giống như là hai người khác nhau vậy em không biết rốt cuộc là anh thay đổi hay là em thay đổi nhưng em biết khi em đối điện với anh đã không có loại cảm giác như trước kia trương dương anh hiểu không trương dương nhìn tả hiểu tình với ánh mắt thương xót sau đó chậm rãi gật đầu đưa tay ra lau những giọt nước mắt trong suốt ở trên mặt cho cô ta hắn nói khẽ hiểu tình anh sẽ đợi anh sẽ kiên nhẫn đợi em Tả hiểu tình nắm chặt tay Trương Dương rồi đặt lên mặt mình, Trương Dương, em đảm bảo, em sẽ quen nhanh thôi, em sẽ không để anh phải đợi quá lâu đâu. Có một số chuyện thông qua quan phương dẫu sao cũng không tốt bằng quan hệ cá nhân. Dưới sự giúp đỡ của Phương Văn Nam, Trương Dương và Trương Trung Tường cuối cùng cũng có thể ngồi xuống nói chuyện với nhau. Quan hệ giữa Trương Trung Tường và Phương Văn Nam rất tốt, cho nên gã cũng không thể né tránh Trương Dương mãi được, trưởng phòng Trương, tôi cũng không giấu anh, chức quản đốc này tôi cũng không định làm nữa. Gã cười rất chán nản, việc kinh doanh của nhà máy đã tới tình trạng này, tôi cũng chẳng còn mặt mũi nào mà làm tiếp nữa, cho nên tôi chỉ muốn khi mình vẫn còn tại nhiệm, cố gắng mưu cầu thêm một chút phúc lợi cho công nhân. Trương Dương có chút minh bạch rồi, vấn đề từ trước tới nay của nhà máy dệt không chỉ là từ công nhân, mà cũng có quan hệ rất lớn với Trương Trung Tường này. Trương Trung Tường nói, tôi biết tôi làm vậy là không đúng, nhưng các anh có từng nghĩ tới, nhà máy dệt trên dưới mấy ngàn nhân khẩu, đều là dựa vào nhà máy mà có cơm ăn. Thị Lý nói một câu bảo chúng tôi di rời thì chúng tôi phải rời đi, trong mắt chúng tôi đây chính là bát cơm, chẳng ai muốn để người khác đạp đổ bát cơm của mình cả. Trương Dương nói, Thị Lý không phải là đã xây một nhà xưởng mới ở khu khai phá cho các anh ý, hơn nữa còn giúp các anh thay mới thiết bị nữa. Trương Trung Tường nói, trưởng phòng Trương, anh chắc là chưa biết đó thôi, sau khi nhà xưởng mới đi vào hoạt động trong nhà máy của chúng tôi có bao nhiêu người sẽ mất việc e rằng là gần một nửa lớn đó nhưng công nhân này chính phủ có phụ trách thu xếp cho không công nhân không phải là những kẻ ngốc tin tức gì bọn họ cũng có thể nghe ngóng được tôi bị kẹt ở giữa chính phủ và công nhân nên rất khó xử tôi muốn bảo vệ lợi ích quốc gia nhưng tôi cũng không muốn vứt bỏ lợi ích của công nhân trưởng phòng trương anh có hiểu được nỗi khổ của tôi không trương dương gật đầu nói quản đốc trương Lợi ích cá nhân ở trước mặt lợi ích của tập thể thì lợi ích cá nhân phải đứng sau, lợi ích tập thể ở trước mặt lợi ích của quốc gia thì lợi ích tập thể phải đặt sang một bên. Tôi nghĩ anh, thân là cán bộ quốc gia, đạo lý đơn giản này chắc anh cũng hiểu chứ?" Trương đại quan nhân có thể nói ra những lời này, chứng tỏ kiến thức của hắn đã xưa không bằng nay rồi. Trương Trung Tường nói, "Tôi đương nhiên là hiểu, nhưng nói thì dễ, thật sự bắt tay vào làm thì đâu phải đơn giản." "Tôi biết trong quá trình cải cách phải trả một cái giá rất lớn." Nhưng vì sao những người đầu tiên phải trả giá đắt lại là công nhân chúng tôi? Trương Dương lặng lặng nhìn Trương Trung Tường, nếu như đặt mình vào hoàn cảnh của hắn mà nghĩ, quả thật chuyện này có chút tàn khốc, nhà máy dệt trong công trình khai phá phong cảnh chùa Nam Lâm lần này không nghi ngờ gì nữa đã phải chịu tổn thất lớn nhất. Những gì mà công nhân bọn họ đang lo lắng là hướng đi về sau, sau khi nhà xưởng mới ở khu khai phá được xây thành, theo việc đổi mới thiết bị, lượng nhu cầu đối với công nhân cũng sẽ giảm đi rất lớn rất nhiều công nhân sẽ bị cho thôi việc, đây mới là mấu chốt của mâu thuẫn. Trương Dương nói, nếu tôi có thể giải quyết vấn đề việc làm sau này cho những công nhân này thì sao? Hai mắt Trương Trung Tường sáng lên, hắn lớn tiếng nói, nếu trưởng phòng Trương có thể giải quyết được vấn đề này, tôi dám bảo chứng rằng nhà máy dệt trong vòng nửa tháng sẽ hoàn thành toàn bộ việc di rời. Chuyện lớn như vậy, Trương Dương không thể làm chủ được, hắn một mình hồi báo lại với Lý Trường Vũ việc này, Lý Trường Vũ rút thuốc ra nói, Trương Dương, cậu biết nhà máy dệt có bao nhiêu công nhân không? Trương Dương còn chưa kịp trả lời thì Lý Trường Vũ đã nói tiếp, hơn 2.400 người, cậu biết sau khi nhà máy mới ở khu khai phá được xây xong và đi vào sản xuất, cần bao nhiêu công nhân không? Y lại tự mình trả lời, 700 người, cũng chính là nói, nhà máy dệt sẽ có hơn 1.700 người phải đối mặt với cảnh thất nghiệp. Trương Dương vốn cho rằng thị Lý không biết điểm mấu chốt của nhà máy dệt, không ngờ Lý Trường Vũ lại nắm rõ tình hình của nhà máy dệt như vậy, hắn đầy vẻ kinh ngạc, hỏi "Thị Lý đã nắm rõ tình hình của nhà máy dệt như vậy, vì sao không nhắm vào tình huống cụ thể mà tiến hành giải quyết?" Lý Trường Vũ bảo, "Cải cách đang phải đối diện với một quá trình thâm hóa toàn diện, xí nghiệp của chúng ta cũng phải đối mặt với một quy trình chuyển hình toàn diện, vấn đề của nhà máy dệt mà cậu nhìn thấy, chỉ là một trong hàng ngàn vạn vấn đề mà thôi, đối với chúng ta mà nói thì là một thử nghiệm hoàn toàn mới." Trong quá trình chuyển hình của xí nghiệp, dạng vấn đề của nhà máy dệt là khó tránh khỏi, không thể cứ xảy ra vấn đề thì để chính phủ giải quyết, vấn đề của nhà máy dệt, chính phủ hoàn toàn có năng lực để giải quyết, nhưng rất nhanh sẽ có xí nghiệp thứ hai, thứ ba xuất hiện vấn đề đồng dạng, tất cả những vấn đề này chẳng lẽ đều dựa vào chính phủ, chẳng lẽ phải để toàn bộ áp lực dồn lên đầu quốc gia ư? Những lời nói của Lý Trường Vũ đối với Trương Dương mà nói thì quá mơ hồ. Hắn trợn mắt lên, chẳng lẽ các ông định mặc kệ những công nhân này để bọn họ tự sinh tự diệt ư? Lý Trường Vũ lắc đầu, nói quốc gia sẽ không vứt bỏ những công nhân này, ý tứ của tôi không phải là mặc kệ họ, Trung Quốc có câu gọi là phá rồi lại xây, cải cách của chúng ta cần một lối đi hoàn toàn mới, tôi định mang nhà máy dệt này ra làm một thí điểm, làm mẫu cho tất cả xí nghiệp của Giang Thành, tìm ra một con đường sáng nghiệp hoàn toàn mới. Trương Dương thở ra một hơi nói, vẫn là để người ta tự sinh tự diệt thôi." Lý Trường Vũ nói, khu khai phá gần đây xây không ít nhà máy, cơ hội có công ăn việc làm đâu đâu cũng có, việc xây dựng khu phong cảnh chùa Nam Lâm, khu phong cảnh tường thành cổ đều sẽ tạo ra không ít cơ hội, chúng ta sẽ ưu tiên nghĩ đến công nhân nhà máy dệt trước, đối với những công nhân nguyện ý tự mình lập nghiệp, chúng ta sẽ cấp cho họ chính sách ưu đãi rất lớn, thời đại đang phát triển, khái niệm bát sắt công ăn việc làm ổn định, sớm nên phá bỏ Trương Dương nói, ông chỉ đứng nói thì không thấy đau lưng, rất nhiều công nhân vẫn hy vọng vào chút tiền lương đó đấy. Hắn và Lý Trường Vũ nói chuyện tùy tiện quen rồi, căn bản không cố kỵ gì cả, nghĩ cái gì là nói ngay cái đó. Lý Trường Vũ đương nhiên cũng không so đo với hắn làm gì, cười cười bảo cầm một cái bát sắt là thấy thỏa mãn, sẽ không có chí tiến thủ, kỳ thực bên ngoài còn có rất nhiều bát vàng bát bạc đang đợi kia. Trương Dương, cậu tới trường đảng học tập, sao chẳng hiểu biết thêm được tí gì vậy? tôi không có lý tưởng cao xa như vậy, tôi cũng không có ánh mắt siêu nhiên, tôi chỉ muốn xây dựng cảnh khu tường thành cổ cho thật tốt, mở rộng và phát triển đường cổ, tường thành cổ thật tốt, dành vinh quang cho phó thị trường Lý, thuận tiện kiếm cho tôi một chút chính tích mà thôi. Lý trường Vũ biết thằng nhóc này trong đầu chỉ nghĩ tới việc thăng quan, không khỏi mỉm cười, nói thật thà làm tốt công tác, cách chức phó ban xử đã không xa nữa rồi. Trương Dương có chút kinh ngạc nhìn Lý Trường Vũ, ta ít. Lý Trường Vũ học cách dung dinh của Hình Chiêu Huy từ lúc nào vậy? Thầm nghĩ mình đã lăn lộn ở Phó Ban Cục Quốc An rồi, đáng tiếc Phó Ban này lại không được lộ ra ánh sáng. Lý Trường Vũ vỗ vỗ vai hắn, lại nói một cách cường điệu: trẻ tuổi mà lên nhanh quá sẽ rất dễ khiến cho người ta đố kỵ. Cậu hiện tại vẫn là Phó Chủ nhiệm Ban Chiêu Thương, đã được hưởng đãi ngộ cấp Phó Ban rồi. Y tứ của y là Trương Dương nên biết tự hài lòng. Con người không thể ăn một bữa mà béo ngay được chiếu theo tốc độ phát triển trước mặt của Trương Dương, trước 30 tuổi thành phó sở là hoàn toàn có khả năng. Tuy không thể từ chỗ Lý Trường Vũ nhận được câu trả lời khiến bản thân thỏa mãn, song vẫn không hề khiến lòng nhiệt tình công tác của Trương Đại Quan Nhân bị giảm sút. Thông qua Phương Văn Nam ở giữa dân xếp, hắn và Trương Trung Tường vẫn đạt thành ký kết ngầm. Vấn đề di rời nhà máy dệt vi tạm thời không thể giải quyết, nhưng công trình cảnh khu chùa Nam Lâm đã khai triển bình thường rồi. Việc quay phim của Vương Chuẩn dưới sự giúp đỡ của Trương Dương cũng được tiến hành rất thuận lợi. Quách Trí Cường nhiễm nhiên trở thành nhân viên ngoài biên chế của đoàn làm phim, cơ hồ từ sáng đến tối đều ở trong đoàn làm phim của Vương Chuẩn. Mục đích của thằng ôn này chính là tạ lệ chân. Có điều tạ lệ chân tựa hồ như không có nhiều hảo cảm đối với loại con cháu cán bộ như hẳn. Trừ một lần theo hắn đi tham bái xá lợi Phật tổ ra, đối với lời mời sau này của Quách Trí Cường thì coi như không thấy. Quách Trí Cường cũng hết đường xoay sở, vì chuyện này mà hắn đặc biệt tới thỉnh giáo trương dương tôi nói nè trương dương cậu giúp tôi nghĩ cách đi làm sao mới có thể khiến cô ta yêu tôi được đây trương dương có chút giờ khóc giờ cười gần đây hắn và quách trí cường thỉnh thoảng lại ăn cơm vận động với nhau tình bạn giữa hai bên tiến triển rất nhanh trương dương nói chuyện tình cảm mà không phải là việc mà người khác có thể giúp đỡ được cậu cứ thử nói xem nào tôi bất kể là tướng mạo hay là điều kiện gia đình đều tốt nhưng tạ lệ chân sao lại chẳng thèm đếm xỉa tới tôi. Trương Dương uống một ngụm trà, nói Chí Cường à, cô ta chính là diễn viên, tôi thấy cậu hay là đừng có nghiêm túc quá, và lại, cô ta trước đây còn từng đóng phim cấp 3, cậu không thể thật sự muốn cưa cô ta làm bạn gái chứ. Trương Đại Quan Nhân đối với nữ diễn viên phim cấp 3 vẫn rất lưu tâm. Triệu Quang Nghĩa chừng mắt lên nhìn hắn, tôi nói nè, con người cậu sao mà phong kiến quá vậy? Phim cấp 3 thì sao chứ, đó là đóng phim, Tôi thấy nhân phẩm của tạ lệ chân rất khá. Tôi thích kiểu gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn của cô ta. Trương Dương đưa tay ra vỗ chán hắn, nói: "Ôi nói nè anh bạn, anh đừng có điên vậy chứ, có câu nói là gì nhỉ? Đĩ vô tình còn con hát thì vô nghĩa, huống chi là còn đóng phim cấp 3, cậu." Triệu Quang nghĩa mặt đỏ tía tai gầm lên, "Cậu đừng có vũ nhục người ta, cẩn thận tôi tẩn cậu đó." Trương Dương than thầm, "Thằng nhóc này đúng là một hoa si." Hắn hảo tâm nhắc nhở, Trí Cường, tôi không nghĩ cậu lại nghiêm túc như vậy đâu, cậu kiềm chế một chút đi, gia đình cậu liệu có cho phép một diễn viên từng đóng phim cấp 3 vào cửa không, đánh chết tôi cũng không tin đâu. Quách Trí Cường cầm chén trà của Trương Dương lên uống cạn, nói, nói với cậu đúng là phí lời, cậu có giúp tôi không đây? Cập chạy tới đây bảo tôi nghĩ cách cho cậu, tôi có thể có cách gì chứ? Cậu bảo tôi giúp, giúp thế nào? Quách Trí Cường nói, cậu và Vương chuẩn thân nhau như vậy cậu nói giúp tôi, để tôi tìm được một vai diễn trong đoàn làm phim, cho tôi có cơ hội đóng chung với tạ lệ chân. Trương Dương thực sự là to cả đầu ra rồi, quách trí cường tuyệt đối là loại hoa si, thằng ôn này nhàn rỗi không có việc gì làm, tinh lực đều chuyển rời lên người tạ lệ chân rồi, may mà tạ lệ chân không vừa ý hắn, nếu không vạn nhất hai người thật sự yêu nhau, chuyện này kiểu gì cũng thành họa hại. Trương Dương lắc đầu, nói tôi kệ, câu theo đuổi minh tinh thì liên quan chó gì tới tôi có bản sự thì tự đi lừa đi, tôi nếu nhúng tay vào, vạn nhất người ta lại thành yêu tôi thì sao? Nhìn cái bộ dạng chó má của cậu kia, tôi nói cho cậu biết, cậu nếu có ý đồ với tạ lệ chân, tôi sẽ trở mặt với cậu luôn đó. Trương Dương trợn mắt lên lườm lại hắn, nói bản thân cậu coi cô ta là bảo bối thì tưởng rằng người thiên hạ ai cũng coi cô ta là bảo bối hết chắc, tôi không ngại nói với câu, tôi còn. Tại sao vốn muốn nói ra một câu khắc bạc, nhưng nghĩ một chút lại nuốt ngược trở vào, dẫu sao thì cũng phải để ý tới tình tự của Quách Trí Cường. Hiện tại hắn đang một lòng mê đắm tạ lệ chân, chỉ coi cô ta là cô gái đơn thuần nhất, xinh đẹp nhất trần đời, chẳng chịu nghe người khác nói xấu nửa câu về cô ta. Vương chuẩn lúc này gọi điện thoại tới, là muốn thương lượng vói trương dương chụp ảnh quảng cáo phong cảnh, căn cứ theo ý nghĩ của gã, trong mấy chục giây quảng cáo này phải cô động văn hóa phong quang của Giang Thành, không những phải chụp chùa Nam Lân, tường thành cổ, đường cổ, còn phải chụp cả núi Thanh Đài, nhưng chỉ phong cảnh thôi thì quá đơn điệu vương chuẩn ngẫm nghĩ nhớ tới một người hà hâm nhan gã cho rằng khí chất của hà hâm nhan phù hợp với chủ đề mà gã muốn thể hiện nhất trương dương nghe vương chuẩn nói xong lập tức đồng ý ngay trương dương vừa gác điện thoại của vương chuẩn thì lập tức gọi điện thông báo cho hà hâm nhan không tới một phút cô bé này liền trả lời nghe trương dương nói xong chuyện này hà hâm nhan căn bản không nghĩ ngợi gì mà đã đồng ý ngay cô ta làm chuyện gì cũng hùng hùng hổ hổ so với đàn ông bình thường còn dứt khoát hơn, em tới chạm xe lửa đây, tối nay sẽ tới Giang Thành. Trương Dương vốn nói không cần gấp nhưng người ta đã gác điện thoại rồi. Quách Chí cường một mực ở bên cạnh nghe lỏng Trương Dương, mặt mày thần bí nói chuyện gì thế? Có nói hộ tôi không? Trương Dương trợn mắt lườm gã, cậu có phải là nhàn cư vi bất thiện không hả? Cả ngày đóng đồ ở phòng làm việc của tôi làm gì? Hưởng điều hòa miễn phí à, uống trà miễn phí à, có thoải mái không? cậu tưởng tôi thích gặp cậu chắc, tôi là muốn gặp tạ lệ chân kia, có điều người ta lại không cho tôi cơ hội. Quách Chí cường nói, cậu rốt cuộc là có định giúp tôi hay không đây? Nếu cậu không giúp tôi, tôi sẽ đem việc cậu tòm tem với gái báo lại cho sở yên nhiên đấy. Trương Dương trợn mắt lên, tôi ích, ở đâu ra vậy? Cậu có bệnh à? Tôi không chịu được khi nhìn thấy người ta ăn thịt mà tôi ngay cả canh cũng không được hút, trong lòng tôi đã mất thăng bằng một cách nghiêm trọng, cậu cứ xem mà làm đi, người ta đều nói tôi thành sự không đủ mà bại sự có thừa, tôi thật sự là không nhẫn tâm làm hại cậu đâu. Trương Dương bất lực bất cười, muốn ăn đòn phải không? Ai cho ai ăn đòn còn chưa biết đâu. Không phục à. Về phương điện quyền anh, tôi hơn cậu ba con phố luôn. Hai người nói làm là làm, buổi chiều chạy tới phòng quyền anh của thể dục quán đối luyện. Về phương điện quyền anh, Quách Trí Cường là sư phụ của Trương Dương, dưới tiền đề không dùng nội công, chú trọng quy tắc, Trương Đại Quan Nhân thật sự không phải là đối thủ của Quách Chí Cường, liên tục bị Quách Chí Cường đánh trúng mấy lần. Có điều Trương Dương mang đồ bảo vệ, hơn nữa năng lực chịu đòn lại mạnh, không hề chịu một chút tổn hại nào. Năng lực học tập của Trương Đại Quan Nhân cũng khiến Quách Chí Cường bội phục không ngớt. Tiếp xúc vận động quyền anh chưa tới một tuần đã nắm được kỹ xảo cơ bản rồi, phòng thủ tiến công rất ra dáng. đố kháng với một tên lão luyện như gã mà không rơi vào thế hạ phong. Sau khi liên tục bị Quách Chí Cường đánh cho mấy cú. Trương đại quan nhân không nhịn được nữa, xuất kỳ bất ý nhấc chân lên đá một cái vào mông quách trí cường. Quách trí cường gỡ chụp răng ra, tôi ích, đồ ăn gian. Trương 170, vì sao đã thương ta? Trương Dương cười cởi, cởi mũ bảo hiểm ra rồi đi đến bên cạnh sân để đám người hỗ trợ cởi bỏ bao tay quyền anh, ta xem ra, tiểu tử ngươi có thể kiềm chế được ta là do ta không sử dụng được hai chân, do quy tắc ước thúc ta a. À. Quách Chí Cường cũng từ trên lôi đài nhảy xuống cười nói, không cần quy tắc ước thúc người thì ta đi tìm đánh sao? Nếu không áp dụng quy tắc thì hắn căn bản không phải là đối thủ của Trương Dương. Thời gian này đang mùa hè, hai người vận động một lúc người đã đầy mồ hôi, vừa nói vừa cười đi về phía phòng tắm nhưng chưa kịp vào phòng tắm thì Khương Lượng mang theo Ngưu Văn Cường, Đỗ Vũ Phong đã đi tới. Ngưu Văn Cường cùng Đỗ Vũ Phong vừa mới tới đã đến cục du lịch tìm Trương Dương nhưng không gặp may thông qua Chu Hiểu Vân mới biết được Trương Dương chạy đến nơi đây để vận động, thế là mấy người lại bắt Khương Lượng dẫn đường tìm tới nơi. Trương Dương nhìn thấy vài vị lão hiếu đến chơi thì tất nhiên là hết sức cao hứng, hắn cầm khăn mặt lau mồ hôi nói, vài vị ca ca, đợi một lát để ta đi tắm đã. Đỗ Phú Phong nhìn thấy quyền đài thì con mắt cũng sáng lên, hắn cũng là người yêu thích quyền anh nên bèn giật dây gọi Khương Lượng lên đài đấu luyện nhưng khiến cho tất cả mọi người không ngờ là Khương Lượng cư nhiên còn là một cao thủ quyền Anh, hắn mất không đến một hiệp đã đem Đỗ Vũ Phong đánh bại. Trương Dương tắm rửa qua loa rồi đi ra. Hắn đem khăn mặt ném cho bọn Đỗ Vũ Phong rồi ngồi xuống cạnh Như Văn Cường nói, hôm nay có việc gì mà lại tới đây? Như Văn Cường nói, gặp chuyện buồn bực mà. Trương Dương lưu ý thấy trên mặt hắn có vài vết xước thì không khỏi cười nói, tại sao? Chắc lại bị mấy con mèo nhỏ nó cào ha. À. Như Văn Cường xấu hổ cười cười, nữ nhân kia thật là phiền phức, ba ngày thì hai ngày tìm ta, người nói giờ đây nữ nhân tại sao lại tục tằng như vậy? Hảo nữ nhân tại sao không bị ta đụng vào? Trương Dương vỗ vỗ bả vai hắn, thôi đi, bực tức làm gì, buổi tối, ta mời các người uống rượu, chúng ta say sưa một phen. Quách Chí cường đứng một bên cầm khăn lau đâu ướt sũng nói, uống rượu a, à, ta cũng đi. Trương Dương giới thiệu hắn với Nghiêu Văn Cường rồi nói, ăn mãi ở khách sạn cũng chán, như vậy đi chúng ta đi quán lão nhai ăn sau đó đi 1919 chơi. Ta sẽ bảo tô tiểu hồng chuẩn bị một chút, thế nào? Hắn vừa đề nghị lập tức đưa mọi người tán thành. Quách trí cường tặc tâm nổi lên nói, Trương Dương, người giúp ta hẹn với Vương Chuẩn và tạ tiểu thư đi, đêm nay ta cô đơn. Trương Dương đối với hắn thực sự không thể làm gì được, nhìn hắn si tình như vậy thì lại gọi điện thoại cho Vương Chuẩn hắn đương nhiên không thể nói thẳng là mời vương chuẩn đi uống rượu mà nói tô tiểu hung thích xem phim của tạ lệ chân buổi tối muốn gặp mặt tạ lệ chân vương chuẩn cũng không biết người thôi động phía sau chuyện này là quách trí cường nên lập tức đáp ứng sẽ nói với tạ lệ chân hẳn là không có vấn đề gì lớn tuy nhiên mãi đến khi đám trường đua ưng đi ăn uống thì vẫn không thấy vương chuẩn cùng tạ lệ chân đến điều này làm cho quách trí cường thập phần thất vọng trong lòng Trương Dương cũng có tâm sự bởi vì Hà Ca Nhan có nói là hôm nay sẽ ngồi xe lửa tới, cho nên hắn tùy thời chờ tin tức của nàng mà đi đón nhưng thẳng đến lúc cơm nước xong cũng không nhận được điện thoại của nàng, chẳng lẽ nha đầu kia có chuyện gì trì hoàn mà phải cải biên kế hoạch. Quán rượu của Tô Tiểu Hồng đã chính thức khai trương nhưng do việc cải tạo lão nhai vẫn chưa hoàn thành toàn bộ cho nên sinh ý bây giờ còn khá khiêm tốn nhưng bởi vì có một số khách quen nên thu chi vẫn có thể cân đối được. Lúc Trương Dương đi vào quán ba thì nhìn thấy trong bãi đỗ xe có ba chiếc xe. Như Văn Cường cũng là người làm ăn, hắn nhìn tình trạng bãi đỗ xe mà đoán nước sinh ý ở đây rất kém. Hắn cười nói, Phương Văn Nam là người khôn khéo như vậy sao lại chọn mảnh đất này mở quán ba. Trương Dương nói, cái này gọi là nhìn xa trông rộng, người biết cái gì, việc mà quán lão nhai này là do hắn phụ trách, lời nói của Ngưu Văn Cường đương nhiên là có chút hít không vào tai. Ngưu Văn Cường cười nói, càng nhiều người sinh ý mới có thể càng tốt. Khương Lượng nói, cho nên ngươi chỉ có thể làm ăn tại thị trấn, ánh mắt quá ngắn. Đỗ Phú Phong giúp đỡ Ngưu Văn Cường phản bác nói, ngươi cũng từ thị trấn đi ra mới được vài ngày mà đã xem thường người thị trấn chúng ta. Đám người này huyên não nhưng cũng chỉ vui đùa thôi, cũng sẽ không thật sự trở mặt. Khi tới gần cửa chính quán ba thì Hà Ca Nhan rốt cục gọi điện thoại tới, nàng cười nói Trương Dương. Ta đến rồi, Trương Dương nhìn đồng hồ đã thấy 8 giờ 30 tối, tại sao lại đến muộn như vậy? Đang ở nơi nào, ta đi đón ngươi, không cần, ta cùng hồ tỷ ở cùng một chỗ. Ai, điện thoại bị một người khác giật lấy, ta đây. Trương trưởng phòng thật sự là quỷ nhân hay quên, nhanh như vậy đã quên ta rồi. Trương Dương lúc này mới kịp phản ứng, đối phương là hồ nhân như, hắn cười nói, sao có thể chứ? Hồ tiểu thư tuyệt đại tao nhã, bộ dáng hại dân làm cho người ta cả đời khó quên. Hồ Nhân như nở nụ cười khanh khách, người ở chỗ nào, chúng ta đã lên xe taxi rồi. Trương Dương vừa nói chuyện với Hồ Nhân như vừa đi vào quán bar. Lúc này Tô Tiểu Hồng đã chuẩn bị xong rượu và đồ ăn sáng, đối với đám người Trương Dương này mà nói, văn hóa quán bar là ẩm ý và nâng ly. Hơn nữa để duy trì tử lượng thì còn phải hầu hạ ăn sáng. Bởi vì muốn xem biểu diễn nên cả đám ngồi ở đại sảnh. Quách Trí Cường sau khi ngồi yên chỗ lại thúc giục Trương Dương gọi điện thoại cho Vương Chuẩn. Trương Dương bị bắt buộc bất đắc dĩ chỉ có thể gái đầu gọi điện nhưng không ngờ Vương Chuẩn đã đi tới cửa quán ba, lần này chẳng những hắn đến đây mà còn đưa tạ lệ chân đi cùng, cái khiến cho Quách Trí Cường mừng rỡ là tạ lệ chân không đưa nữ trợ lý kia đi cùng. Tạ lệ chân khá nổi tiếng, đám bạn Trương Dương cơ hồ liếc mắt một cái đều nhận ra nàng. Hai mắt Nghiêu Văn Cường cũng phát sáng nói khẽ với Trương Dương nói, đây không phải là tạ lệ chân sao. Trương Dương gật nhẹ đầu, thật xinh đẹp, mặc quần áo so với không có mặc có xinh đẹp hơn. Trương Dương véo vào hông hắn một cái nhỏ giọng dặn dò, người nói chuyện chú ý một chút, nàng chính là tình nhân trong mộng của Quách Trí Cường. Như Văn Cường có chút tiếc nuối cảm thán nói, con mẹ nó ta đã tới chậm, sớm biết nàng đã đến đây thì ta sẽ đến sớm vài ngày. Trương Dương có chút buồn bực, diễn viên phim cấp 3 này lại có lực hấp dẫn lớn như vậy sao? Tại sao cả đám đều biểu hiện như bị sắc hút hồn vậy? Lúc này Quách Trí Cường đã tiến lên nghênh đón, rất ân cần kéo ghế mời tạ lệ chân ngồi xuống, sau đó mặt đầy tươi cười nói tạ tiểu thư uống chút gì không. Trương Dương thật sự không nhìn được vẻ mặt hắn lúc này đành nhìn về phía Tô Tiểu Hồng vẫy vẫy tay, Tô Tiểu Hồng lắc lắc thân hình uốn éo như rắn đi tới cười nói Trương trưởng phòng có phân phó gì a à? Trương Dương cười nói cho trước hai chai lộ địch 13 năm, bốn bình phi thiên, một thùng bách huy ướp lạnh, đêm nay thượng quách công tử mời khách. Tô Tiểu Hồng đương nhiên tin tưởng thân phận của Quách Chí Cường nên không khỏi cười nói: Quách công tử mời khách thì ngài cũng không thể mãnh liệt làm thịt người ta nha. Quách Chí Cường đang tiếp tạ lệ chân nên tất nhiên không thể để mất mặt mũi. Hắn đại khí phất phất tay nói: Hôm nay ai uống gì cứ uống, tất cả đều tính trên đầu ta. Trương Dương cười tủm tỉm kề vào bên tai hắn nhỏ giọng nói: Bạn thân, hôm nay có mang đủ tiền không? Quách Chí Cường nhỏ giọng nói: Ký số, hôm nào ta trả lại ngươi. Vương chuẩn đối với phong cách thiết kế và bài trí trong 1919 cũng rất hứng thú nên nhờ Tô Tiểu Hồng dẫn đi đi lòng vòng bốn phía, khi trở về đã nhìn thấy Quách Trí Cường đi lên sân khấu tặng cho tạ lệ chân một ca khúc thật ra em không hiểu lòng tôi. Giọng hát của Quách Trí Cường thực sự có vài phần chuyên nghiệp nên được mọi người vỗ tay nhiệt liệt. Ngay cả tạ lệ chân từ xưa đến nay đối với hắn không yêu thích cũng mỉm cười cố vỗ tay. Vương chuẩn ngồi xuống bên Trương Dương cười nói, vị Quách công tử này hát không tệ, lúc này như văn cường đã rót một chén rượu đưa cho tạ lệ chân đi mời rượu quách trí cường tạ lệ chân cười đi tới quách trí cường tiếp nhận chén rượu do tạ lệ chân đưa tới ngửa cổ uống một hơi hết sạch mọi người lại đồng thanh trầm trồ khen ngợi trương dương cười nói ngươi chẳng lẽ không thấy hắn có chủ ý với ai sao phương chuẩn nở nụ cười lúc này hồ nhân như cùng hà ca nhan hai người sóng vai xuất hiện ở chỗ cửa lớn quán ba hai nàng vừa xuất hiện lập tức hấp dẫn ánh mắt của nam tử toàn trường hồ nhân như mặc cái áo tơ màu xám bạch cộc tay phía dưới mặc váy ngắn màu xám để lộ một đôi đùi đẹp cực kỳ mê người toàn thân toát ra vẻ đẹp nữ tính chức nghiệp thành thục hà ca nhan thì mặc áo màu hồng phối hợp với quần màu lam nhạt áo đút trong quần nhưng lại để lộ ra đầu vai trắng như tuyết đồng thời áo ôm sát lấy thân để lộ ra đường cong hoàn mỹ hấp dẫn ánh mắt mùa hè quả nhiên là thuộc về nữ nhân là thời gian các nàng có thể tận tình biểu hiện ra vẻ mỹ lệ của chính mình tất cả mọi người đều tập trung nhìn vào các nàng nhưng các nàng thì lại chú thị vào Trương Dương. Trương Dương cười đứng lên đi về phía các nàng. Ngưu Văn Cường tràn ngập vẻ hâm mộ nhìn Trương Dương nói, đồng nghiệp bất đồng mệnh. Đỗ Phú Phong trợn mắt nhìn nói, đã biết mệnh mình thì về Xuân Dương bán hàng đi. Ngưu Văn Cường thở dài nói, ta cũng tùy cầu cái gì rất cao đâu. Vương chuẩn cùng Hà Ca Nhan coi như là quen biết đã lâu. Hắn rất nhiệt tình đi tới bắt chuyện. Hồ Nhân Như và Hà Ca Nhan là gặp nhau ở trên xe lửa và cùng nhau ăn tối trên đó. Hồ Nhân Như tiếp nhận chén rượu do Trương Dương đưa tới nói, ta lần này là vì công việc, không thể tưởng được lại gặp Ca Nhan đi cùng xe, một đường cười cười nói nói bất chi bất giác cứ tới đây. Hà Ca Nhan nói, ta tới đây cũng là vì công việc, để giúp Trương Dương làm quảng cáo. Khi nói ra những lời này nàng không khỏi có chút trột dạ. Dù sao lần này cũng có điểm lấy việc công làm việc tư, thật ra nàng sau khi được nghỉ hè vốn có ý định về với ông bà nhưng sau khi nhận được điện thoại của Trương Dương thì lập tức chạy đến Giang Thành. Vương chuẩn là người buôn bán nên lập tức biểu hiện ra, Hà Tiểu Thư, bởi vì lần này quảng cáo có tính chất công ích cho nên về phương diện thù lao. Trương Dương cười nói, tục tần, Hà Ca Nhan cũng không có nói đến tiền nong. Hà Ca Nhan nói, ta làm miễn phí, vì trợ giúp Giang Thành tuyên truyền kinh tế du lịch, coi như là ta vì kinh tế địa phương mà cống hiến trương dương nói yên tâm cũng sẽ không khiến ngươi về tay không ta sẽ mời ngươi đi du lịch miễn phí tại giang thành trong khoảng thời gian này mọi chi phí ta sẽ bao hắn tận lực cường điệu nói tiền túi của ta a à? như văn cường đi theo nói một câu ta cũng muốn tài trợ hà tiểu thư có tiếp nhận không hà ca nhan căn bản không tiếp chuyện cười với trương dương nói ta ăn rất khở chúc tiền lương của ngươi có đủ hay không a à? như văn cường thấy khó xử không ngờ trong mắt người ta căn bản là không có người khác, hắn nhìn nhìn Hồ Nhân Như, Hồ Nhân Như mỉm cười nói: "Trương Dương, ngươi không thể nặng bên này nhẹ bên kia được, ta cũng là khách nhân, ngươi cũng phải tỏ vẻ với ta chứ." Lúc này trên đài nhạc khúc dừng lại, Tô Tiểu Hồng đi lên sân khấu mỉm cười nói: "Đêm nay các lão bằng hữu tề tụ, chúng ta hoan nghênh tiểu thư Hà Ca Nhan hát tặng mọi người một khúc được không?" Tất cả mọi người đồng thời vỗ tay. Hà Ca Nhan nhìn nhìn Trương Dương, Hiển nhiên là trưng cầu ý kiến của hắn, Trương Dương gật đầu nói, hát một bài để cho bọn họ kiến thức một chút. Hà Ca Nhan lúc này mới cười đi lên sân khấu, quay sang Tô Tiểu Hồng nhỏ giọng nói cái gì đó. Không bao lâu sau, tiếng nhạc vang lên, bài hát là Nhất Thì Hạ Lưu Hành, chất giọng của Hà Ca Nhan tuyệt đối là chuyên nghiệp, nàng vừa cất tiếng ca tất cả mọi người đều yên tĩnh trở lại. Theo nhận định của Trương Dương, trong đám nữ hài tử này thì Hà Ca Nhan ngoài xinh đẹp ra thì không nghi ngờ gì là người hát hay nhất vì nàng xuất thân từ trường nghệ thuật ra. Quách Chí cường lúc này cũng tập trung nhìn lên sân khâu, hắn nhẹ nhàng đụng vào vai trương đua ân thấp giọng nói, bản thân, người ta đang hướng về phía người bày tỏ tình yêu đấy. Tuy nhiên thanh âm của hắn quá lớn, cơ hồ tất cả mọi người chung quanh đều nghe được, hồ nhân như buồn cười. Trương Dương giả bộ không nghe thấy, bưng chén rượu lên uống một ngụm. Hồ Nhân như chủ động cùng hắn cạch chén rượu nói, chuyện công trình cơ giới kia phải cảm ơn ngươi. Chỉ là chuyện nhấc tay thôi, đúng rồi, ta quên chưa giới thiệu ngươi với một người. Trương Dương gọi Tô Tiểu Hồng tới, Tô Tiểu Hồng được coi là đại điện cho Phương Văn Nam, trong khi đó đối với phương diện sinh ý Trương Dương cũng không muốn nhúng tay quá nhiều nên đem Tô Tiểu Hồng cùng Hồ Nhân như giới thiệu lẫn nhau, sự tình sau này sẽ do các nàng chính mình đi làm. Đêm đó tất cả mọi người đều tận hứng, mãi đến rạng sáng mới tan đi. Trương Dương bảo Hồ Nhân như cùng Hà Ca Nhan hai người đi về đế hào thịnh thế còn hắn cùng mấy gã bạn thì chuẩn bị đi về biệt thự tiếp tục chiến đấu. Án hình đối với tưởng tâm tuệ đã được phát ra, bởi vì hành vi của nàng đã cấu thành phạm tội, tuy rằng sau này đã tiến hành khắc phục nhưng dù sao đã gây ra hậu quả xấu nên bị phán xử tù có thời hạn 2 năm. Trong hệ thống y tế còn có 6 cán bộ nữa bị nhận hình phạt. Phùng ái liên sơ thẩm bị xử tù trung thân, Bị tước đoạt quyền lợi chính trị suốt đời nhưng nàng cũng không chống án mà tỏ vẻ phục tùng phán quyết của tòa án. Đối với hệ thống cán bộ Giang Thành mà nói, đám mây đen bao phủ lên bầu trời Giang Thành cuối cùng đã tan đi. Theo sau vụ nguyên thị trưởng Lê Quốc Chính tử vong và phùng ái liên bị tuyên án, trận kinh đào hải lãng này rốt cục cũng lắng xuống. Bí thư thị ủy Giang Thành Hồng Vĩ cơ giờ phút này đang lặng lặng ngồi trong văn phòng, hắn quay lưng lại với bàn làm việc, đưa mắt nhìn qua cửa sổ mà quan sát phong cảnh dưới chân Giang Thành tuy Giang Thành đang trong giai đoạn thay đổi lớn nhưng trong tầm mắt hắn thì trước mắt chưa nhìn thấy một Giang Thành biến hóa quá lớn. Tâm tình hồng vĩ cơ dạo này không tốt, nghĩ lại trong đám cán bộ cùng tuổi, trên con đường quan lộ thì hắn được tính là gặp nhiều thuận lợi nhất. Trong lúc vị bạn học lý trường Vũ còn đang là bí thư huyện ủy Xuân Dương thì hắn đã là bí thư thị ủy Lam Sơn, trên vị trí này hắn đã được tất cả mọi người thán phục, đã đem lại cho kinh tế Lam Sơn 5 năm liên tục tăng trưởng và là chứng minh tốt nhất cho chiến tích của hắn. Tuy vậy, trước khi Hồng Vĩ Cơ đến Giang Thành, hắn cũng không có quá nhiều hùng tâm vì Giang Thành này là một thành phố công nghiệp già cỗi. Muốn trong vòng ngắn ngủi 5 năm đạt được thay đổi mang tính căn bản là rất khó. Hồng Vĩ Cơ thậm chí không nghĩ tới mình sẽ ngồi ở Giang Thành ngây ngốc 5 năm. Hắn đã từng là bí thư thị ủy trẻ tuổi nhất Bình Hải, cũng là tương đương cấp phó tỉnh trưởng nên ánh mắt của hắn nhìn xa hơn. Lúc mới đến Giang Thành, hắn chỉ chăm chú vào vị trí thường vụ tỉnh ủy, trong lòng cho rằng ván đã đóng thuyền vấn đề chỉ là thời gian nhưng hắn cũng không có nghĩ đến, hắn mới đến đây không bao lâu thì Giang Thành liên tiếp phát sinh chuyện. Những chuyện này mặc dù biểu hiện ra ngoài không có tạo thành bao nhiêu ảnh hưởng tới hắn nhưng lại ảnh hưởng thật lớn đến quan hệ giữa hắn và bí thư tỉnh ủy Cố Duẫn Chi. Công bình mà nói, Cố Duẫn Chi cũng không có biểu hiện ra sự bất mãn đối với hắn. Thậm chí khi có người tố hắn có vấn đề về kinh tế thì Cố Duẫn Chi còn biểu hiện ra đủ tha thứ cùng thấu hiểu nhưng Hồng Vĩ cơ hiểu rõ cô Bí Thư cũng không coi hắn là người một nhà, thậm chí không định kéo hắn vào trận doanh của đối phương. Lúc mà Cố Duẫn Chi và Hứa Thường Đức đấu tranh thì hắn rất không may bị tính vào trận doanh của Hứa Thường Đức. Vì vậy mà vị trí thường vụ tỉnh ủy này đối với hắn mà nói đã ngày càng xa vời. Hồng Vĩ cơ ý thức nước trong thời gian ngắn hắn rất khó nhảy ra ngoài Giang Thành, ít nhất là lúc Cố Duẫn Chi còn tại nhiệm thì viễn cảnh con đường làm quan của hắn thập phần ảm đạm. Hắn thậm chí còn vụng trộm khẩn cầu, hy vọng rằng Cố Duẫn Chi có thể sớm về hưu hy vọng Cố Duẫn Chi có thể sớm ngày rời khỏi vị trí bí thư tỉnh ủy. Lần này hệ thống y tế sinh chuyện khiến cho Hồng Vĩ Cơ Minh Bạch được một cái đạo lý, đó là hắn mặc dù là bí thư thị ủy Giang Thành nhưng tại chính đàn Giang Thành uy tín cũng không cao cho nên mới sinh ra trò đùa giỡn bức vô thoái vị tại hội nghị thường ủy kia. Sau này Lý Trường Vũ tuy có giải thích với hắn nhiều lần nhưng Hồng Vĩ Cơ lại thủy chung khó có thể tiêu tan được. Làm quan đến vị trí này đều có ý chí không giống bình thường, Tuy ý chí của Hồng Vĩ Cơ cũng không nhỏ nhưng những cám dỗ và khó khăn trên con đường làm quan đã khiến cho tâm tính hắn phát sinh biến hóa vi diệu, hắn cần phải có một khoảng thời gian để tỉnh táo lại. Sau khi Phùng Ái Liên thay đổi khẩu cung, Hồng Vĩ Cơ đã bắt đầu dần dần tỉnh táo, hắn bắt đầu đối mặt với vị trí hoàn cảnh của chính mình, bắt đầu lo lắng sau này mình nên làm như thế nào. Thư ký Lý Huy gõ cửa, sau khi được cho phép thì đi vào, hắn nói khẽ, Hồng Bí Thư, tả thị trưởng đến đây. Hồng Vĩ Cơ gật đầu thì Tả Viên Chiêu đã cười đi vào trong phòng hắn. Hồng Vĩ Cơ đứng lên, hắn cười chỉ vào ghế nói: Viên Chiêu a, à. ngồi. Ta đang muốn tìm ngươi. Tả Viên Chiêu ngồi xuống, Lý Huy rót cho hắn chén trà, sau đó lại lấy cho Hồng Vĩ Cơ một cốc đầy nước rồi mới lui ra ngoài. Hồng Vĩ Cơ ngồi xuống bên người Tả Viên Chiêu nói khẽ chuyện của chị dâu người ta thấy thật đáng tiếc. Tả Viên Chiêu trên mặt lộ ra vẻ đau lòng nói: Mỗi người đều phải chịu trách nhiệm về hành vi của mình. Hồng Bí Thư, pháp luật của chúng ta nghiêm minh, bất luận kẻ nào đều không có ngoại lệ. Những lời này tả viên chiêu nói ra cũng không có khó khăn gì, sâu trong đáy lòng hắn rất khó chịu đối với Hồng Vĩ Cơ, hắn cho rằng trước đây mọi cử động của Hồng Vĩ Cơ một mực đều nhầm vào chính mình, còn Hồng Vĩ Cơ cũng có lý do, hắn cho rằng là tả viên chiêu đạo diễn việc tố cáo việc của mình lên tình, nên lần này cho tả viên chiêu một lần giáo huấn cũng là bình thường. Tả viên chiêu nói, Hồng Bí Thư, ta lần này tới là muốn báo cáo về việc khai phá khu, trước mắt tiến độ mở rộng tiến triển thuận lợi, nguồn tài chính ban đầu cũng đã có nhưng mà căn cứ tính toán sơ bộ thì khoản ngân sách đầu tư hiện nay còn xa mới đủ, cần phải mở rộng chiêu thương. Hồng Vĩ Cơ nói, việc mở rộng khai phá khu Giang Thành là công trình cấp trọng điểm của tỉnh, tỉnh cũng đã cho chúng ta không ít chính sách ưu đãi, thành phố cũng đã toàn lực duy trì về tài chính cho công trình. Ta hy vọng chúng ta có thể xây dựng được một khu khai phá đứng đầu Bình Hải, thậm chí là cả khu tam giác kinh tế Thanh Giang. Tuy nhiên nghe đến đây Tả viên Chiêu cảm thấy Hồng vĩ cơ vẫn chưa rõ ý mình thì hắn thấp giọng nói, "Hồng bí thư, việc mở rộng không có vấn đề gì, viễn cảnh cũng hết sức tốt, vấn đề mấu chốt ở chỗ nguồn tài chính rót vào. Trước mắt chúng ta đang sử dụng quá nhiều nguồn tài chính của địa phương, chỉ riêng công trình ba đường vòng bao quanh thành phố cũng đã lấy đi một bộ phận tài chính vốn định rót vào cho khu khai phá." hồng vĩ cơ mỉm cười nói việc chiêu thương thì cần phải xem năng lực của bên chính quyền các ngươi hắn chỉ một câu đã đẩy sạch sẽ trách nhiệm tả viên chiêu trong lòng thầm mắng thật sự là một lão hồ ly nhưng loại tâm tình bất mãn này vẫn không biểu lộ ra hắn kiên nhẫn nói hồng bí thư trước đây chúng ta làm chiêu thương hấp dẫn đầu tư chủ yếu nhằm vào quốc nội hong kong và khu vực đông nam á ta nghĩ như vậy vẫn chưa đủ mà phải mở rộng tầm mắt xa hơn một ít phải thu hút một số doanh nghiệp quốc tế Âu Mỹ để bọn họ tới Giang Thành làm ăn. Hồng Vĩ cơ gật đầu, luận sự mà nói, đề nghị của tả viên chiêu rất có đạo lý. Hắn thấp giọng nói công tác chiêu thương là công tác trọng điểm nên phải điều động các đồng chí tích cực nhất. Tả viên chiêu nói, Hồng Bí Thư, ta có một biện pháp. Hồng Vĩ cơ nhìn tả viên chiêu cổ vũ hắn nói tiếp. Tả viên chiêu nói, ta nghĩ biện pháp là cần đi ra ngoài, mời một số doanh nghiệp ngoại quốc lớn đến Giang Thành tham quan, nói đến đi ra ngoài thì chúng ta có thể tổ chức đoàn khảo sát đi Âu Mỹ tham quan học tập, học tập kinh nghiệm tiên tiến của người khác đồng thời làm tốt công tác chiếu thương thu hút đầu tư. Hồng Vĩ cơ đối với ý nghĩ này của tả viên chiêu tỏ vẻ đồng ý, hắn thấp giọng nói, mời họ vào, việc này đã có tính toán cụ thể gì chưa? Tả viên chiêu nói, tháng trước ta đi hội hoa ở Bắc Nguyên, ở đó họ lợi dụng hội trợ mà mời tới không ít khách thương bên ngoài mà phát triển kinh tế mậu dịch. Ta thấy, hội hoa lần này bọn họ làm thành 500 hạng mục đồng thời cố ý phấn đấu đạt tới hơn 1.000 hạng mục. Hiệu quả là cực kỳ rõ rệt, kinh nghiệm tiên tiến của bọn họ chúng ta hoàn toàn có thể lấy ra dùng. Hồng Vĩ Cơ nói, người cũng muốn làm hội hoa. Tả viên chiêu cười nói, người ta làm hội hoa, nay nếu chúng ta cũng làm theo họ thì chẳng phải là bắt chước người khác sao. Ta đã suy nghĩ mấy ngày thì Giang Thành chúng ta có văn hóa ẩm thực đã lâu, không bằng chúng ta tổ chức cái gọi là mỹ thực tiết lợi dụng ẩm thực để tạo ra chiêu bài chiêu thương mỹ thực tiết ta không cảm thấy có cái gì đặc sắc thành thị nào cũng đều làm qua rồi tả viên chiêu nói hồng bí thư giang thành chúng ta chả phải có tập tục ăn thịt dê vào thời tiết nóng sao hồng vĩ cơ tuy không phải người giang thành nhưng đến giang thành đã một thời gian ngắn đối với tập tục ẩm thực của giang thành cũng có hiểu biết nhất định mỗi kỳ nghỉ hè đến dân chúng đều tổ chức hội ăn thịt dê uống súp dê để cường thân kiện thể, tư âm bổ khí. Bởi vậy, dân gian sớm có câu, đến Giang Thành ăn một bát canh, không cần thần y cho phương thuốc, là vậy. Tả viên chiêu nói, theo lịch sử ghi lại, trước tống chiều, trong các bữa tiệc cung đình thịt dê là đồ ăn chính. Đến chiều nguyên, thịt dê trong bữa tiệc cung đình lại càng chiếm được địa vị thống soái chiếm đến 2 phân 3 lượng thức ăn. Trong ngôn ngữ Hán thì hay có các câu, kỳ dương vị tường, dương đại vi mỹ, Ngư Dương Vi Tiên, Thực Dương Vi Dưỡng đều dẫn dắt và chúc phúc mọi người có cuộc sống tốt đẹp cũng như truy cầu mỹ thực. Hồng Vĩ Cơ gật đầu, cảm giác đề nghị của Tả Viên Chiêu càng ngày càng có ý tứ. Tả Viên Chiêu nói, việc tổ chức chuyện ăn thịt dê và thời tiết nóng thành ngày lễ lần thứ nhất vừa có thể phát triển văn hóa ẩm thực cũng như có thể xúc tiến thương mậu, đây là việc nhất cử lưỡng tiện. Hồng Vĩ Cơ cười nói, hảo, người nghĩ rất tốt. Viên Chiêu a, chuyện này phải làm thành đại sự. Giang Thành chúng ta cũng nên có một vài việc vui mừng để hấp dẫn sự chú ý của Bình Hải. Tả viên chiêu nói, ý tưởng này cũng không phải của ta mà do vài vị giáo sư trường đại học sư phạm Giang Thành báo cáo với ta để gọi là phát triển văn hóa thành thị. Đấy là một trong những đề nghị của họ, ta cảm giác rất hay cho nên mới báo cáo lại với ngài. Hồng Vĩ Cơ nói, thời gian cũng chỉ còn một tháng A, thời gian có phải là hơi gấp gáp quá không? Tả viên chiêu nói, vạn sự khởi đầu nan, có lần đầu tiên thì sau này mới có thể làm càng tốt, càng làm càng lớn. chỉ cần chúng ta tận tâm tận lực thì ta nghĩ một tháng chuẩn bị là đủ. hồng vĩ cơ nói hội nghị thường ủy lần sau ta sẽ tuyên bố chuyện này. lý trường vũ khi nghe được việc tả viên chiêu muốn làm phục dương tiết thì cũng cảm thấy rất ngạc nhiên. dù sao mảng văn hóa do hắn phụ trách, cảm giác đầu tiên đương nhiên là có chút khó chịu nhưng lại lập tức nghĩ tới giờ đây tả viên chiêu là quyền thị trưởng giang thành cho dù người ta đưa ra chuyện này cũng không có cái gì không đúng. Kế tiếp Lý Trường Vũ bắt đầu bình tĩnh lo lắng tác động của chuyện này đối với Giang Thành, hắn không thể không thừa nhận đề nghị này của tả viên chiêu rất tốt, việc chiêu thương thu hút đầu tư không thể chỉ là một câu nói xuông được, không thể chỉ cả ngày nói bốc nói phét mà không đi làm thực tế được. Giờ đây Giang Thành xác thực đang tiến hành cải cách tổng thể nhưng biến hóa của Giang Thành còn chưa được người khác hiểu rõ, Điều kiện và chính sách đầu tư của Giang Thành rất tốt nhưng bên ngoài vẫn chưa nhận thức được, nói cách khác là khuyết thiếu một sự hiểu biết chung mà Phục Dương ẩm thực tiết do tả viên chiêu đưa ra hoàn toàn bổ khuyết được chỗ trống này. Lý Trường Vũ chưa bao giờ phủ nhận năng lực của tả viên chiêu, xem ra vị quyền thị trường này đối với công tác cải cách vẫn có giải thích đặc biệt của mình. Hội nghị thường ủy Giang Thành đối với đề nghị tổ chức Phục Dương tiết của tả viên chiêu đều bỏ phiếu thông qua, trong đó bí thư thị ủy Hồng Vĩ Cơ đương nhiên đảm nhiệm chủ tịch ban tổ chức. Tả Viên Chiêu là phó chủ tịch phụ trách công tác thực tế, Lý Trường Vũ là ủy viên thường trực xử lý công việc. Mục tiêu của Phục Dương Mỹ thực là khơi dậy sự quan tâm đối với văn hóa, du lịch, ẩm thực các mặt, đối với năng lực của đội ngũ cán bộ Giang Thành, cũng coi như là lần thứ nhất được kiểm duyệt toàn diện. Khi thảo luận tự do sau khi Hồng Vĩ Cơ đưa ra việc tổ chức Phục Dương Tiết năm nay, Lý Trường Vũ nói ta nghĩ hội trường chính tổ chức Phục Dương Tiết có thể thiết lập tại Lão Nhai. Giờ đây việc cải tạo Lão Nhai đã cơ bản hoàn thành, có thể nhân cơ hội phục dương Mỹ thực tiết lần này mà giới thiệu lão nhai với du khách thập phương. Tả viên chiêu cười nói, lý phó thị trường nói không sai, bất quá chúng ta phải lo lắng đến tình huống thực tế, ở lão nhai đường xá hẹp, không thích hợp để tổ chức các hoạt động quy mô lớn như vậy. Hơn nữa phục dương tiết lần này chúng ta tuy nói là phát triển văn hóa ẩm thực nhưng mục tiêu thực sự lại là phát triển kinh tế. Theo ta hội trường cần phải thiết lập tại khai phá khu, nơi đấy có quảng trường rộng, giao thông tiện lợi, cũng thuận tiện để duy trì trật tự và không gây xáo trộn đối với cuộc sống bình thường của nhân dân. Lần này Hồng Vĩ cơ đứng về phía Tả Viên Chiêu, ta nghĩ Tả thị trưởng nói không sai. Hội trường chính nên thiết lập tại khai phá khu, mục tiêu chính của chúng ta là hoạt động kinh tế, chủ yếu là muốn giới thiệu với khách nhân về diện mạo khu khai phá, để bọn họ minh bạch về chính sách, điều kiện đầu tư của chúng ta. Bí thư thị ủy cùng thị trưởng đều đã nói như vậy thì các ủy viên thường ủy đương nhiên không có ý kiến gì vài ngày kế tiếp lý trường vũ rất nhanh đã cảm giác được trong vụ này tả viên chiêu đối với hắn có vẻ xa lánh các ủy viên ban tổ chức cơ hồ đều là do tả viên chiêu bổ nhiệm chính hắn tuy là ủy viên thường trực xử lý công việc nhưng lại là hư chức hắn minh bạch người ta từ đầu đã không muốn cho chính mình tham dự chuyện này đây là chiến tích của người ta mình muốn được phân một chén canh là không thể trong lúc thị ủy và chính quyền Giang Thành đang oanh oanh liệt liệt chủ bị phục dương âm thực tiết thì Trương Dương lại đi theo đoàn làm phim tới Thanh Thai Sơn, cùng đi với Vương Chuẩn để tổ chức quay phim chụp ảnh tuyên truyền quảng cáo du lịch cho Giang Thành. Hà Ca Nhan mặc một cái áo dài màu trắng theo lối cổ trang, trông tựa như lăng ba tiên tử từ trên rừng trúc xanh xẹt qua, cả đoàn làm phim đối với khí chất phong tư của nàng đều tán thưởng không thôi, ngay cả tạ lệ chân cũng nhịn không được nhìn Vương Chuẩn tán dương, Hà Tiểu Thư thật sự là xinh đẹp hóa trang cổ trang mà thanh thuần như thế, nếu đi diễn vai thiếu nữ u hồn xinh đẹp thì riêng việc hóa trang so với tiểu hiền còn muốn kinh diễm hơn. Vương chuẩn thật ra đã nhiều lần có lời mời chiêu nạp Hà Ca Nhan, chỉ tiếc là Hà Ca Nhan đối với sự nghiệp biểu diễn cũng không quá hứng thú, nàng lần này sở dĩ đáp ứng đi quay phim quảng cáo cũng chủ yếu là đi chơi hơn nữa là cho Trương Dương mặt mũi. Trong giới học sinh nghệ thuật, tuy nàng là một trong những người cực kỳ có thiên phú và thành tích tốt nhất nhưng Hà Ca Nhan lại không hề giống các cô gái khác đối với ngành biểu diễn nghệ thuật không quá hứng thú, ở sâu trong lòng nàng đối với biểu diễn nghệ thuật có cảm giác bài xích. Vương chuẩn rất hài lòng xem màn hình camera rồi nhìn Trương Dương nói, Trương trưởng phòng, người thử khuyên nhủ nàng xem điều kiện ra sao, nếu được ta dám cam đoan chỉ cần trong vòng 3 năm sẽ khiến cho nàng nổi danh khắp cả Đông Nam Á. Trương Dương cười cười cũng không có trả lời, lúc này trên bầu trời đột nhiên rơi xuống mấy giọt mưa. Vương chuẩn vội vàng chỉ huy đoàn làm phim kết thúc công việc, Hà Ca Nhan từ trên không trung hạ xuống. Trương Dương đi qua đỡ nàng xuống. Hà Ca Nhan cười nói, ta biểu hiện thế nào? Rất tốt, không thể tốt hơn. Hà Ca Nhan cười ngọt ngào phá lệ. Trương Dương che cho nàng đi vào trong trại tạm thời. Vương chuẩn lại chỉ đạo đám quay phim quay cảnh rừng trúc trong mưa. Tên đạo diễn lưu manh này rất chuyên nghiệp. Quách Chí cường ân cần đưa khăn mặt cho cho tạ lệ chân. Nguyên bản vụ quay phim chụp ảnh này hắn không có chuyện gì nhưng do nhàn rỗi mà cũng là cố tình nhàn rỗi mà tìm Trương Dương để làm vai cố vấn cho cục du lịch mà theo lên thanh thai sơn. Điều này cũng tồi, hắn thành trợ lý đời sống cho tạ lệ chân nhưng mà được cái thằng nhãi này rất biết cách làm người, ra tay lại hào phóng nên cả đoàn làm phim từ trên xuống dưới đều thân quen với hắn. Hắn còn đáp ứng vương chuẩn, hai ngày lúc quay cảnh công thành thời chiến tranh sẽ điều bộ đội tới diễn vai quần chúng. Tạ lệ chân cũng không giống lúc đầu, không phải lúc nào cũng hở hững nữa mà giờ đây ngẫu nhiên cũng nói chuyện với hắn đáp hai ba câu, như vậy cũng đã khiến cho Quách Trí Cường mừng rỡ. Buổi chiều mưa tạnh, Vương Chuẩn lại kéo ra chụp cảnh cầu vòng còn Hà Ca Nhan tại thác nước hoàn thành cảnh quay đánh đầu thì toàn bộ cảnh diễn quảng cáo chấm dứt. Đoàn Vương Chuẩn còn muốn ở lại trên núi để tiếp tục quay bổ sung đủ hình ảnh còn Trương Dương và Hà Ca Nhan nhiệm vụ đã hoàn thành nên hai người có ở lại cũng không ý nghĩa gì. Sau khi thương lượng thì xuống núi sớm khi đi xuống đến thôn Thanh Hà thì màn đêm đã buông xuống. Bí thư chi bộ lưu truyền khôi vẫn đang ngồi sổm dưới cây hòe trước cửa thôn ủy hút thuốc lá, nhìn thấy Trương Dương cùng Hà Ca Nhan đi tới, hắn đứng dậy Trương Dương, đã trở lại. Trương Dương cười gật nhẹ đầu, lão bí thư chi bộ tại sao còn đang chỗ này. Lưu truyền khôi rít một hơi thuốc lá nói, chờ ngươi, thấy ngươi đỗ xe ở đây nên muốn chờ ngươi trở về. Trương Dương cười nói, đoàn làm phim vẫn còn ở lại trên núi, Chúng ta làm xong việc rồi cho nên muốn quay về Xuân Dương. Lưu Truyền Khôi nói, ăn cơm xong hẵng đi a. À. Trương Dương gật gật đầu, lão bí thư chi bộ đã thịnh tình mời, cũng không thể cự tuyệt mặt mũi người ta được. Lưu Truyền Khôi đã cho người chuẩn bị xong, ăn cơm tại trụ sở thôn ủy, vì Lưu đại trụ đi Bắc Kinh nên nhà không có ai nấu nướng nhưng trong thôn cũng không thiếu cao thủ nấu ăn nên các món ăn đã được chuẩn bị tỉ mỉ khiến cho bọn Trương Dương ăn uống ngon lành. Trương Dương lấy từ trong xe ra hai chai phi thiên mao đài cùng lưu truyền khôi uống. Lưu truyền khôi bình thường lúc uống rượu không thích nhiều lời cho nên lúc ăn com đều là Trương Dương cùng Hà Ca Nhan nói chuyện. Phần lớn thời gian hắn đều lắng nghe, khi rượu uống đủ độ hắn nói, Trương Dương, ta có việc muốn cầu xin ngươi. Trương Dương cười nói, bằng vào quan hệ giữa chúng ta sao phải dùng từ cầu xin. Lão bí thư chi bộ, ngươi chỉ cần nói, chỉ cần ta có thể làm được nhất định sẽ hết sức đi làm cho ngươi. Lưu truyền khôi gật đầu nói, đại trụ ở Bắc Kinh được người ít nhiều chiếu cố nên hắn cũng coi như không tệ nhưng hắn dù sao đã thành ra thất, toàn gia lớn nhỏ đều cần được hắn chiếu cố, ta nghĩ. Trương Dương uống cạn rượu trong chén rồi nói, người muốn cho hắn trở về. Đúng vậy, ta muốn hắn trở về, bất quá ta cũng muốn, sau này sẽ không để đem hắn ở Thanh Hà Thôn nữa, hai tử lớn dù sao cũng phải có việc làm của mình. Ta định đem ít tiền tích cóp được giúp hắn mà một cái khách sạn tại thị trấn, mặt tiền cửa hàng ta đã chọn xong chỉ còn chuyện này ta phải cân nhắc thương lượng với ngươi. Nếu ngươi cảm thấy bên Bắc Kinh kia không tiện thì coi như ta chưa nói qua những lời này. Trương Dương cười nói, có phải ngươi như hắn, bắt hắn về sinh cháu nội cho ngươi. Lưu truyền khôi cũng không gạt hắn, vợ con ta đang mang thai, cái thai này trước kia đều là do ngươi cho thuốc, hai ngày trước đã xác định là nam hài. Nói đến chuyện này trong lòng lão như nở hoa, trên mặt tràn đầy vui vẻ. Trương Dương có phần bất đắc dĩ lắc đầu, người nghe ta nói cái này. Ta là cán bộ xuất thân từ công tác kế hoạch hóa gia đình, lão bí thư chi bộ người có phải là đang khảo nghiệm tính giai cấp và nguyên tắc của ta sao? Lưu truyền khôi nhấp một ngụm rượu nói cái rắm, đừng cho là ta không biết, người bây giờ làm ở cục du lịch, kế hoạch hóa gia đình cái rắm. Hà ca nhan nghe được lưu truyền khôi nói như vậy với Trương Dương thì nhịn không được mở miệng nói, lưu bí thư chi bộ, ngài nói cái này không đúng rồi. Con của ngươi sinh nhiều như vậy mà lại còn muốn sinh nữa, đây là chính sách kế hoạch hóa gia đình của quốc gia đó. Lưu Truyền Khôi đương nhiên sẽ không cùng một tiểu cô nương chấp nhận, hắn ha ha cười nói, ngươi còn chưa kết hôn đương nhiên không hiểu, chờ tương lai ngươi cùng Trương Dương kết hôn, ngươi xem hắn muốn nam hoa vẫn hay nữ nhi. Hà Ca nhan đỏ mặt đến cổ, cái lão nhi này nếu đổi là nàng tính tình trước kia thì sẽ cô lấy bình rượu đập bể ngay nhưng nghe lưu truyền khôi nói thì trong nội tâm chẳng những không có tức giận mà ngược lại cảm giác sự vui sướng không nên lời. Trương Dương cười tủm tỉm nhìn nhìn Hà Ca Nhan, tiểu nha đầu thẹn thùng đầy mặt càng có vẻ xinh đẹp động lòng người. Lưu truyền khôi nhịn không được ho khan một tiếng nói, Trương Dương, ta hỏi chuyện này thế nào? Ngươi cho ta một lời thống khoái đi. Trương Dương nói, bảo hắn trở về nhưng không được biên chế chính thức nữa, chờ lúc nào hắn khai trương khách sạn ta khẳng định sẽ đi cổ động. Lưu truyền khôi được Trương Dương trả lời thuyết phục thì cũng thở dài một hơi. Thật ra hắn cũng không phải lo lắng Trương Dương không thả người mà chỉ cảm thấy Trương Đu Âm đối với gia đình hắn tốt như vậy, về tình về lý đều muốn hỏi qua người ra cho phải phép. Vùng núi mưa nói đến là đến, đang ăn cơm thì bên ngoài sấm sét vang dội rồi nổi lên mưa to, Lưu truyền khôi nhìn ra bên ngoài hảo tâm đề nghị nói, ta xem các ngươi đêm nay cũng đừng nên đi nữa, mưa lớn như vậy son đạo hiểm trở lại không dễ đi ở lại sơn trang a làng du lịch bọn họ khởi công xây dựng bây giờ nghiễm nhiên đã trở thành nhà khách của thanh hà thôn trương dương nhìn mưa rơi bên ngoài mà bỏ đi ý niệm muốn đi suốt đêm quay về xuân dương chờ mưa nhỏ đi sẽ lái xe đưa hà ca nhan vào sơn trang sơn trang thời gian gần đây sinh ý cũng không tốt ngoại trừ một người trông cửa và bán hàng ra thì những người khác đã rút lui trương dương bảo cho hai gian phòng các phòng coi như không tệ, tivi quạt điện vòi tắm hoa sen mọi thứ có đủ. Hai người ngồi trên xe đi được một đoạn ngắn đã bị mua xối ướt toàn thân, cũng may trong xe Trương Dương còn có quần áo, sẵn đem áo sơ mi cùng quần ngắn giao cho Hà ca nhau để nàng tắm rửa xong thì thay. Lúc Trương Dương đang tắm thì một đạo thiểm điện đánh chúng máy biến thế, điện hỏa trói mắt bay ra bốn phía, cả sơn trang lập tức tối đen như mực. Máy nước nóng cũng mất đi tác dụng, Trương Dương đành dùng nước lạnh tắm rửa sau khi mặc quần áo đi lên sân thượng thì nghe được trong phòng tắm hà ca nhan liên tục hắt xì hơi trương dương không khỏi mỉm cười xem ra nha đầu kia cũng không còn nước ấm để dùng ngàn vạn cần phải quan tâm đợi trong chốc lát thì nhìn thấy hà ca nhan từ bên trong đi ra nàng mặc áo sơ mi trắng của trương dương bởi vì quá mức dài rộng nên áo dài đến đầu gối cặp giò trắng noãn trong bóng đêm trắng noãn trương dương nhịn không được nhìn mấy cái Hà ca nhan chừng mắt nói, nhìn cái gì vậy? Trương Dương mày dạn mặt dày nói, ai cũng thích cái đẹp, ta dĩ nhiên muốn xem. Hà ca nhan vốn định nói chuyện gì nhưng vừa há miệng thì lại hắt hơi một cái, vẻ mặt đau khổ nói, không có nước ấm, lạnh chết. Hắt xì. Trương Dương vươn tay, cầm tay nàng ngầm vận nội lực, một dòng khí ấm từ lòng bàn tay chạy vào thân thể ca nhan. Hà ca nhau chỉ cảm thấy như được tắm gió xuân, quanh thân ấm áp dễ chịu vô cùng, vừa có chút hàn ý trong nháy mắt đã rút đi vô tung vô ảnh. Lúc này trên bầu trời lại một đạo thiểm điện xẹt qua, sau đó là tiếng nổ kinh thiên vang trên đầu hai người, hà ca nhau sợ tới mức hét lên một tiếng rồi nhào vào trong ngực Trương Dương. Trương đại quan nhân cảm thấy ngọc ấm ôn hương tràn ngập cõi lòng. Hà ca nhan lại chỉ mặc một cái áo sơ mi trắng, qua làn áo mỏng hắn có thể cảm giác được thân thể đẫy đà gợi cảm của nàng cánh tay trương dương không tự chủ được ôm lấy cái eo nhỏ nhắn của hà ca nhan nói khẽ đừng sợ ta ở chỗ này hai người tiếp cận gần như thế thậm chí còn có thể nghe được nhịp đập trái tím đối phương trương đại quan nhân cảm giác được thân thể của mình có một bộ phận bắt đầu lặng yên bành trướng lên hắn thấp giọng nói bên ngoài gió lớn chúng ta đi vào nhà a tính giai cấp nguyên tắc trong đầu thằng nhãi này lên tức thì hắn không thể không thừa nhận hà ca nhan đối với hắn có một loại lực hấp dẫn không cách nào kháng cự được Trời mưa gió như vậy, đem lại mất điện, sắc tâm của Trương Đại Quan nhân ẩn núp hồi lâu bắt đầu dục dịch. Hà Ca Nhan cúi đầu mặc hắn nắm tay dắt đi vào trong phòng của hắn. Trương Dương chờ tay khép cửa phòng lại, sau đó một tay kéo Hà Ca Nhan vào lồng ngực mình. Trong bóng tối hắn chuẩn xác tìm được đôi môi anh đào dùng sức hôn, môi Hà Ca Nhan nóng rực mà run rẩy, đầu lưỡi mềm bị Trương Dương bắt được, Trương Dương lại dùng tay thăm dò vào trong áo sơ mi túm lấy hai bầu vú, chỉ thấy mềm mại mà tràn ngập co giãn. Tiếng hít thở của Hà Ca Nhan trở nên rồn rập, nàng cảm giác được Trương Dương thò tay vén vạt áo sơ mi lên tiền vào giữa hai chân nàng thì đột nhiên hét lên một tiếng rồi nâng chân lên húc vào giữa hai chân Trương Dương. Trương đại quan nhân võ công tuy cao cường nhưng trong một phút này hoàn toàn ý loạn tình mê, không ngờ Hà Ca Nhan sẽ cho hắn một đòn này. Hắn chỉ cảm thấy hạ thân bị đánh vào đau đến mức kêu thảm thiết một tiếng, sau đó ôm bụng ngồi xổm xuống, một đạo thiểm điện từ ngoài của sổ xẹt qua, chiếu sáng gương mặt trắng bệch của trương đại quan nhân. Hà ca nhau sau khi chống cự lại trương dương thì cũng không khỏi cảm thấy hối hận, nàng đau lòng đỡ lấy trương dương nói ta. Ta không phải có chủ tâm, thực xin lỗi, đau không? Nói nhảm, trương dương đau đến mức nhe răng nhếch miệng, thật vất vả mới lần đến bên giường nằm xuống. Hà ca nhan tựa như hài tử làm chuyện sai, nàng lấy từ trong ngăn kéo ra một ngọn nến đốt lên, khi nhìn thấy Trương Dương nằm cong như tôm ở trên giường. Trên trán tràn đầy mồ hôi, vẻ mặt ai oán, cực kỳ giống một thiếu nữ bị lăng nhục. Hà ca nhan vào toilet lấy khăn mặt ra, đi tới bên người Trương Dương cẩn thận lau đi mồ hôi trên mặt nói, Trương Dương, ta thật, ta sợ hãi. Trương Dương nhịn đau nói, sợ hãi người có thể, nói sao, cũng không thể, ác như vậy chứ. Ta, đau chết mất. Xem bộ dáng của hắn, Hà Ca Nhan vừa lo lắng vừa buồn cười nói, đáng đời, ai bảo ngươi không yên ổn chứ. Trương Dương không ngừng kêu khổ nói, là ngươi nhảy vào trong ngực ta, ta. Ta là nam nhân bình thường, ngươi mặc ít như thế, ta cho rằng, cho rằng cái gì, thấy ta cô đơn một mình ngươi muốn thừa dịp làm bừa có phải không? Một chút đã không quân tử, Hà Ca Nhan nhìn thấy sắc mặt trắng bệch của Trương Dương thì trong lòng không nhịn được lo lắng hỏi có phải là rất đau không? Trương Dương gật gật đầu, làm ra bộ đáng thương. Vậy làm sao bây giờ? Đưa người đi bệnh viện nha. Ta con mẹ nó, không dậy nổi. Ôi! Ngoặc kép chấm 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 chấm. Ta giúp ngươi xoa xoa. Trương Dương mở to hai mắt nhìn sau đó vẻ mặt thống khổ gật nhẹ đầu. Hà ca nhan còn đang do dự nhưng nghe Trương Dương rên rỉ. Trong nội tâm dù sao vẫn không đành lòng. Nàng cắn đôi môi anh đào nhắm mắt lại rồi vươn tay ra bàn tay run rẩy lục lọi nhưng vừa mới chạm đến bộ phận nóng rực cúng ngắc của trương đại quan nhân thì liền giống bị rắn cắn rút tay lại nói, người hỗn đản. Gạt ta, ta đâu lừa ngươi, ngươi bị thương mà còn, cứng ngắc. Ta phan ngươi, ta bị ngươi đá cho sưng lên, trương đại quan nhân vẻ mặt rất có điểm khóc không ra nước mắt. Hà ca nhan đem chăn phủ lên giường che trên người trương dương sau đó nhỏ giọng nói, láo lỉnh, chó suy nghĩ lung tung, ngươi thành thành thật thật ngủ đi. Ta ở trong này lẳng lặng trông cho ngươi, được không? Bên ngoài lại có một tiếng sấm vang lên, Hà Ca Nhan sợ hãi lại nhào vào lòng Trương Dương, không nghĩ tới là lại va vào chỗ mới bị thương của thằng nhãi này, Trương Đại Quan nhân thống khổ kêu rên nói, ta con mẹ nó thề, lần này ta quả thật là bị thương. Audio điện tử Võ Tấn bền. Hết chương 170.